Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 66. Vạn đạo giáo tôn run rẩy, khó có thể tin. Hắn là suy yếu, nhưng đây chính là cánh tay của Thánh Hoàng, lại còn được lôi triều rèn luyện qua. Thánh Vương làm sao có thể đánh nát hắn? Ba đế thủ thượng thương, ta phải nó một. Thanh âm lạnh lẽo của Đọa Lạc Minh Hoàng để vạn đạo giáo tôn bỗng nhiên biến sắc. Phốc phốc, Đọa Lạc Minh Hoàng bỗng nhiên rút móng vuốt ra, mang theo trái tim đang bành trướng nhảy lên của vạn đạo giáo tôn, bỗng nhiên đánh vào ngực mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, huyết khí toàn thân Đọa Lạc Minh Hoàng sôi trào, minh hỏa hừng hực, như đang đốt cháy cửu thiên. Thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng. Đây là truyền thừa mạnh nhất của hắn, có thể đưa trái tim cường địch tái giá đến trong thân thể mình, sau đó thông qua thân thể của hắn phóng xuất ra uy lực đỉnh phong của quả tim này. Nói cách khác, hắn có thể thông qua trái tim, có được thực lực kẻ địch trong thời gian ngắn ngủi. Đọa Lạc Minh Hoàng cuồng bạo đánh giết, đè ép vạn đạo giáo tôn từ không trung rơi xuống. Vạn đạo giáo tôn suy yếu càng chật vật, trong lúc nhất thời lại không hề có lực hoàn thủ, mặc cho móng vuốt tiếp tục bạo kích, chiến khu cứng cỏi bị mở ra vết thương sâu gần hài cốt. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh. Chống đỡ pháp trận, hao hết toàn bộ năng lượng, tuyệt đối không thể để vạn đạo giáo tôn đào thoát. Thời khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó. Bọn người Khương Diễm cao giọng gào thét, thiêu đốt chính mình, tiêu hao năng lượng của tinh thạch bảo vật, nhất là khối bảo cốt Thánh Hoàng kia. Pháp trận giam cầm tỏa ra cường quang mãnh liệt, bao phủ hơn 100 dặm. Đây là pháp trận mà Hoàng đạo vì để giam cầm siêu cấp pháo đài di động xí thiên giới này mà xây dựng, bây giờ lại thành lồng giam luyện ngục vây giết các chủ nhân Hoàng đạo. Bản giáo tôn Tiếu Ngạo Thương Huyền 10.000 năm, há có thể chết ở trên tay các ngươi. Vạn đạo giáo tôn hét lớn, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã vượt qua, kỳ suy yếu, khôi phục lại, lôi chiều cuồn cuộn cường thế dâng lên. Trái tim của ngươi, trả lại cho ngươi. Khương Quỳ không có chấp nhất tiến công, mà lập tức móc ra trái tim Thánh Hoàng vừa mới dung hợp, sau đó tiến hành diễn biến càng khốc liệt hơn. Là sinh mệnh nguyên lực của Thánh Hoàng, huyết khí trong quả tim này có thể so với đại dương mênh mông, giờ phút này lại được Khương Quỳ toàn lực diễn hóa mà biến thành một thanh huyết kiếm, sau đó bị minh hỏa của Khương Quỳ đốt lên. Huyết kiếm thiêu đốt, huyết quang chiếu thấu thương thiên. Phảng phất trái tim Thánh Hoàng nở rộ lần sau cùng, khí tức quá kinh khủng. Sắc mặt vạn đạo giáo tôn dữ tợn đến vặn vẹo, nhìn lên huyết kiếm trên bầu trời tức giận gào thét. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày lại phải dùng khí hải của mình đối kháng với huyết hải của mình, phải dùng lôi triều thiên phạt, đối kháng với máu Thánh Hoàng của chính mình. Đây là khuất nhục, càng là bi thương. Tựa như là mình nghênh chiến chính mình. Keng! Trái tim nở rộ đến cực hạn. Huyết kiếm như đang chạm trời diệt đất, huyết quang vô tận chiếu đầy khắp nơi, hỏa diễm thậm chí còn hình thành hư ảnh vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn không có hai tay, không có trái tim, thời khắc này trong mắt rõ ràng đã đung đưa sự bi phẫn. Huyết kiếm nhất kích, có thể so với tâm hải tự bạo, muốn ngăn cản, cần nghiền ép khí hải, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ lại phải mở ra con mắt thứ ba, được không? Một khi mở ra, hắn chắc chắn sẽ lại suy yếu lần nữa. Nếu như không ra thì sao? Hắn chắc chắn sẽ thua. Làm sao bây giờ? Vạn đạo giáo tôn quét về xa xa Bá Thiên Yêu Hoàng, đáy mắt hiện lên sự hung ác. Bây giờ chính là thời cơ tốt để mở ra vạn giới môn. Huyết kiếm sắp giết tới, Bá Thiên Yêu Hoàng không thể nào lại hoắc loạn không gian, nếu không chính là trợ giúp hắn lật tung huyết kiếm. Lúc vạn đạo giáo tôn đang giãy giụa suy tư hơi. Thiên hậu luôn tiếp cận chiến trường TANG mọi thời khắc đã chú ý tới ánh mắt vạn đạo giáo tôn, lập tức dự phán đến khả năng phát sinh biến cố tiếp theo, nàng vừa nhấc đầu ngón tay, liền chỉ đến Kiều Vô Hối ở phía xa. Ngươi, lên! Thiên hậu! Kiều Hinh đang ở trong pháp trận bỗng nhiên biến sắc. Lên trên! Đây là chịu chết! Ầm ầm! Kiều Vô Hối vẫn luôn đang vận sức chờ phát động, hắn không có bất cứ sự chần chờ gì, trước tiên liền mở ra cánh cửa hồng mông. Hiện ra uy lực thiên hoàng. Mặc dù nhận không gian áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực vượt qua trăm dặm như bên ngoài, nhưng khoảng cách mấy ngàn mét ngắn ngủi vẫn có thể làm được. Ầm ầm. Tại lúc vạn đạo giáo tôn mở ra vạn giới môn, trong chốc lát, hoặc là thoáng trước mấy giây, Kiều Vô Hối đã cánh ầm vang mở ra cửa hồng mông ở phía sau hắn, Kiều Vô Hối cường thế giết ra.
Bất diệt thiên hoàng tuôn ra liệt diễm, hoa lệ tôn quý, đỉnh đầu treo cao lấy 9 chuôi sát kiếm, giống như 9 viên liệt diễm hoành kích, phóng thích trong chớp mắt, hiện ra uy lực đỉnh phong của thánh vương, cuồng dã tiễu sát vạn đạo giáo tôn. Toàn bộ tập kích đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Vạn đạo giáo tôn giật mình trước nguy hiểm, dù sao cũng là tổ tông cấp bậc thánh hoàng, hắn dứt khoát tuyệt nhiên thả ra vạn giới môn, muốn lật tung hết thảy mọi thứ ở xung quanh, ngăn cách tất cả uy hiếp. Nhưng, bành bành bành, 9 chuôi sát kiếm xuất kích trước một bước, toàn bộ đã đâm xuyên qua vạn đạo giáo tôn. Không có tập kích những vị trí khác của chiến khu giáo tôn, mà nhằm vào vị trí đã bị Khương Quỷ móc sạch trái tim. Ầm ầm, 9 chuôi sát kiếm tề tụ huyết động, toàn bộ dẫn bạo, uy thế trong chốc lát đã thẳng tới thánh hoàng cảnh, chiến khu thánh hoàng rách dưới của vạn đạo giáo tôn giống như muốn nổ tung từ giữa đó, vạn giới môn vừa mới thả ra không đợi phát huy liền nhanh chóng ảm đạm. Giờ khắc này, huyết kiếm thánh hoàng đã lao sát đến. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, huyết kiếm gào thét lên chém xuống đầu vạn đạo giáo tôn. Tốt! Bọn người Khương Diễm lên tiếng hét lớn, nhưng ý thức đều có chút hoảng hốt, màn săn giết trong chớp mắt này quá kích thích đến mức phải cố gắng kiềm chế. Toàn thân Kiều Hinh bị mồ hôi làm ướt nhẹp, ánh mắt lắc lư. Đối với thắng lợi ngay giờ khắc này không có bất kỳ vui sướng gì, chỉ có may mắn. Thanh âm kia của thiên hậu vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây không phải chịu chết thì là cái gì? Nếu như Kiều Vô Hối hơi do dự mấy giây. Nếu như cánh cửa hồng mông không chống đỡ đến sau lưng vạn đạo giáo tôn. Nếu như cánh cửa hồng mông không phải phóng thích trước vạn giới môn của vạn đạo giáo tôn. Nếu như sát kiếm của Kiều Vô Hối không đâm vào trái tim trống rỗng của vạn đạo giáo tôn. Nếu như lúc ấy vạn đạo giáo tôn không phải phóng thích vạn giới môn. Mà là kích phát con mắt thứ ba, dẫn bạo lôi chiều, sôi trào toàn bộ chiến trường. Nếu như, Kiều Vô Hối xuất kích ngay giờ khắc này, không thể nghi ngờ chính là đánh cược, người sống ta chết, người chết ta sống. Thiên hậu vẫn tàn nhẫn như năm đó. Cái này cùng tuổi tác không liên quan, mà là bản tính. Giống, cơ thể tàn phế của vạn đạo giáo tôn phát ra gào thét phiêu miểu, cường thế khởi động vạn giới môn. Muốn tránh thoát mảnh không gian bị giam cầm này, càng dùng hết khả năng la lên, mong mỏi hoàng đạo khác có thể đến tại thời khắc này. Giờ khắc này, hắn luống cuống, thật sự luống cuống, hắn có dự cảm phải chết ở chỗ này. Giết hắn. Mặt của thiên hậu vẫn không biểu tình, nàng chỉ đến phía xa bầu trời, tỉnh táo quan sát đến chiến trường, chỉ huy chiến trường. Bất diệt thiên hoàng, bá thiên yêu hoàng, đọa lạc minh hoàng, còn có Ngô Thái Bình vừa mới khôi phục. Bốn vị thánh vương đuổi giết đến khung trời, triển khai săn giết điên cuồng. Duy trì pháp trận, vây khốn hắn. Bọn người Khương Diễm điên cuồng gào thét, cuối cùng của cuối cùng, tuyệt đối không thể để vạn đạo giáo tôn đào thoát. Vạn đạo giáo tôn đang điên cuồng giãy giụa trong lĩnh vực của bá thiên yêu hoàng, đột kích ở hai bên, lại gặp đến bất diệt thiên hoàng cùng đọa lạc minh hoàng, hỗn độn chiến khu bỏ mạng chặn đánh, càng ngày càng chật vật. Hắn chỉ là đến xem tình huống. Không nghĩ tới lại lâm vào vây bắt. Hắn càng không nghĩ tới mình lại gặp nạn tại chiến trường hạ giới. Thiên hậu chú ý chiến trường trên bầu trời, bình tĩnh gần như đáng sợ, ánh mắt sáng rực, chú ý thay đổi chiến trường trong nháy mắt, dự phán lấy khả năng của vạn đạo giáo tôn. Càng là đến cuối cùng, càng là không thể buông lỏng, càng phải đề phòng vạn đạo giáo tôn bí quá làm liều. Giờ khắc này, bên trong huyết chỉ ở dưới thân thể của nàng chính là đóa hoa của địa ma thụ. Đầu chủ thể địa ma thụ bị thần phạt xuyên qua đang trôi nổi ở bên trong hấp thu năng lượng mênh mông. Dưới đáy huyết trì, đương nhiên đó là di cốt ma hoàng đã hòa tan hơn phân nửa. Không trung đang lâm vào ác chiến giằng co, bọn người Kiều Vô Hối điên cuồng muốn vây giết vạn đạo giáo tôn. Nhưng, vạn đạo giáo tôn trung quy vẫn là vạn đạo giáo tôn, là chủ nhân chân chính của Tây Bắc, là tổ tông hoàng đạo, đã chờ đợi ở cảnh giới thánh hoàng hơn 1000 năm, cho dù không có đầu, trái tim. Hai tay, nhưng vẫn có thể ương ngạnh giãy giụa, thậm chí không ngừng trọng thương đến bốn vị thánh vương. Khương Diễm và đám người rung động, thậm chí đều có chút sợ hãi. Trước đó đều tin thề mỗi ngày cảm giác thánh vương liên thủ săn giết thánh hoàng không có chút áp lực nào, nhưng cho đến sau khi chính thức chứng kiến đến thánh hoàng, nhất là loại thực lực thánh hoàng cấp bậc lão tổ tông này, bọn hắn đột nhiên đã hiểu chênh lệch tuyệt đối giữa hai cảnh giới này. Trách không được đột phá thánh hoàng linh văn gian nan như vậy. Trách không được tất cả hoàng đạo cần dùng uy lực toàn tộc bồi dưỡng thánh hoàng,
trách không được hình phù đồ cần dùng ngàn năm vạn năm truy tìm trọn vẹn thánh hoàng. Vạn đạo giáo tôn bi thương thét dài, tung hoành thiên khải hơn nghìn năm, lấy cái danh thiên phạt uy hiếp hoàng đạo tám châu, thực sự khó mà tiếp nhận việc bản thân lại gặp rủi ro tại nơi này, càng không có nghĩ tới hắn đường đường là chủ nhân các hoàng đạo cũng có thời khắc kết thúc một cách cô độc như thế này. Hắn không biết hoàng đạo khác sẽ đến lúc nào, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, hắn thậm chí nghĩ muốn đồng quy vu tận cùng đám hỗn đản này. Cận kề cái chết, không chịu để lại di cốt, thành tựu cho xí thiên giới. Nhưng, hắn thật không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn muốn kiên trì, còn muốn chờ đợi, nếu có hoàng đạo đến, là hắn có thể thoát khốn. Nếu như pháp trận bị hủy bỏ, hắn cũng có thể vọt lên vạn giới môn, giết ra khỏi trùng vây. Sau hơn ngàn hiệp, thời điểm pháp trận ở trên không chiến trường cùng trong địa tầng đều đạt tới cực hạn, gần như sụp đổ, thiên hậu dứt khoát hạ lệnh. Địa ma thụ, tỉnh lại. Giống. Địa ma thụ cưỡng ép thức tỉnh, chín cái đuôi gào thét với trời cao, kinh hãi trời đất, quần sơn đều đang lay động, pháp trận đau khổ kiên trì suýt chút nữa sụp đổ. Bọn người Khương Quỳ tinh thần đại chấn, địa ma thụ lại còn có thể tái chiến. Đây chính là gặp một kích của thần phạt, vậy mà còn chưa bị hủy diệt. Chẳng lẽ bởi vì trong thân thể có khí tức ma hoàng? Chế tạo cơ hội cho địa ma thụ. Thiên hậu cao giọng quát tháo, địa ma thụ là cưỡng ép thức tỉnh, vô cùng có khả năng miễn cưỡng một kích thì cần ngủ say một lần nữa. Nhưng, vạn đạo giáo tôn đã đến. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Theo bá thiên yêu hoàng điên cuồng phóng thích, khung trời lại lần nữa lâm vào hoắc loạn, trật tự thiên địa đều mất khống chế, khắp nơi đều là vòng xoáy bị phá vỡ, đầy mắt tất cả đều là hỗn loạn vặn vẹo, chỉ có bá thiên yêu hoàng hoành hành trong đó, cưỡng ép mở đường cho bọn người đọa lạc minh hoàng. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Vạn đạo giáo tôn quả quyết thu hồi vạn giới môn, để tránh tăng lên loại hoắc loạn này, sau đó dứt khoát mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba lại được mở ra, hoàng lôi màu thứ tám được phóng thích, lôi chiều bảy màu lập tức sôi trào, hóa thành lôi hải tám màu. Lôi uy vô tận, sóng chiều hủy diệt cuồn cuộn giữa khung trời, cường quang chói mắt càng là chiếu rọi khắp nơi. Nương theo tiếng nổ vang mãnh liệt, lôi hải tám màu cưỡng ép băng diệt phá vỡ lĩnh vực của bá thiên yêu hoàng, đánh về phía bọn người Kiều Vô Hối. Huyết nhục văng tung tóe, hỏa vũ bay đầy trời, bốn thánh vương phượng hoàng bị trọng thương. Chật vật tháo chạy. Đây là lão tổ tông thánh hoàng nghiền ép tiềm lực đánh ra một kích cuối cùng, thánh vương không có chút uy lực chống đỡ nào. Xí thiên giới, tạm biệt, quà tặng hôm nay, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, năm nào tháng nào đó, ta sẽ hoàn trả gấp bội. Linh hồn vạn đạo giáo tôn hét lớn đầy thê lương, lôi hải tám màu sôi trào đến cực hạn đang cuồng bạo hội tụ giữa không trung, xiềng xích thần phạt thẩm phán dân chúng lại lần nữa thành hình, mặc dù không có mạnh mẽ như trước đó. Nhưng trên chiến trường mà tất cả mọi người gần như sụp đổ, giờ khắc này xiềng xích thần phạt vẫn khiến cho tất cả mọi người đều hồi hộp. Hắn là muốn tập kích địa ma thụ. Không phải. Hắn khóa chặt xuống mặt địa tầng, tập trung vào vị trí trận tâm của pháp trận giam cầm. Hắn muốn tại thời khắc này, dốc hết toàn lực phát ra một kích cuối cùng, hủy diệt pháp trận, bài trừ không gian giam cầm, sau đó điều động lực lượng còn sót lại, thôi động vạn giới môn. Thoát khỏi chiến trường. Mặc dù vị trí trận tâm ẩn giấu rất khéo léo, nhưng hắn vẫn trong trận hỗn chiến vừa rồi xác định được đại khái vị trí. Sinh tử đánh cược một lần, ngay lúc này. Không tốt. Chỗ trận tâm pháp trận chính là Kiều Hinh, Khương Diễm, Khương Bá. Khi thần phạt khóa chặt bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được. Địa ma thụ, ngăn hắn lại. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh, lại trầm ổn tỉnh táo hơn. Nàng đề phòng chính là thời khắc này. Cũng là đang chờ đợi giờ khắc này, chỉ cần địa ma thụ ngăn lại, vạn đạo giáo tôn sẽ không còn cơ hội. Địa ma thụ cuồng bạo bay lên trời, dứt khoát đánh tới thiên lôi thần phạt. Nhưng, thiên hậu, ngươi xem nhẹ ta rồi, thời gian ngàn năm này, ta còn không có tiến bộ sao? Linh hồn vạn đạo giáo tôn thét gào, bằng vào uy lực khống chế đến cực hạn, cưỡng ép bóp méo xiềng xích thần phạt, răng rắc bạo hưởng, xiềng xích cuồng kích, vậy mà một phân thành hai. Hoàn mỹ tránh khỏi địa ma thụ đang phóng lên tận trời, sau khi lướt qua từ hai bên, lại lần nữa thành hình ở sau lưng nó. Đây là toàn lực ngưng kết xiềng xích thần phạt, càng là tốc độ cực hạn xé rách không gian. Tại thời khắc này cưỡng ép tách rời cùng tinh chuẩn tránh né,
gần như không thể nào hoàn thành, huống chi vạn đạo giáo tôn lại đờ nát ở dưới tình huống mệt mỏi cực độ. Nhưng, nương theo đăng tạo nghệ lôi đạo phong tạo cực, vị lão tổ tông đùa bỡn lôi phạt ngàn năm này, tại thời khắc sinh tử vẫn làm được kỳ tích. Răng rắc oanh minh, xiềng xích thần phạt đoàn tụ lại đã xé rách không gian, bổ về phía trận tâm sâu trong địa tầng. Thần phạt giáng lâm, thiên địa thất sắc. Khí tức tuyệt vọng cùng hủy diệt trong nháy mắt đã che mất bọn người Kiều Hinh. Uy thế ngay thời khắc này như là ông trời đang thẩm vấn phán bọn hắn, mà bọn hắn lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể ngồi đợi kết quả sinh tử. Triệu Thời Việt và những người khác ở các vị trí khác của pháp trận đều bỗng nhiên biến sắc, muốn ngăn cản lại nhưng đều không còn kịp nữa rồi. Trong trận tâm mặt có bảo cốt Thánh Hoàng, nếu như bị thần phạt đánh vỡ nát, năng lượng nổ tung khó mà có thể tưởng tượng được, bọn người Kiều Hinh chắc chắn sẽ phải chết, vạn đạo giáo tôn sẽ đào thoát khỏi cơ chiến trường. Hôm nay bọn hắn đã đi săn cũng thất bại trong gang tấc. Tại lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một gốc ma thụ rỉ máu đột nhiên dâng lên trong trận tâm mặt, tấn mãnh sinh trưởng, dây leo tráng kiện, tán cây huyết hồng, đều tại trong thời gian rất ngắn kéo dài tới hơn ngàn mét, chỉ lên trời nghênh kích thần phạt. An Minh Hề, không được. Sắc mặt Khương Diễm kịch biến, quả quyết bay lên không liền muốn ngăn cản An Minh Hề. Rõ ràng đã trọng thương, còn muốn chặn đánh thần phạt, đây không phải muốn chết sao? Huống chi nàng chỉ là thánh linh mà thôi, sao có thể ngăn cản thế công tới gần thần linh như vậy? Đó là thần phạt, đây là muốn thần hồn câu diệt. Kiều Hinh, Khương Bá đều ngưng tụ con ngươi, đứng dậy muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Liên tiếp kịch biến cơ hồ đều xuất hiện trong nháy mắt, thần phạt xé rách không gian lao tới, đối diện đánh chúng vào dây leo ngút trời. Ầm ầm, một mảnh hào quang màu vàng hừng hực như đổ xuống giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn giữa trời cao, tàn phá bừa bãi chiến trường, ánh sáng, gai nhọn chiếu thấu địa tầng, để tất cả mọi người mở mắt không ra. Ngay sau đó, bạo tạc kinh khủng như cuồng dã lao nhanh, liên miên bất tuyệt, tiếp tục không hết, đánh thẳng vào chiến trường bị giam cầm trăm dặm. Giờ khắc này, đất trời như sụp đổ, đại địa bị lật tung. An Minh Hề biến thành ma thụ bị bạo động lôi đình bao phủ, lá cây bay tán loạn, vỏ cây loạn tung tóe, cơ hồ muốn bị tươi sống vỡ nát thành cặn bã. Nhưng, nàng cũng không có bị thần phạt xiềng xích trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ là bị năng lượng nổ tung đánh sâu vào. Thứ thật sự nghênh kích thần phạt không phải nàng, mà là bảo khí chấn tộc của vạn đạo thần giáo, thiên tôn Phục Ma Sử. Giờ khắc này chặn đánh, là An Minh Hề đang quấn quanh lấy Phục Ma Sử, nghênh kích thần phạt. Chí tôn Phục Ma Sử kịch liệt run rẩy, sau khi xuyên qua thân cây rách dưới của An Minh Hề, nện vào địa tầng, trọng khí Phục Ma Sử danh xưng cứng rắn nhất thần giáo bây giờ đều bò đầy vết nứt, ánh sáng cũng đã trở nên ảm đạm. Nhưng, đã bảo vệ được pháp trận. Đã bảo vệ được Kiều Hinh và bọn hắn. Vạn đạo giáo tôn bỏ qua hết thảy buông tay đánh cược một lần, cuối cùng đều là thất bại. Kịch biến ngay giờ khắc này để vạn đạo giáo tôn đã thôi động vạn giới môn chuẩn bị thoát khỏi lâm vào tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Thậm chí hắn còn đứng ở nơi đó hoảng hốt. Đầu tiên là bị pháp trận hoàng đạo ẩn giấu che đậy thần thức, ngộ nhập vòng vây. Sau đó lại là bị pháp trận giam cầm của hoàng đạo kềm chế vạn giới môn, hãm sâu trong chiến trường. Tiếp theo là bị trái tim chém đầu của chính mình, bây giờ lại bị trọng khí của thần giáo cản trở thời cơ thoát khỏi sau cùng. Hắn huy hoàng cả đời, chưa từng chật vật như thế. Kết thúc cuối cùng của hắn, càng là thê lương như vậy. Rốt cuộc hắn cũng là phải chết ở trong tay đám người này. Hay là chết trong tay hoàng đạo cùng thần giáo. Hắn không thể nào xem như thánh hoàng chiến tử thảm nhất thương huyền được, cũng không nghi ngờ là uất ức nhất. Giờ khắc này. Hắn tại trong hoảng hốt nghĩ đến chết, muốn lôi kéo xí thiên giới tất cả mọi người đồng quy vu tận. Nhưng, đã chậm, địa ma thụ cuồng bạo trùng kích, dã man nhảy qua cánh cửa không gian vừa mới thả ra mênh mông chiều dâng, chín cái đuôi giống như là cự long hoành không, vô tình xé nát chiến khu bị tàn phá của vạn đạo giáo tôn. Tiếng kêu gào bi thương nương theo huyết vũ đầy trời, kết thúc sinh mệnh kiêu ngạo của vạn đạo giáo tôn, kết thúc cả đời huy hoàng mà hắn tung hoành tại thiên khải. Sau khi địa ma thụ nuốt vạn đạo giáo tôn vào, nó nhanh chóng lao xuống, va vào huyết trì. Huyết hoa thu liếm cánh hoa, bao viên toàn diện huyết trì, sau đó chìm vào trong địa tầng, lâm vào ngủ say chiều sâu. Ngủ say, là đường tắt chủ yếu để địa ma thụ chữa thương cùng tu luyện. Kết thúc, chúng ta thắng. Chúng ta, giết vạn đạo giáo tôn.
chúng ta giết lão tổ tông các hoàng đạo. Trong pháp trận tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn, suýt nữa liền để vạn đạo giáo tôn chạy, nhưng bọn hắn vẫn thành công. Thiên hậu nhìn về phía ma thụ rách dưới, đáy mắt hiện lên tia dị quang, ma nữ này thật mạnh ngoài sức phán đoán, vậy mà lại có thể tại thời khắc quan trọng như vậy thay đổi chiến cuộc. Ma thụ mệt mỏi tụ tập cùng một chỗ, từ từ biến trở về thành An Minh Hề, nhưng toàn thân đều đã rách dưới, nội tạng chảy xuôi, gần như không thành bộ dáng. Khương Diễm run rẩy ôm lấy nữ tử yêu mến, hắn tà tính cao ngạo, vậy mà giờ khắc này hai mắt lại tụ đầy nước mắt. Vạn đạo giáo tôn đã chết, săn bắn thành công, rút về xí thiên giới. Giọng nói thanh tịnh của thiên hậu vang vọng địa tầng, tất cả mọi người từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, nhưng ngay sau đó chính là cảm giác suy yếu mãnh liệt kéo đến. Bọn hắn lại không có bao nhiêu hưng phấn, càng nhiều hơn là rung động cùng kiềm chế. Thánh Hoàng, vậy mà lại cường đại như thế. Bọn hắn xuất động toàn thể, hao hết tài nguyên, liều mạng chém giết, còn suýt nữa tống táng tất cả thánh vương, mới miễn cưỡng vây khốn vạn đạo giáo tôn, cuối cùng đều suýt nữa để hắn chạy. Trải qua này trận chiến này, rốt cuộc bọn hắn cũng có một khái niệm đại khái đối với cảnh giới Thánh Hoàng này. Trải qua này trận chiến này, bọn hắn cũng rõ ràng nhận thức đến chênh lệch cực lớn giữa bọn hắn cùng Hoàng đạo. Thánh Hoàng đã là như thế, vậy thần linh thì sao? Trách không được hai cảnh giới này, có thể chống lên tên Hoàng đạo. Xí thiên giới hoành hành trong thâm không, giáng lâm đến khe nứt đỏ nhánh đón bọn người Kiều Vô Hối đã bị trọng thương đi, để lại chiến trường bừa bộn tung hoành hơn trăm dặm. Mặc dù nhìn từ bề ngoài là hơn trăm dặm, nhưng chấn động mãnh liệt đã lan tràn ra xung quanh mấy ngàn dặm vết nứt mới, bụi mù bay ngập trời, ầm ầm dậy sóng. Sau khi pháp trận giam cầm được tản ra, năng lượng khủng bố chiếm cứ càng giống như hồng thủy tàn phá bừa bãi ở khắp nơi, lao nhanh liên miên bất tuyệt. Bởi vì năng lượng quá mạnh, lao nhanh trong sương mù mơ hồ còn hiện ra hình ảnh vạn đạo giáo tôn chém giết địa ma thụ rất mơ hồ, cũng có được hình ảnh Phượng Hoàng Lăng Tiêu, điên cuồng đột giết đến rung động. Thiên hậu, ta muốn đi tìm Khương Phàm. Hướng Vãn Tình trước khi vào lại xí thiên giới, nàng đã chào từ giã thiên hậu. Chiếu cố tốt cho chàng. Thiên hậu căn dặn đơn giản, sau đó theo xiềng xích hỗn độn tiến vào xí thiên giới. Hướng Vãn Tình nhìn thấy con đường hỗn độn chậm chạp khép kín, xí thiên giới đang dần dần biến mất trong sương mù, nàng dứt khoát quay người, lao tới Tây Bắc Bộ. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, xí thiên giới muốn ở chỗ này đi săn những hoàng đạo chạy đến trước nhất, Khương Phàm muốn tới Tây Bắc đi săn Sở Phong Trần. Nhưng trước lúc này, ai cũng không biết rốt cuộc là ai tới trước, càng không biết sẽ đến bao nhiêu người, lại là tình huống gì. Cho nên, bọn hắn ở chỗ này ẩn núp, Khương Phàm yên lặng chờ đợi tại thâm không. Khi vạn đạo giáo tôn đuổi tới đầu tiên, chỉ còn lại một vị thánh vương, Khương Phàm liền lặng lẽ lên tiếng chào cùng bọn hắn. Nhanh chóng rời khỏi. Không phải Khương Phàm không muốn ở lại đến phối hợp, mà là không xác định rốt cuộc xí thiên giới có thể vây khốn vạn đạo giáo tôn hay không, cho nên hắn muốn sớm đuổi tới Tây Bắc, nhanh chóng bắt lấy Sở Phong Trần. Mặc kệ nơi này đi săn có thành công hay không, chí ít có thể bảo đảm Khương Phàm nơi đó thành công. Không nghĩ tới, nhất là Hướng Vãn Tình, thật không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể giết vạn đạo giáo tôn thật, giết cường giả Thánh Hoàng danh chấn thiên khải. Cho đến giờ phút này, Hướng Vãn Tình vẫn còn có chút hoảng hốt. Dù sao nàng cũng sinh ra ở vạn đạo thần giáo, lớn lên tại vạn đạo thần giáo, sự kính sợ đối với vạn đạo giáo tôn là khắc vào trong lòng. Nhưng, vạn đạo giáo tôn vừa chết, nàng liền gặp phải vấn đề mới. Đó chính là thiên hồ hướng ra chấn thủ thiên khải hoàng thành. Một khi tin tức ở hạ giới truyền đến thiên khải, vạn đạo hoàng thành tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn. Hoàng đạo các phương đều sẽ nhìn chằm chằm, Bắc Thái đế tộc cũng có thể cưỡng ép tiếp quản vạn đạo hoàng thành. Đến lúc đó, thiên hồ hướng ra sẽ đứng trước hai cái kết quả. Hoặc là luân hãm tại hoàng thành, thảm tao đồ sát, hoặc là toàn tộc quỳ lạy, thần phục đế tộc. Nàng nhất định phải đến trước thời khắc ấy, lao tới vạn đạo hoàng thành, thuyết phục thiên hồ hướng ra quy thuận Khương Phàm. Nhưng, hai đầu lông mày của Hướng Vãn Tình nhăn lại thật chặt. Thiên hồ hướng ra không phải một mình tỷ tỷ nàng khống chế, phe phái ở trong đó phức tạp, trung thủ tại vạn đạo giáo tôn không phải số ít, kính sợ Bắc Thái đế tộc lại đông đảo. Nàng có thể dẫn đầu thiên hồ quy hàng sao? Nếu như thiên hồ quy hàng, lại nên rút lui khỏi thiên khải như thế nào?
Nàng có thể tưởng tượng đến thể hiện khó xử của Khương Phàm sau khi nhận được tin tức, nhưng nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến các đồng bạn đã từng ở nơi đó, nàng vẫn phải thử một lần. Nửa ngày sau, các cường giả Cửu Lê Thần Cung đã tới khe nứt đỏ nhánh. Nhưng không đợi bọn hắn nhìn trộm thâm không liền bị phế tích sụp đổ hơn trăm dặm nơi xa hấp dẫn lực chú ý. Bụi mù đã tan hết, nhưng năng lượng vẫn còn đang chiếm cứ, hình ảnh như ẩn như hiện mặc dù đã yếu ớt, nhưng từ nơi xa vẫn có thể đánh giá ra được một chút tình huống. Sắc mặt lão tổ Cửu Lê trở nên nghiêm trọng, sau khi ra hiệu ở hai bên giữ vững cảnh giác, liền cùng một chỗ tới gần mê vụ. Nhìn đi, đó là bóng dáng vạn đạo giáo tôn. Đây là năng lượng lưu lại. Đó là Phượng Hoàng, đó là hỗn độn chiến khu, đó là quái vật gì? Vạn đạo giáo tôn đánh nhau cùng xí thiên giới. Đây là vừa mới kết thúc sao? Cường giả Cửu Lê Thần Cung đi lên phía trước ngắm nhìn. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới trên chiến trường, phạm vi nơi đây hơn 100 dặm, sâu đến 5, 6.000 mét, năng lượng chiếm cứ ở bên trong càng nồng nặc, mơ hồ còn quanh quẩn lấy tiếng thú giống, chim gáy, cùng tiếng vạn đạo giáo tôn gào thét. Cái đó là, toàn bộ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh mơ hồ vừa hiện ra tới. Đương nhiên đó là huyết đao chiếu trời, chém đầu vạn đạo giáo tôn. Mặc dù chỉ là mơ hồ không rõ, rất nhanh tán loạn, nhưng bọn hắn vẫn thấy được. Mà, không biết có phải là do hình ảnh vặn vẹo hay không, bọn hắn lại nhìn thấy vạn đạo giáo tôn không có hai tay, thân thể còn bị xuyên qua lồng ngực, trận bạo tạc thảm liệt đến giật mình. Đây là hình ảnh vạn đạo giáo tôn chiến tử sao? Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào được. Vạn đạo giáo tôn hẳn là bị thương, nhưng không có chết, nhiều nhất là bị trọng thương. Vạn đạo giáo tôn là thánh hoàng cảnh, có thể hiện ra uy lực thần phạt, càng khống chế vạn giới môn, tung hoành hơn nghìn năm tại thiên khải, nơi đó đều không có người nào có thể tổn thương ngài ấy, xí thiên giới càng không thể. Các cường giả Cửu Lê Thần Cung hoàn toàn không tin vạn đạo giáo tôn sẽ chết, lại còn là chết ở chỗ này. Lấy cảnh giới của vạn đạo giáo tôn liền xem như bị chém đầu, cũng còn có thể tái tạo chiến khu. Cường giả cảnh giới thánh hoàng thật không phải dễ dàng chết như vậy, nếu không dùng cái gì uy hiếp thiên hạ, khống chế hoàng đạo. Lão tổ Cửu Lê không tin vạn đạo giáo tổ sẽ chết ở chỗ này, dù sao hắn cũng có được lôi pháp cấm kỵ, có thể thi triển thần lôi, phá hủy tất cả uy hiếp. Còn khống chế vạn giới môn, ngăn cản tất cả thế công, tùy tiện rời khỏi bất cứ một chiến trường nào. Huống chi, xí thiên giới phòng ngự tuy mạnh, nhưng thế công lại rất yếu. Càng quan trọng hơn là, hắn không thấy được liệp thần thương. Nơi này không giống như là không gian hư vô, mà là vùng đất tự nhiên, nếu như xí thiên giới thúc giục liệp thần thương, nhất định có thể để lại dấu vết năng lượng, tựa như những vết tích bây giờ này, bởi vì vạn đạo giáo tôn điên cuồng bộc phát mà còn sót lại. Rời khỏi nơi này trước, chờ hoàng đạo khác tới bàn lại. Lão tổ Cửu Lê không thể không cẩn thận, để tránh lọt vào tính toán. Một ngày sau, đại quang mang thần điện từ trung vực Tây Bộ chạy tới đến khe nứt đỏ nhánh, lúc này năng lượng đã tiêu tán hơn phân nửa, hình ảnh mơ hồ càng là sớm hoàn toàn biến mất tại cùng ngày. Nhưng những gì lão tổ Cửu Lê nói, để bọn hắn khó mà tiếp nhận được. Chết rồi! Đánh giám! Nếu như vạn đạo giáo tôn dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết 100 lần tại thiên khải. Đã đến trong luân hồi bí cảnh điều tra rồi sao? Quang mang thần tôn đánh giá lão tổ Cửu Lê, lại từ trên người hắn đã nhận ra một loại kiềm chế khí tức tà ác, đây cũng không phải là lão tổ Cửu Lê. Chúng ta đoán không ra mục đích của Khương Phàm, chờ các ngươi đến thương nghị. Lão tổ Cửu Lê hừ lạnh, biết rõ còn cố hỏi, luân hồi bí cảnh không phải như những nơi khác. Nếu như bọn hắn tùy tiện đi đến, bị vây ở bên trong thì phải làm sao bây giờ? Hắc ma đế tộc liên hệ ngươi rồi. Quang mang thần tôn dò xét ánh mắt dần dần lăng lệ của lão tổ Cửu Lê, cái khí tức tà ác này rất bá đạo, lại như có khí tức cấp thần. Liên lạc qua. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắc ma đế tộc không thể nào trực tiếp nhúng tay sự vụ thương huyền. Ta không nguyện ý tại thời kỳ đặc thù này đối kháng cùng Cửu Lê thần cung, các ngươi cũng đừng gây phiền toái cho mình. Hắc ma đế tộc chỉ là đưa tới vũ khí, không có trực tiếp nhúng tay. Như thế là tốt nhất, nếu để cho ta biết bên trong Cửu Lê thần cung cất giấu người của hắc ma đế tộc, ta tình nguyện buông xuống Khương Phàm trước, cũng phải để cho các ngươi trả giá đắt. Quang mang thần tôn nghiêm khắc cảnh cáo,
Nguyên nhân quan trọng mà hắn nóng lòng muốn kết thúc nội loạn Thương Huyền, chính là tránh cho đế tộc nhân cơ hội này thẩm thấu Thương Huyền quá độ. Lão tổ Cửu Lê nghênh tiếp ánh mắt của Quang Mang Thần Tôn. Nếu Thần Tôn đã đến, còn xin đến Luân Hồi Bí Cảnh điều tra rõ ràng xem rốt cuộc Khương Phàm có ở đó hay không. Đều đuổi theo, giữ vững tinh thần. Quang Mang Thần Tôn tìm kiếm được vết nứt của Luân Hồi Bí Cảnh, tự mình mang theo người của hai bên xông vào. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ khí tức gì đặc biệt, cũng không có bất cứ cường giả ẩn núp nào. Bọn hắn lục soát trọn vẹn 3 ngày trong bí cảnh minh mông vạn dặm, cho đến khi Chu Thiên Thần Tôn cùng Xích Thiên Thần Tôn đều lại tới đây. Lúc này, Thánh Vương của Quang Mang Thần Điện, Bùi Quang Tể ở lại bên ngoài điều tra đã đến đây báo cáo. Trong địa tầng bên ngoài phát hiện vết tích pháp trận, cũng phát hiện khí tức bảo cốt Thánh Hoàng của chúng ta đặt tại Huyền Nguyệt còn sót lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Xí Thiên Giới hẳn là đã vận dụng pháp trận ẩn tàng, phục kích Vạn Đạo Giáo Tôn. Sau đó khởi động pháp trận giam cầm, khốn trụ Vạn Đạo Giáo Tôn. Liền xem như vây khốn, cũng không giết chết Vạn Đạo Giáo Tôn. Ba bên Chí Tôn Hoàng Đạo rất thống nhất ý kiến, thậm chí còn hoài nghi về hình ảnh chém đầu mà Lão Tổ Cửu Lê nói. Nhưng không thể phủ nhận, Vạn Đạo Giáo Tôn hẳn là đã bị thương nặng. Lão Tổ Cửu Lê nói. Ta đề nghị đến Tây Bắc điều tra thêm, nếu như Vạn Đạo Giáo Tôn còn sống, khẳng định sẽ trốn về nơi đó. Nếu như chết rồi. Lúc này Khương Phàm đã đến Tây Bắc Bộ. Bầu trời xanh thẳm, mê vụ cuồn cuộn, giống như hải dương mộng ảo lao nhanh ở trên không, không có thanh chiều kịch liệt, cũng không có cường quang chói mắt, chính là mê vụ mãnh liệt đang chiếm cứ, cuồn cuộn về phía trước. Sâu trong mê vụ, Khương Phàm giống như một kim thân thánh linh, toàn thân phát sáng, dạo bước hành tẩu. Ở phía sau hắn là Thương Sinh Cung đang hừng hực lơ lửng. Chúc phúc thạch ở phía trên giống như là từng viên tinh thần sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, cộng minh cùng mê vụ mênh mông. Một mũi sát sinh tiễn chỉ đến phương xa, chỉ dẫn đến phương hướng của Sở Phong Trần. Trong 5 năm bế quan, truyền thừa hắn đã lĩnh ngộ sâu nhất chính là Thương Sinh Tạo Hóa. Chuyện này thật phải cảm tạ Cửu Thiên Thần Tôn chiếu cố đặc biệt, đã dẫn phát dân chúng chúc phúc liên tục không ngừng, để hắn như cùng ý nguyện của dân chúng sinh ra liên hệ kỳ diệu. Cũng có lĩnh ngộ mới đối với truyền thừa thế giới, này. Có thể nói trên con đường lớn tại Thương Huyền này, bây giờ Khương Phàm muốn xác định vị trí của ai, cơ hồ rất đơn giản. Ngoại trừ những cảnh giới đặc biệt cao thâm kia, hoặc là giấu ở trong pháp trận hay vũ khí đặc biệt, thì chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể thông qua thỉnh nguyện, tùy tiện tìm tới. Cái thứ đồ chơi này thật giỏi. Ngày nào lão bà chạy, giấu đến chân trời góc biển đều có thể móc ra ngoài. Đại vương theo ở phía sau, tỏ rõ vẻ ước ao. Xem xét người đây suy cho cùng chính là lão bà chạy mệnh. Đại tặc đả kích không chút khách khí. Tránh ra, ta không nói chuyện cùng gia hỏa không có cổ. Ta nguyện ý nói chuyện cùng kẻ mặc quần cộc như người đây. Ta nói người có muốn chút mặt không? Người có thể tôn trọng ta hay không? Nếu không phải ta dạy cho người nói chuyện, lão ngư người đây bây giờ còn sẽ chỉ còn ngao ngao đấy. Lão tử không mặt mũi, lão tử toàn thân da bọc xương. Tặc điều nằm nhoài trên vai Khương Phàm, vui vẻ nhìn hai cực phẩm này. Nhìn hai chúng nó cãi nhau, nó có thể trông mong nhìn một ngày. Khương Phàm dừng ở không trung, nhìn qua rừng rậm rộng lớn ở phía trước. Ánh sáng của sát sinh tiễn càng ngày càng mãnh liệt, Sở Phong Trần hẳn là ở chỗ này. Khương Phàm không biết Xí Thiên Giới săn giết ở nơi đó có thể thành công hay không. Nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều hy vọng, có thể trọng thương Vạn Đạo Giáo Tôn, đánh tới tàn phế liền xem như kết thúc trọn vẹn. Nhưng hắn ở nơi này, nhất định phải săn giết được Sở Phong Trần, cho Bắc Thái Đế Quân Đế Tử một lời cảnh cáo. Mặc kệ nơi đó có ai, kiềm chế lại cho ta. Chỉ cần một kích, ta có thể bắn giết Sở Phong Trần. Khương Phàm thả người nhảy xuống mây mù, lao thẳng đến rừng rậm thâm thúy. Các huynh đệ, làm chính sự. Tặc điều trái ngược với dáng vẻ lười biếng, theo sát Khương Phàm xông vào rừng rậm. Giống, toàn thân đại tặc sôi trào yêu khí, long uy khuấy động bầu trời, hóa thân thành long cốt cự ngạc, gào thét lên. Nó dài đến hơn 100 mét, nặng đến mấy chục vạn tấn, thật giống như chính mình nói như thế, da bọc xương, da dày đến 10 mét được lân giáp cứng cỏi bao bọc, xương là xương rồng không thể phá vỡ. Nó từ trên trời giáng xuống. Nằm ngang đập vào trên một ngọn núi cao ở phía dưới, núi cao nguy nga lay động mãnh liệt, đá vụn bắn tung trời,
bụi mù bay khắp nơi, chấn động mãnh liệt quét sạch dãy núi rừng rậm. Đại tặc ngẩng đầu lên trời thét dài, phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, thân thể nặng nề mãnh liệt đong đưa, mạnh mẽ đâm tới phía trước. Cây rừng ngã đổ, núi đá vỡ tan, bốn cái móng vuốt của đại tặc cuồng dã đập động mặt đất, lao thẳng đến chỗ rừng sâu. Những nơi nó đi qua, không gì có thể cản, túc điểu kinh hãi bay tán loạn, mãnh thú hoảng sợ chạy trốn. Đại vương hóa thân thành huyền quy to lớn, trên mai rùa cứng cỏi trải rộng cốt thứ được nhô ra, giống như cõng lấy cốt sơn nặng nề, mơ hồ có lấy được hình dạng huyền vũ. Nó so với long cốt cự ngạc còn trầm trọng hơn, tốc độ cũng chậm, nhưng sau khi điều động hải triều, lại nhanh chóng đuổi theo long cốt cự ngạc, hải triều cuồn cuộn bao phủ rừng rậm, phá tan núi cao, vòng quanh huyền quy lao nhanh đến phía trước. Hai thánh thú phát cuồng bạo tẩu, hoành hành trong rừng rậm, oanh động dãy núi. Rừng rậm yên tĩnh bị đánh phá, vừa tiến tới đã dẫn phát dị tượng tự nhiên. Không trung cuồn cuộn mây mù, mây đen rành rụm che khuất bầu trời, cuồng phong tàn phá bừa bãi, gào thét chói tai, quét sạch tám phương. Chỗ rừng sâu, các cường giả thần giáo ẩn núp đang định thần bế quan. Đối với hành động của giáo tôn, bọn hắn không có lo lắng, dù sao thì cũng chỉ là đi xem tình huống một chút, lại cùng hoàng đạo khác thương lượng, hoặc là truy kích xí thiên giới, điều duy nhất bọn hắn hiếu kỳ chính là kết quả. Thánh vương Sở Gia, Sở Vũ đang chỉ đạo lấy Sở Phong Trần tu luyện. Đối với truyền nhân được đế quân chỉ đạo này, hắn đã ký thác kỳ vọng rất nhiều. Bất luận là từ thời cơ, hay là từ thiên phú, Sở Phong Trần cũng đều là người được chọn tốt nhất để thần giáo bồi dưỡng, tân thánh hoàng thậm chí có thể nói là lựa chọn duy nhất. Bây giờ Sở Phong Trần cũng đã là bán thánh, chính là thời kỳ mấu chốt. Đột nhiên, rừng rậm rung chuyển gây nên sự chú ý của bọn hắn, mới đầu đều không có để ý tới, trong tiềm thức là hung thú đang chém giết lẫn nhau, đã dẫn phát hỗn loạn. Nhưng, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, các cường giả thần giáo đã lập tức cảnh giác lên, nhao nhao đi đến núi cao, ngắm nhìn phương xa. Cuối tầm mắt là hình ảnh mây mù che trời, sấm sét vang dội, mãnh cầm chạy trốn, thú triều phóng tới, giống như là phát sinh một loại tai nạn nào đó. Giống như đang tới chỗ chúng ta nơi này. Các cường giả thần giáo chỉ hiếu kỳ, không có khẩn trương. Dù sao nơi này cũng là Tây Bắc Bộ, bọn hắn là chúa tể lãnh địa. Hiện nay các hoàng đạo thương huyền đều là người thân một nhà, không có người nào đến khiêu khích, bọn hắn càng an toàn hơn. Một con cá sấu, một con rùa. Đại tư tế nhìn qua phương xa, mơ hồ nhìn thấy một con cá sấu đang phóng tới giống như vui chơi, hai con mắt chừng đến căng tròn, bốn cái móng vuốt kéo đi nhanh chóng, cái đầu dơ lên ngao ngao hô hoán lên, buồn cười lại càng khoa trương hơn. Cách đó không xa còn có một con rùa, đi mây về gió, khống chế hải triều cuộn trào mãnh liệt, thỉnh thoảng còn nhấc lên thủy triều giống như quấy rối kiềm chế con cá sấu ở bên cạnh, giống như sợ hắn vượt qua mình. Đây là đang thi chạy. Ngạc, quy thi chạy. Rất nhiều cường giả hoàng đạo nhíu mày, thể hiện quái dị, cái hình ảnh này. Quả thật không thấy nhiều nhỉ. Nhưng, khi hai con cự thú dần dần rõ ràng trong tầm mắt, sắc mặt của bọn hắn đã lập tức thay đổi. Nhất là những người lúc trước chứng kiến qua chiến trường tại Đại La Sơn, vậy mà cảm thấy mấy phần quen thuộc. Thánh thú. Đại tư tế hơi biến sắc, trang diện năng lượng bạo động nơi đó cũng không phải niết bàn cảnh có thể tạo nên tới, nói cách khác, đó chính là thánh thú. Trong cánh rừng rậm này lại có yêu thú cấp bậc này. Long cốt cự ngạc, huyền quy, đây không phải là yêu thú bên trong xí thiên giới sao? Sở Phong Trần bay lên không? Nhận ra thân phận của hai con yêu thú kia. Xí thiên giới sao lại? Chẳng lẽ mục tiêu của Khương Phàm là chúng ta? Thánh vương Sở Gia, Sở Vũ đột nhiên biến đổi sắc mặt, lập tức nhấc lên mênh mông lôi chiều từ cách rất xa. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bộc phát trong nháy mắt, uy thế bá liệt khuấy động đất trời. Cường quang cuồn cuộn cuốn đến dãy núi rừng rậm, phảng phất mặt trời đột nhiên rơi xuống, thành duy nhất giữa thiên địa. Ngay sau đó, lôi chiều cuồng kích, giống như sóng lớn vén trời, lại như mưa to gió lớn, trùng kích bừa bãi về phía trước, tùy tiện liền phá hủy dãy núi rừng rậm, cuồng kích hơn trăm dặm, đối diện che mất cự ngạc cùng huyền quy. Đến rồi, nhìn xem ai cứng hơn. Ai hô đau thì kẻ đó là nương môn nhi. Long cốt cự ngạc căng cứng toàn thân, chính diện ngạnh kháng lôi chiều, nhưng va chạm trong chớp mắt liền đánh vỡ nát lân giáp, nhấc lên huyết vũ đầy trời.
cơ thể to béo nặng nề càng bị vô tình đánh tung bay ra ngoài. Huyền quy càng thảm hại hơn, sau khi lôi điện va chạm hải triều đã lập tứ tăng vọt uy thế, lôi mượn nước, nước kích lôi, trong nháy mắt đã che mất huyền quy, thân thể nặng nề căng cứng ngay tại chỗ, trong ngoài suýt chút nữa cháy rụi. A, à, quen quen, a, à, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp trời đất, đều muốn che lại lôi minh đầy trời. Long cốt cự ngạc cùng huyền quy một khắc trước còn đang vui chơi, sau một khắc liền tháo chạy hơn 10 dặm, gục ở chỗ này nửa sống nửa chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trong ánh mắt lắc lư tràn đầy sự hoảng sợ. Đây là uy lực thánh vương. Cách hơn 100 dặm. A, à, quá cứng. Sở Vũ khẽ nhíu mày, để đề phòng bất chắc, hắn đã trực tiếp dùng hết toàn lực, vậy mà lại không có xé nát hai con thánh thú kia. Long cốt cự ngạc cùng huyền quy đều am hiểu phòng ngự, coi chừng khác. Sở Phong Trần còn chưa dứt lời, ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên truyền đến giống to. Sở Phong Trần, tiếng giống to như núi lở nổ vang ở phương xa, vang vọng vân tiêu. Ở ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên dâng lên liệt diễm mãnh liệt chảy ngược giữa khung trời, hóa thành một tôn chu tước dương cánh hơn 100 mét, ánh mắt bén nhọn cách rất xa liền khóa chặt Sở Phong Trần. Khương Phàm. Sở Phong Trần nhíu mày, thật sự là hắn, hắn lại tìm được đến nơi này. Chúng ta rời khỏi nơi này. Sở Vũ hoài nghi còn có càng nhiều nguy hiểm liền lập tức ngăn ở Sở Phong Trần phía trước, lần nữa nhấc lên lôi chiều, muốn mạnh mẽ ngăn chặn. Nhưng, đang giữa một cái nháy mắt này, bên trong cây núi ở phía sau bọn họ đột nhiên bộc phát cường quang chói mắt, hừng hực lại cường thịnh, sáng lạn như liệt dương. Nhưng, bởi vì không có năng lượng ba động mãnh liệt, giữa trời đất lại tràn ngập lôi quang hừng hực, nên cũng không có ai chú ý tới cường quang đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trừ Sở Phong Trần. Cảm giác này. Sở Phong Trần đang nhìn chu tước ở xa xa, trong lòng đột nhiên cuồng loạn, hắn bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn về phía sau. Oanh! Sát sinh tiễn bạo kích, trong chớp mắt đã rạch ra không gian, không nhìn đến thời gian, vặn vẹo quy tắc thiên địa, gánh chịu chúng sinh thẩm phán, vượt qua 80 dặm dãy núi, lao thẳng đến Sở Phong Trần. Sở Phong Trần bỗng nhiên biến sắc, toàn thân chợt lạnh đến tận xương, phảng phất trong nháy mắt đang đặt mình vào không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Lão Tổ! Sở Phong Trần hét lên đầy thê lương, điên cuồng phóng thích lôi chiều muốn mạnh mẽ né tránh, nhưng thanh âm còn chưa kịp hô đi ra, lôi chiều còn không có phóng thích, sát sinh tiễn đã lập tức lao tới, đối diện xuyên qua đầu của hắn, mang theo chúng sinh thẩm phán, nổ lên huyết thủy đầy trời, vô tình vỡ vụn sinh cơ, chôn vùi linh hồn. Đại tư tế và đám người vừa phát giác vấn đề, đang muốn quay người, chuyển động trong tầm mắt lại xuất hiện hình ảnh Sở Phong Trần bị nổ đầu đánh chết. Hoảng hốt trong nháy mắt, bọn hắn còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Nhưng, Sở Phong Trần ngửa mặt ngã quỵ, máu tươi phun trào, còn có ánh mắt đang dần dần tan rã, đều giống như độc châm đâm vào đôi mắt của bọn hắn. Không! Đại tư tế và đám người gào thét, hốt hoảng ôm lấy Sở Phong Trần. Sở Vũ đang muốn phóng thích lôi chiều đuổi đi chu tước thì lại nghe được thanh âm cuồng loạn ở phía sau, hắn hãi nhiên quay đầu. Không! Không không không! Bọn người đại tư tế sợ hãi gào thét, kích thích bén nhọn đã để cho bọn hắn tại thời khắc này triệt để hoảng hốt, toàn thân không bị khống chế mà không ngừng run rẩy. Sở Vũ ngưng tụ con ngươi, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Khương Phàm đứng trên tán cây, ánh mắt như đao, lạnh lẽo nghênh tiếp đôi mắt tràn ngập lôi quang kia. Khương Phàm, đó thật sự là Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi dám giết truyền nhân của ta. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Sở Vũ hét lớn đến rung trời, trong chốc lát, toàn thân hắn đã sôi trào lên lôi chiều vô tận, da thịt hài cốt đều tràn ngập lôi quang, hắn trợn mắt trừng trừng, đuổi giết Khương Phàm. Sơn Hà, Tống Táng. Mặt Khương Phàm không biểu tình, một tiếng nói nhỏ lạnh lùng đổi lấy hét lớn đại địa mẫu khí. Phạm vi núi sông hơn 200 dặm ầm vang lún xuống, địa tầng đứt gãy, hà triều chảy ngược, dung nham tuôn ra. Giống như cự thú hồng hoang đột nhiên thức tỉnh, mãnh liệt nhấc lên ác khí ngập trời, nuốt vào tất cả mọi thứ. Đại tư tế và các cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị vô tình bao phủ, ngay cả Sở Vũ đang bay lên không cũng đều bị nguồn năng lượng này cưỡng ép kéo lấy, cướp đoạt sinh cơ, thân thể già nua rõ ràng gầy gò đi mấy phần. Sơn Hà Đại Táng, lấy cảnh giới thánh linh thi triển đi ra,
mới chính thức có được lực lượng táng diệt sơn hà, uy thế bá đạo chôn vùi sinh cơ, thậm chí trong địa tầng bạo động đã tuôn ra mê quang tai nạn thật sự. Nếu như thực lực Khương Phàm triển khai toàn bộ của mình, 500 dặm rừng rậm đều có thể triệt để bị chôn vùi, biến thành hoang thổ không có chút sinh cơ nào. Sở Vũ chật vật ổn định, khó có thể tin được mà địa tầng nhìn kịch liệt cuồn cuộn giống như sóng lớn ở phía dưới, trơ mắt nhìn tất cả cường giả thần giáo đều giống như đang đi ngược dòng lũ mà vùng vẫy dẫy chết, liên tiếp biến mất, chìm vào địa tầng. Oa a! Sở Vũ hét lớn, lôi chiều cuồng kích khắp nơi, hắn không lo được Khương Phàm, một đầu đâm vào địa tầng đang cuồn cuộn táng diệt. Cơ thể hắn đều là lôi chiều, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi uy thánh vương cường hãn tránh thoát hết thảy mọi sự trói buộc. Sau một lát, Sở Vũ phóng lên tận trời, từ trong địa tầng cuồn cuộn lộ ra hơn 20 cường giả thần giáo. Nhưng, trừ đại tư tế cùng một vị thánh linh điêu ra bên ngoài, còn lại không phải khô gầy hôn mê, thì chính là không có sinh cơ. Còn sống chỉ vẻn vẹn 7 người. Đại tư tế và đám người kinh hồn khó định, trong ý thức hoảng hốt tràn ngập hình ảnh tuyệt vọng, cứ như thấy được lục địa sụp đổ, đại dương mênh mông chảy ngược, thấy được chúng sinh gào thét, núi rừng lún xuống, bọn hắn suy yếu đau đớn, hồn bay phách lạc. Khương Phàm, người đi chết đi. Sở Vũ hét lớn, trời đất đều chấn động, lôi quang vô tận hừng hực đến 10 phương, lôi vân ở khung trời mãnh liệt kéo đến bao phủ rừng rậm. Người lại đi thử một chút. Khương Phàm không sợ hãi. Toàn thân lập tức phun trào liệt diễm ngập trời, kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời, hiện ra chu tước vạn mét, quan sát dân chúng, sát ý như thủy triều. Sở Vũ mang theo gương mặt dữ tợn căm tức nhìn Khương Phàm ở nơi xa, hắn rất muốn giết qua, nhưng không biết vì sao, vậy mà bước chân lại bất động. Cảnh giới của Khương Phàm đã là thánh linh. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, từ thất trọng thiên thẳng tới thánh linh. Đây là cái tốc độ kinh khủng gì? Vẫn còn nhớ rõ việc hắn có thể tại niết bàn cảnh giới áp chế bán thánh, bây giờ có thể áp chế thánh vương sao? Nơi này còn có khác mai phục sao? Nếu Khương Phàm đều tới, nhất định có thánh vương làm bạn. Ngươi không giết chết được ta, cút đi. Truyền tin chủ tử sau lưng các ngươi, con của hắn cầm đồ của ta, hoặc là tự tay trả lại, hoặc là ta giết nhi tử hắn. Toàn thân Khương Phàm tuôn ra liệt diễm, bay thẳng lên trời, rời khỏi phế tích. Đế tử. Khương Phàm còn biết đế tử tồn tại. Sở Vũ đột nhiên đã hiểu nguyên nhân mà Khương Phàm tới đây, hắn là vì hài tử của Chí Tôn Kim Thành kia. A, à, thân thể già nua của Sở Vũ không bị khống chế mà liên tục run rẩy, hắn gầm lên giận dữ, toàn thân bạo động lôi chiều, lấy phủ văn ngưng tụ ra hai cánh ở sau lưng, lôi điện nổ đôm đốp, đinh tai nhức óc. Khương Phàm, người trở lại cho ta. Sở Vũ vỗ mạnh hai cánh lao thẳng đến Khương Phàm. Thanh âm oanh minh, lôi đình như thác nước, hắn vung ra một quyền, chiếu sáng thiên vũ, đánh tan mây mù mở ra khung trời, uy thế không thể ngăn cản. Hắn không thể để cho Khương Phàm cứ đi như thế. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, cường thế cho thấy tinh thần truyền thừa. Hai tay mở rộng, toàn thân bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Trời đất run rẩy, hắc ám rơi xuống, như âm dương nghịch chuyển, càn khôn sai lệch. Màn đêm vô tận bao phủ vùng không gian này. Rừng rậm mênh mông như rơi vào đêm khuya. Khương Phàm trong lúc bất chợt trở nên phiêu miểu mà thần bí, giống như là tuyệt thế thiên thần thao túng thâm không, dẫn dắt vô số ngôi sao trong tinh không áp tới phía Sở Vũ trấn. Trước đó chiến trường Đại La Sơn, Khương Phàm đã từng dùng tinh thần đại táng trấn áp Sở Phong Trần, bây giờ bước lên thánh linh cảnh, lại lần nữa bắt đầu dùng tinh thần đại táng trấn áp thánh vương Sở gia. Sở Vũ tức giận đến cực hạn, lôi văn xoay chuyển trong hai tròng mắt rực sáng, diễn hóa cảnh tượng băng diệt vạn vật, tràn ngập sát ý vô tận. Lôi chiều bảy màu sôi trào khắp cơ thể, nháy mắt đã kéo lên tận trời, bao phủ thâm không, mỗi một tia lôi chiều đều giống như xiềng xích cuồng bạo, lít nha lít nhít, hoành hành ở khắp nơi, cuồn cuộn giữa càn khôn. Ầm ầm, thâm không nổ lớn, tất cả tinh thần đều bị phá hủy. Xa xa nhìn lại tựa như là tinh không đang bị hủy diệt, bóng tối vô tận đang sụp đổ. Cái loại khí tức giống như tận thế kia cứ cuồn cuộn không dứt, cái loại khí tức tai nạn tuyệt vọng kia như tuyên cổ tồn lưu. Tinh thần táng diệt mặc dù khủng bố, nhưng dù sao cũng là tiếp nhận sự của nổi giận thánh vương. Khương Phàm, chôn cùng với Sở Phong Trần đi. Sở Vũ chôn vùi ngôi sao đầy trời, tóc dài rối tung, mạnh mẽ như chân long, đuổi giết Khương Phàm.
Toàn thân trong trong ngoài ngoài đều tràn ngập lôi điện, khí thế nổi giận cùng lôi chiều tàn phá bừa bãi giao hòa với nhau, cơ hồ có mấy phần khí thế vạn đạo giáo tôn. Khương Phàm không có tránh lui, mà nhấc ngang cánh tay phải phát động liệt diễm, nghênh kích Sở Vũ. Oanh! Đất trời sụp đổ, khắp nơi trong hư không đều là thiểm điện, như là diệt thế, lôi quang tràn lan lên trăm dặm. Không có pháp trận giam cầm, năng lượng kinh khủng đã mãnh liệt tàn phá bừa bãi đến khắp nơi. A! À, Sở Vũ bị cưỡng bức chống đỡ, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm tháo chạy hơn 10 dặm, hắn là cảnh giới thánh vương, thân thể là chiến khu dựng dục lôi điện cường hãn, vậy mà trực diện đối kháng lại không thể đánh vỡ nát Khương Phàm. Khương Phàm dừng ở bên ngoài hơn 10 dặm, lung lay tay phải, hóa thành móng vuốt màu vàng. Đây là dung hợp móng vuốt kiếp trước, không có hoàn toàn luyện hóa, chỉ là khống chế giống như vũ khí, để đặc thù thời khắc có thể áp chế Liệp Thần Thương. Ngươi muốn truyền tin đến đế tộc, ta tự mình dẫn ngươi đi. Sở Vũ đóng mở ánh mắt, toàn thân cuồn cuộn lôi chiều, thanh thế kinh người như biển lớn ngập trời. Hắn cường thế vô địch, mỗi một quyền đánh ra đều đại khai đại hợp, nhấc lên cuồn cuộn lôi chiều, diễn biến xiềng xích màu vàng, cuồng kích Khương Phàm dễ như trở bàn tay. Khương Phàm trực tiếp hóa thân thành chu tước, lăng thiên hoành kích, lấy phần thiên chiến vực hộ thể, lấy móng vuốt hiện ra chu tước đỏ thiên thuật. Ngạnh kháng với bạo kích đầy sự tức giận của Sở Vũ. Ầm ầm, mỗi lần va chạm đều nhấc lên tiếng lôi chiều oanh minh, phảng phất muốn vỡ vụn mảnh thế giới này, lôi quang nghịch sông cửu tiêu, lôi uy tàn phá phế tích bừa bãi. Bởi vì không có pháp trận giam cầm không gian áp chế, tràng cảnh lôi chiều bạo loạn đã khủng bố đến cực hạn, thậm chí tràng diện đều muốn rung động hơn so với Xích Chi Liệt Cốc nơi đó. Khương Phàm thân ở trong đó, thừa nhận áp lực thật lớn. Dù sao đây cũng là thánh vương, lại còn là một thánh vương đang nổi giận khống chế lôi phạt, thánh linh như Khương Phàm thế này, lại còn là một thánh linh tân tấn, thực sự khó mà chống lại được. Lúc này, đại vương, đại tặc được tặc điểu chào hỏi đang tới gần phế tích táng diệt. Đại tư tế và những người may mắn còn sống sót đang tản mát ở nơi đó, ý thức hoảng hốt, đau đớn không chịu nổi. Có kẻ đang nuốt lấy đan dược, lau trán điều trị. Có kẻ cực kỳ bi thương. Đào lấy hố sâu, muốn móc thi hài ở bên trong ra. Hắc hắc, Long Cốt Cự Ngạc cười mờ ám hai tiếng, ngắm nhìn Huyền Quy cùng tặc điểu đang tản ra, thật sâu hít một hơi. Giống, đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm giống như mấy triệu hùng binh xuất thế, nương theo sóng âm thao thao bất tuyệt, tàn phá bừa bãi phế tích. Bọn người đại tư tế vội vàng không kịp chuẩn bị sóng âm giống như lôi chiều bao phủ. Có kẻ kêu gào thảm thiết. Toàn thân giống như bị thiên đao vạn quả chém đến, huyết nhục văng tung tóe. Có kẻ ôm đầu quỳ xuống đất, kêu thảm hai tiếng liền im bặt mà dừng, gục ở chỗ này chết bất đắc kỳ tử. Giống. Hống 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 hống. Long Cốt Cự Ngạc tiếp tục gào thét, cất bước phóng tới, lấy tư thái dã man đuổi giết hai gia hỏa mạnh nhất là đại tư tế cùng thánh linh điêu ra. Sút lui. Đại tư tế đầu đau muốn nứt, một phát bắt được thánh linh điêu ra bay thẳng lên trời. Chạy chỗ nào, nhìn xem ta là ai. Một tiếng giống to chấn động đến phế tích cùng không gian đều run rẩy lên, tặc điểu hóa thân thành kim ô, trong đôi mắt lóe ra hung quang đáng sợ, yêu khí ngập trời, cuốn lên thái dương đổ đằng, giống như là mặt trời chân chính đập xuống phía bọn hắn. Giờ khắc này kim ô giống như là yêu tổ thức tỉnh, có thể giống sập núi sông, có thể phần diệt dân chúng, mỗi một sợi ánh sáng đều hừng hực, lại ẩn chứa thần uy vô tận. Kim ô phối hợp với đồ đằng thể hiện ra khí thế gần như là thánh uy. Phù Tang Thần Cung. Sắc mặt đại tư tế cùng điêu ra thánh linh kịch biến, không rõ tình huống mà chật vật né tránh. Nhìn siêu cấp khiên thịt ta đây. Đại vương hoành không lao tới, chiến khu nặng nề gào thét phóng tới, giống như là sơn lĩnh, rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân thánh linh điêu ra. Thân thể thánh linh điêu ra mệt mỏi sao có thể chống đỡ bạo kích như thế này, răng rắc giòn vang. Huyết nhục bắn tung tóe, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Răng rắc, Long Cốt Cự Ngạc phóng lên tận trời nuốt vào một ngụm, không chờ hắn kịp phản ứng liền bỗng nhiên nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng. Lão tổ, cứu ta! Đại tư tế kêu gào thảm thiết, bỏ mạng giữa ba con hung vật tơ lớn. Sở Vũ nghe được tiếng la thì bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lăng liệt nhìn thấu trăm dặm không gian, tập trung vào một màn thảm liệt nơi xa. A, nghiệt xúc! Nhận lấy cái chết. Sở Vũ gào thét, không lo được Khương Phàm, cường thế nhấc lên lôi chiều, cuồng bạo ánh sáng thông thiên,
lôi uy tàn phá bừa bãi như đại dương mênh mông đánh tới nơi xa. Lôi chiều sáng chói hoa lệ, lại táo bạo khủng bố, những nơi đi qua đại địa đều vỡ nát, núi cao đều sụp đổ, phế tích bừa bộn vạch ra lít nha lít nhít vết nứt. Rút lui. Tặc điều quả quyết dương cánh, nổ bắn ra khung trời. Huynh đệ, thay ta chống đỡ. Nhưng đại tặc không có tránh né, nó gào thét cuồng dã, lại không hề để ý đến sự uy hiếp của lôi chiều, trực tiếp bổ nhào đi qua phía đại tư tế đang chật vật. Cái âm thanh này huynh đệ của ngươi lão tử rất không quen. Đại vương đang muốn nhanh chân phóng tới thì đành cắn răng một cái, quả quyết nhảy vọt lên, thân thể nặng nề ầm ầm phóng đại, sôi trào yêu khí ngập trời, ngăn ở phía trước cự ngạc. Giống như một ngọn núi to lớn nguy nga trấn áp giữa không trung, đối diện nhận lấy lôi chiều kinh khủng. Cường quang chói mắt, rọi khắp các dãy núi, lôi uy cuồn cuộn, hủy trời diệt đất. Chiến khu huyền quy nguy nga của đại vương cơ hồ trở nên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy khung xương ở bên trong. Lôi chiều kinh khủng vô tình tàn phá huyền quy, chỉ mấy hơi ngắn ngủi thì chiến khu mấy chục vạn tấn đã liền cuồng dã tung bay ra ngoài. Tuy nhiên, chính là nhờ sự chống cự của nó đã cho long cốt cự ngạc tranh thủ được cơ hội. Đại tặc cuồng dã vọt mạnh, phun ra tiếng long ngâm hủy diệt, đại tư tế trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó lại bị một ngụm nuốt vào. Đại tư tế thần giáo, chết thảm. Sở Vũ dõi nhìn ra xa, vừa hay nhìn thấy hình ảnh bi thảm nơi đó, lồng ngực hắn cuồn cuộn, lên cơn giận dữ, suýt chút nữa phun máu. Đúng vào lúc này, Khương Phàm thi triển lăng thiên thuật đuổi giết tới, gắt gao cương móng vuốt chụp quét ra vết tích tử vong, hóa hướng về phía phần gáy Sở Vũ. Móng vuốt nhận huyết hồn kích thích, bộc phát thần uy kinh khủng, phảng phất yêu hoàng chu tước chân chính bay lên đánh giết. Sở Vũ giật mình trước nguy cơ, toàn thân lôi chiều sôi trào trong nháy mắt, như vạn long ra tổ, cuồng kích bốn phương tám hướng, giống như mặt trời sụp đổ, cường quang chiếu thấu không gian. Khương Phàm mãnh liệt run rẩy, huyết nhục văng tung tóe nhấc lên ra ngoài, nhưng móng vuốt vẫn rạch ra phần gáy Sở Vũ, cắt đứt vài đốt xương cổ. Sở Vũ vội đưa một tay bịt phần gáy, tức giận nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bay lên nhấc lên cường thế ổn định, không chần chờ chút nào. Lập tức kích phát ấn ký thủy tổ, phóng xuất ra cuồn cuộn liệt diễm, huyết khí nồng đậm, còn có hồn khí cường thịnh, không gian và thời gian vặn vẹo, dung chuyển pháp tắc, cường thế ngưng tụ ra chu tước hoàn toàn mới. Vẫn còn sống sao, bắt đầu đi săn, tới phối hợp, vây giết lão tặc này. Sau khi Khương Phàm hóa thân thành chu tước thì hô to với phía sau, cùng thủy tổ phân thân liên thủ nhấc lên gấp đôi chu tước yêu hỏa, đốt cháy đất trời, diễn biến lên biển lửa vô tận. Một trái một phải lao thẳng đến Sở Vũ. Bằng vào chu tước lăng thiên thuật, tốc độ của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, có thể vật lộn với thiên lôi. Khương Phàm, chúng ta không đội trời chung. Sở Vũ khẽ cắn môi, thi triển lôi chiều bay lên không rời khỏi. Khương Phàm ra vẻ truy kích, nhưng không có thật sự đuổi theo quá xa, sau khi xác định Sở Vũ thật rời khỏi liền ngừng lại. Hô hô, Thánh Vương là thật sự quá mạnh. Đại tặc nhìn qua lôi chiều cuồn cuộn đi xa, kinh hồn khó định. Đương nhiên mãnh liệt, trong thế giới mới của chúng ta ngươi không tiếp xúc qua. Đại vương gục ở chỗ này, toàn thân cứng ngắc, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra vẻ đau đớn. Mai rùa cùng cốt thứ mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà đều rách mướp. Thánh Vương rất mạnh, lôi chiều thiên phạt mạnh hơn, Sở ra có thể sáng lập vạn đạo thần giáo, uy chấn Tây Bắc, đây không phải là không có nguyên nhân. Tặc điều trở lại bộ dáng hỏa hồ, trong lòng cũng còn sợ hãi. Mặc dù trong xí thiên giới có Kiều Vô Hối và các thánh vương, nhưng bọn hắn đều cố ý thu liễm lấy khí tức, cho nên ở chung nhưng không có quá nhiều áp lực, trận gặp phải hôm nay này đã chân chính lĩnh hội đến uy thế khủng bố mà thánh vương nổi giận. Đến đây, huynh đệ, há mồm ra. Đại tặc nện bước nặng nề, leo đến trước mặt đại vương, đưa miệng liền muốn đẩy đi lên. Làm gì, có ác tâm hay không? Đại vương ra sức giãy giụa lấy muốn dịch chuyển khỏi. Đồ tốt, há mồm. Đại tặc thô lỗ đẩy đại vương, để nó chổng vó, sau đó đè lên toàn bộ, đưa miệng đến bên trong thịt nát xương nát của đại tư tế mà nó vừa nuốt vào, nôn, đến trong miệng đại vương. Săn giết hai vị thánh linh, hai huynh đệ một người một cái. Ngươi, a, quẹ. Đại vương bi phẫn giãy giụa, lại bị đại tặc chèn miệng, quả thực là đã nuốt vào trong bụng. Các ngươi đủ rồi. Tặc điều nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kháng cự nhìn một màn, buồn nôn, này. Tốt,
từ từ hấp thu, người sẽ khôi phục. Đại tặc vỗ vỗ bụng đại vương, hài lòng rời xuống tới. Ta, không thuần khiết. Đại vương chổng vó, ánh mắt hoảng hốt, khóc không ra nước mắt. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Khương Phàm lại đi tới, thuận tay thu lại di thể trên mặt đất. Ta không sao. Đại tặc đung đưa cơ thể to béo. Ta có việc bận. Đại vương chổng vó, móng vuốt vô ý thức huỵch lấy. Tin tức đã được đưa đi, chúng ta mau rời khỏi nơi này, nếu như bị vạn đạo giáo tôn đụng phải nhất định sẽ phải chết. Khương Phàm suy đoán xích chi liệt cốc nơi đó hẳn cũng đã kết thúc, vạn đạo giáo tôn hẳn là đã bị trọng thương, đang thoát khỏi đến nơi này. Lấy tốc độ của lão tặc này, nói không chừng lập tức liền muốn về tới. Nhanh nhanh nhanh, đại vương đại tặc đều cưỡng để tinh thần, biến trở về bộ dáng con người. Thánh vương đều nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, thánh hoàng coi như nửa sống nửa chết trở về, phất tay một mảnh lôi chiều đều có thể biến bọn hắn thành than cốc. Khương Phàm chính muốn rời khỏi, lại chui vào trong phế tích, móc ra toàn bộ các cường giả thần giáo đã bị mai táng, thu vào thông thiên tháp. Những thứ này có thể nuôi nấng địa ma thụ, không thể nào lãng phí. Bọn hắn rời khỏi rừng rậm, xuôi nam đến khe nứt lớn ở tây bộ, cũng tận lực ẩn nấp hành tung, để tránh đụng phải vạn đạo giáo tôn đang bạo tẩu. Nhưng không nghĩ tới chính là, 5 ngày sau đó tặc điểu đã nhận ra khí tứ cơ thái âm đồ đằng. Bọn hắn nhanh chóng xuất hiện, lần theo truy tung đi qua. Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Khương Phàm sửng sốt một chút, khó có thể tin được mà nhìn hướng Vãn Tình. Đại vương cùng đại tặc và tặc điểu đều trừng to mắt, há hốc mồm. Quả thật đã chết rồi. Địa ma thụ công đầu. Địa ma thụ hiện ra chủ thể, là đóa huyết hoa to lớn, bên trong lại dựng dục ra một con ma thú. Ma thú giống như là hắc lân cự hổ, có được 9 cái đuôi, dáng vẻ của cái đuôi so với dây leo càng đáng sợ hơn, giống như là 9 con ác long. Sau khi toàn bộ dây leo khô héo, năng lượng liền hội tụ đến ma thú, cảnh giới đạt đến vấn đề thánh hoàng. Đánh tới cuối cùng, vạn đạo giáo tôn vọng tưởng phá vỡ pháp trận rời khỏi, thời khắc mấu chốt là An Minh Hề hóa thân thành ma thụ, quấn quanh lấy thiên tôn phục ma sử chống đỡ một kích chí mạng. Lời hướng Vãn Tình nói đều để Khương Phàm rất chấn động. Hắn biết thiên hậu đang chỉ dẫn địa ma thụ tạo nên cơ thể, ngay cả bộ dáng đều là thiên hậu đề nghị. Huyền Vũ không phải cự quy minh xà sao. Địa ma thụ lại là hắc hổ ác long. Dù sao cũng là giống loài hoàn toàn mới, phải làm sao cho thật rung động. Nhưng Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, cơ thể địa ma thụ đã vậy lại còn quá gần thành hình. Không đúng. Hẳn là còn không có thật sự thành hình, nếu không thì cũng không phải là hấp thu năng lượng toàn thân mới hóa thân thành thánh hoàng, mà trực tiếp chính là thánh hoàng, sau khi hấp thu toàn thân năng lượng liền có thể đạt tới đỉnh phong thánh hoàng. Khương Phàm vẫn còn có chút hoảng hốt, dù sao đó cũng là vạn đạo giáo tôn. Ngàn năm trước, thời điểm khi hắn chinh chiến Thương Huyền, vạn đạo thần giáo vừa bồi dưỡng được thánh hoàng mới, lão thánh hoàng còn chưa chết, cũng đều là lôi phạt linh văn của sở gia. Một lần trước phối hợp với đỉnh phong thánh hoàng để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, sau khi dùng hết thủ đoạn mới giết chết già, nhưng cho đến cuối cùng cũng đều không có giết chết đỉnh phong, cũng chính là vị vạn đạo giáo tôn ngàn năm sau này. Không nghĩ tới trận đầu tiên với hoàng đạo, xí thiên giới lại giết chết hắn. Trong này xác thực có thành phần vị lão tổ tông này chủ quan, nhưng tương tự có thể nhìn thấy được sự điên cuồng của đám người xí thiên giới kia. Kiều Vô Hối vừa thống lĩnh xí thiên giới liền lập xuống công lao như vậy, hẳn là có thể ổn định lòng người. Sớm biết như thế này, ta đã liều mạng vây chết vị thánh vương sở ra kia. Khương Phàm lắc đầu, chợt phát hiện vẻ mặt sầu lo của hướng Vãn Tình, trong lòng lộp bộp xuống. Xảy ra chuyện gì, có người hy sinh rồi. Không có người hy sinh, nhưng bọn người Kiều Vô Hối đều nhận trọng thương, cần điều trị. Pháp trận giam cầm không gian cũng hao hết năng lượng. Muốn một lần nữa thành hình, cần từ từ tích lũy tài nguyên. Vậy nàng đây là vạn đạo giáo tôn chết, tin tức có thể truyền đến thiên khải bất cứ lúc nào, thiên hồ hướng ra đứng trước lựa chọn, thiếp muốn. Đến thiên khải. Bây giờ, Khương Phàm khẽ nhíu mày. Kế hoạch của hắn là đến thần dụ chi hải, nhìn tình huống của hải thần đảo, bây giờ không muốn đến thiên khải. Mà, muốn đến thiên khải cũng không phải nói vào là vào. Mà là cần khởi động lại Đông Nam Thiên Môn, hoặc là vận dụng thông thiên tháp. Vạn đạo giáo tôn vừa chết, vạn đạo thần giáo chẳng khác gì là chỉ còn trên danh nghĩa,
sau khi hoàng đạo trên chiến trường Thiên Khải nhận được tin tức khẳng định sẽ vây công vạn đạo hoàng thành. Đến lúc đó, thiên hồ hướng ra hoặc là bị thảm tao vây bắt, hoặc là quy thuận Bắc Thái đế tộc. Tình cảm của Hướng Vãn Tình đối với gia tộc đương nhiên cao hơn đối với vạn đạo thần giáo, nơi đó mới là nhà của nàng, là nơi nàng thuộc về. Nơi đó còn có tỷ tỷ thân yêu của nàng. Mặc dù xúi dục rất khó, nhưng ở bên trong hệ thống vạn đạo thần giáo này, Hướng gia càng giống như tồn tại độc lập. Bọn họ quanh năm trấn thủ Thiên Khải Hoàng Thành, cực ít đến làm việc phía dưới, từ trước tới giờ cũng không nhúng tay sự vụ thần giáo, chỉ có các đời thánh vương là phó giáo chủ trên danh nghĩa, nhưng không có phó quyền lợi của giáo chủ. Sau đó thì sao? Khương Phàm nhìn Hướng Vãn Tình, thể hiện đắng chát. Thông báo thì sao? Hướng gia có thể rút lui toàn tộc sao? Rút lui thì sao? Chẳng lẽ lang thang tại Thiên Khải? Có hắn ở đó, cũng không phải là lưu lạc, mà là đứng trước vây bắt, trốn đông trốn tây. Trước khi tin tức truyền đến Thiên Khải, liên hệ đến tỷ tỷ của thiếp, ai nguyện ý rời khỏi liền mang người đó rời khỏi, sau đó trước khi hoàng đạo tại Thiên Khải kịp phản ứng, trở lại hạ giới. Hướng Vãn Tình biết rất mạo hiểm, nhưng nàng thật sự không thể nào thấy chết không cứu. Khương Phàm cười khổ lắc đầu, lão tặc vạn đạo giáo tôn này chết còn cho hắn một vấn đề nan giải. Trèo lên Thiên Khải sao, xúi dục hoàng đạo sao, ngẫm lại đã đau đầu. Tuy nhiên, Hướng Vãn Tình khó có khi khẩn cầu hắn chuyện gì, hắn thực sự không tiện từ chối. Mà nếu quả thật thiên hồ hướng ra có thể quy thuận, đây chính là đỉnh cấp thực lực. Càng quan trọng hơn là, tài nguyên rộng lượng bên trong vạn đạo hoàng thành. Đụng một cái. Mặc dù nguy hiểm, nhưng xác thực có giá trị để liều. Đi chuyến cửu tiêu thiên, cửu thiên thần tôn có thể thay ta mở ra thông thiên tháp. Khương Phàm sâu hít một hơi, làm quyết định. Đi thật sao? Đôi mắt của Hướng Vãn Tình bỗng chốc mông lung. Phải đi. Khương Phàm cố gắng nở nụ cười. Cảm ơn chàng. Hướng Vãn Tình ôm chặt lấy Khương Phàm, cơ thể run nhẹ nhẹ. Khương Phàm nhịn không được rung động trong lòng. Cứ việc hưởng dụng không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ôm vẫn toàn thân bốc hỏa, nhất là cái mùi thơm đặc biệt kia, càng giống là tình dược, để cho người ta dâng cao chiến ý. A, à, đại vương, đại tặc đưa một mặt hâm mộ nhìn một màn này, còn không hẹn mà cùng hạ miệng. Thời điểm Khương Phàm chạy tới cửu tiêu thiên, Sở Vũ đang đầy ngập bi phẫn phóng tới tây bộ thương huyền. Càng là xông về phía trước, càng là bất an. Khương Phàm làm thế nào tìm được bọn hắn? Khương Phàm lại làm sao biết giáo tôn không có ở đây? Xí thiên giới nơi đó rốt cuộc đang làm cái gì? Sở Phong Trần chết thảm, Sở gia không còn hy vọng, thậm chí có thể nói là vạn đạo thần giáo không có hy vọng tái tạo thánh hoàng trong thời gian ngắn hạn. Khương Phàm lại còn nhắc đến, hai tử của đế quân. Làm sao Khương Phàm biết đế tộc có đế tử ra đời? Mặc dù thân phận của đế tử tại Thiên Khải đã không phải là bí mật gì nữa, nhưng vẫn cực hạn tại một ít vấn đề, còn lâu mới được mọi người đều biết tình trạng. Ta phải giải thích cùng giáo tôn như thế nào đây? Ta trăm lần chết cũng không đền được tội. Sở Vũ huy động lôi chiều, xé rách khung trời, nhưng vừa mới đến Tây Bộ liền cùng Hoàng Đạo đang rời khỏi gặp nhau. Giáo tôn của các ngươi không có trở về. Khương Phàm phục kích các ngươi. Tất cả Hoàng Đạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Giáo tôn không có trở về. Ta một đường thi triển lôi chiều tới đây, nếu như giáo tôn trở về Tây Bắc, hẳn là có thể cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Ánh mắt Sở Vũ lắc lư kịch liệt, bọn hắn lại nhìn thấy hình ảnh giáo tôn bị chém đầu. Giáo tôn bước lên thánh hoàng cảnh hơn 1000 năm, há có thể bị đám nhóc con xí thiên giới kia giết chết? Không không không, giáo tôn khẳng định không chết. Giáo tôn càng không có khả năng chết. Sở Vũ kinh sợ lui lại 2 bước, phát động lôi chiều bay lên không. Quay về Tây Bắc. Có thể là giáo tôn đã bị thương, trực tiếp khống chế vạn giới môn lao tới Tây Bắc, cho nên không có cảm nhận được lôi chiều ngài ấy thả ra ở trên đường. Bây giờ giáo tôn, hẳn là đã trở về. Đúng, khẳng định là như thế. Giáo tôn đang chờ hắn ở Tây Bắc. Đại quang mang thần tôn và đám người theo sát ở phía sau, cũng lao tới Tây Bắc. Trong lòng cứ việc có chút luống cuống, nhưng vẫn cảm giác vạn đạo giáo tôn không thể nào chết, nếu không. Cái ảnh hưởng kia thật sự là quá lớn. 3 ngày sau. Giáo tôn, ngài ở đâu? Giáo tôn, xin trả lời ta. Giáo tôn, ta là Sở Vũ, giáo tôn.
Từng tiếng gào thét thê lương quanh quẩn trên phế tích cùng ngày Khương Phàm săn giết Sở Phong Trần. Sở Vũ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi không gian ba động, đang mong đợi vạn giới môn giáng lâm. Nhưng, bầu trời vẫn trong sáng, vạn dặm không gợn sóng. Quang mang thần tôn kích thích quang mang thần kiếm, mở ra hư không, nhìn trộm không gian mê xào, nhưng trong hư không vẫn tĩnh mịch giá lạnh, hắc ám vô biên, không có phát giác được bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ, tất cả các cường giả hoàng đạo cũng bắt đầu dao động? Không thể nào, giáo tôn của chúng ta không thể nào chết tại Xích Chi Liệt Cốc, càng không có khả năng chết trên tay Xí Thiên Giới. Sở Vũ lấp lóe ánh mắt, đột nhiên nói với lão tổ Cửu Lê. Đưa ta đến Thiên Khải chiến trường. Có ý gì? Lão tổ Cửu Lê nhíu mày, chúng ta đưa ngươi vào Thiên Khải. Nói đùa cái gì? Giáo tôn hẳn đã trở lại nơi này, nhưng nhìn thấy phế tích đầy đất, rất có thể đã cho rằng chúng ta đều bị ngộ hại, cho nên trực tiếp về Thiên Khải hoàng thành tu dưỡng. Trong đôi mắt của Sở Vũ mang theo từng tia cầu khẩn, đây là lần đầu tiên kẻ cao ngạo bá đạo như hắn lộ ra ánh mắt như vậy đối với ma tộc mà mình chán ghét. Lão tổ Cửu Lê cho mày, tất cả hoàng đạo cũng đều nhíu mày. Muốn đi đến Thiên Khải chiến trường, nhất định phải thông qua thiên môn. Thiên môn thời kỳ ban sơ của Thiên Khải chiến trường tổng cộng có 9 tòa, phân biệt đứng vững tại Cửu Châu, cũng tiếp lấy 8 phương cùng vùng đất trung ương Thiên Khải chiến trường. Mỗi tòa thiên môn đều khống chế trong tay đế tộc. Trong 9 tòa thiên môn trung ương mà Thương Huyền Tổ Địa khống chế không thể nghi ngờ chính là cánh cổng mạnh nhất, còn có thể quấy nhiễu tình huống vận hành của thiên môn khác. Liền giống với pháp trận không gian to lớn tung hoành ngàn vạn dặm, thiên môn trung ương là chủ tế đài. Nhưng, sau khi đế tộc tử vong tại Thương Huyền Tổ Địa, bởi vì không tiếp tục sinh ra đế quân mới, thiên môn trung ương bị tất cả đế tộc liên thủ tấn công mạnh, sau khi trọng thương thì đã vỡ vụn. Từ đó về sau, thiên môn trên Thiên Khải chiến trường chỉ còn 8 tòa, khống chế ở trong tay bát đại đế tộc. Hoàng đạo trên đại lục chỗ đế tộc cực kỳ tới gần hoàng đạo hải vực, muốn đăng lâm Thiên Khải đều cần mượn đường bọn hắn khống chế thiên môn, lui tới cũng liền cần giao, phí qua cửa, cách xù. Tình huống Thương Huyền về sau tương đối phức tạp, mặc dù thiên môn phía trên Thiên Khải chiến trường bị hủy, nhưng phía dưới còn sót lại tế đàn không gian cường đại, trước mắt đã bị các chí tôn hoàng đạo liên thủ khống chế, bọn hắn có thể thông qua phương thức vô cùng mạo hiểm đăng lâm Thiên Khải. Bát bộ hoàng đạo thì cần phải mượn thiên môn nắm trong tay đế tộc phía sau bọn hắn. Bình thường mà nói, trong lãnh địa của bát bộ hoàng đạo đều có tế đàn không gian trực tiếp vượt qua đến thiên môn đế tộc nơi đó. Nhưng, lãnh địa của vạn đạo thần giáo bị Tu La bổ ra, không có tế đàn không gian, bây giờ muốn tiến về thiên môn, liền cần vượt qua hải vực, đi ngang qua Bắc Thái Đại Lục, lại ngược lại lễ bái thiên môn. Trước đó bọn hắn có vạn giới môn, tốc độ còn rất nhanh. Nếu như đơn thuần ngự không mà đi, thì cần thời gian 2 tháng hay thậm chí càng lâu. Lão tổ Cửu Lê trầm giọng nói. Ngươi dám đi thiên môn Tây Bộ do Hắc Ma đế tộc khống chế. Ngươi không sợ ma tộc xé sống ngươi. Các đại ma của Cửu Lê thần cung trao mày, đây là bệnh cấp tính loạn chạy chữa sao? Vạn đạo thần giáo luôn luôn nhằm vào ma tộc tại Thiên Khải chiến trường, lôi phạt không biết đã thẩm phán bao nhiêu đại ma, nếu như Sở Vũ xuất hiện tại thiên môn Tây Bộ. Chắc chắn sẽ bị những đại ma cuồng bạo kia xé nát tươi sống. Ta có thể đi thiên môn trung ương không? Sở Vũ nhìn về quang mang thần tôn bọn hắn, nơi đó mặc dù là di tích, nhưng cũng đã được các chí tôn hoàng đạo chữa trị vài vạn năm, nhất là sau khi vị thần linh không gian, cửu thiên thần tôn kia ra đời, di tích trung ương rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng, chí tôn hoàng đạo vẫn luôn nghiêm cấm bát bộ hoàng đạo bước chân đến thiên môn trung ương. Chủ yếu là phòng ngừa bát bộ hoàng đạo nhận lệnh đế tộc, hủy khu di tích kia. Đến lúc đó, liên hệ giữa chí tôn hoàng đạo cùng Thiên Khải chiến trường liền triệt để bị cắt đứt. Đại quang mang thần tôn, Chu Thiên thần tôn, Xích Thiên thần tôn đều không có tỏ thái độ, nhưng trầm mặc chính là lời từ chối tốt nhất. Bọn hắn mâu thuẫn với bát bộ hoàng đạo, cũng cảnh giác bát bộ hoàng đạo, di tích trung ương nơi đó còn minh xác viết, bát bộ hoàng đạo không được đi đến. Ta đây là tình huống đặc biệt, ta nhắm mắt lại, ta cái gì cũng không nhìn, do các ngài tự mình ta đưa đến vạn đạo hoàng thành. Địa vị của Sở Vũ tại vạn đạo thần giáo cực cao, cho tới bây giờ đều là cao ngạo cường thế, chưa bao giờ cầu khẩn qua người khác như thế. Bây giờ nói ra lời này, mặt đều đang vặn vẹo, lòng cũng đang run rẩy, nhưng hắn thật muốn biết tình huống của giáo tôn, càng phải để giáo tôn biết hắn còn sống.
Không được. Xích Thiên Thần Tôn quả quyết từ chối. Thiên Môn Trung Ương là một tòa siêu cấp tế đàn, năm đó bị hủy một bộ phận ở Thiên Khải, hạ giới còn bảo lưu lấy, tương đương với một con đường bị hủy nửa ở trên, bảo lưu lại nửa phần ở dưới. Bọn hắn vì để ổn định nửa bộ phận trên mảnh không gian bạo loạn kia mà đã hình thành con đường sâu chuỗi, đời đời kiếp kiếp bỏ ra vô số tâm huyết cùng cái giá. Mà phương thức chữa trị cũng là bí mật mà bọn hắn giữ vững. Nếu như Sở Vũ có dị tâm hoặc trong quá trình đi qua lại nhận ra bí mật của bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Sở Vũ đang lo lắng tìm hiểu tình huống, nhưng không chừng sau đó sẽ là cái dạng gì. Cho nên, nơi đó không tiếp nhận bất kỳ lý do gì, chính là không thể để cho bất cứ kẻ nào của bát bộ bước chân đến. Ta đề nghị ngươi, mượn đường Thiên Môn Tây Nam, nơi đó là Thiên Môn nhân tộc, có thể khoan nhượng ngươi thông qua, nhưng, ngươi phải trả ra chút cái giá. Lão Tổ Cửu Lê đưa ra một đề nghị. Mặc dù tình huống bây giờ đặc thù, nhưng chuyện liên quan đến Thiên Môn lại trọng đại, dính đến vô số lợi ích cùng bí mật, không có người nào dám mạo hiểm. Mà đó còn là vấn đề nguyên tắc, liền giống với. Dù cho ngươi lại đặc biệt, dù cho ngươi đang kìm nén đến khó chịu, thì ngươi cũng không thể nào chơi nữ tử của ta. Sở Vũ giãy giụa trong lòng, nếu như trực tiếp chạy tới Bắc Thái Đế Tộc, từ Thiên Môn Tây Bắc đăng lâm Thiên Khải. Lấy hắn tốc độ lôi đỉnh cũng cần chừng 2 tháng. Nếu như mượn đường Thiên Môn Tây Nam, thuận lợi cũng phải cần 30 ngày. Dù sao từ nơi này đến thần miếu muốn hơn 400.000 dặm, thần miếu lại thông bẩm Tây Nam, cũng cần thời gian. Nhưng nếu như không thuận lợi, gặp phải vài thứ làm khó dễ hay phiền phức, không biết muốn kéo dài tới khi nào. Mà, sau khi đăng lâm Thiên Khải, cũng phải chạy tới Vạn Đạo Hoàng Thành, từ Tây Bắc đi qua rõ ràng đều thuận tiện. Sở Vũ không tiếp tục nói, quả quyết bay lên không, xôi trào cuồn cuộn lôi chiều giống như một con lôi long, xẹt qua bầu trời, thẳng đến Bắc Thái Đại Lục. Hắn muốn thiêu đốt sinh mệnh, hắn muốn tiêu hao huyết khí, hắn muốn dùng hết khả năng, áp súc thời gian đến trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng, hắn nhất định phải đến Thiên Khải. Nhất định, tiếp tục cảnh giác xí thiên giới, sau đó nhanh chóng trèo lên Thiên Khải, xem xét tình huống của Vạn Đạo Hoàng Thành. Đại Quang Mang Thần Tôn và đám người đều có loại bất an mãnh liệt. Mặc dù rất không nguyện ý tiếp nhận, càng không tin xí thiên giới có thể giết chủ nhân lôi phạt là Vạn Đạo Giáo Tôn kia, nhưng với cục diện trước mắt không thể không ép bọn hắn cân nhắc đến hướng xấu nhất. Nếu như, ta nói là nếu như, Vạn Đạo Giáo Tôn đã chết thật rồi thì sao? Nghi vấn đến từ Lão Tổ Cửu Lê để cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, nếu quả thật chết rồi thì sao? Vạn Đạo Thần Giáo chỉ còn trên danh nghĩa, Vạn Đạo Hoàng Thành bên trên Thiên Khải chiến trường cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Không phải là bị Hoàng Đạo các phương vây bắt đổ sát, thì chính là thần phục đế tộc. Nếu đã như thế, còn không bằng tiện nghi cho chính mình. Trước tiên hãy xác định sống chết của Vạn Đạo Giáo Tôn. Đại Quang Mang Thần Tôn không có nhiều lời, nhưng rõ ràng đã có tính toán. Tất cả Hoàng Đạo lập tức tản ra, thuận tiện tuyên bố tin tức này đến các Hoàng Đạo khác. Vài ngày sau, Khương Phàm bí mật đến Cửu Tiêu Thiên của Cửu Thiên Thần Giáo. Là đệ nhất thần giáo Thương Huyền Đại Lục, số lượng đệ tử ở nơi này có đến hơn 50.000 người. Cách mỗi 3 năm cử hành đại hội thu đồ một lần, càng là sự kiện thịnh đại nhất trong phạm vi 10 vạn dặm. Ở trong lòng tất cả tông môn cường tộc, cùng một ít bộ lạc cổ thành, Cửu Thiên Thần Giáo chính là vùng đất thần linh, là nơi để bọn hắn cần nhìn lên cùng kính úy vô hạn. Bất kể là hài tử nhà ai, nếu như có thể bái tiến ở trong đó, không thể nghi ngờ chính là việc lớn làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng, Cửu Thiên Thần Tôn lại chết ngoài ý muốn để uy danh cùng địa vị Cửu Thiên Thần Giáo nhận ảnh hưởng rõ ràng. Không chỉ có toàn tông phong bế không tiếp khách, nghi thức thu đồ đệ 3 năm một lần lại còn đẩy lại, ngay cả chín thiên cung phân tán tại các địa vực khác cũng đều rút về toàn bộ. Cửu Tiêu Thiên Giới nghiêm toàn diện, chúng ta phải đi đến thế nào? Hướng Vãn Tình nhìn qua giáo chỉ thần giáo bao la hùng vĩ ở phương xa, Cửu Tiêu Thiên. Nơi đó không phải là núi cao, mà là bắt chước Cửu Thiên Chủ Hoạch Kiến lập 9 tầng bầu trời. Tầng đầu tiên tung hoành 900 dặm, có núi cao trùng điệp, có cây rừng hoang dã, có sông lớn hồ nước, càng có thành trì cung điện. Tầng thứ hai tung hoành 800 dặm, sông núi hồ nước cái gì cần có đều có. Chục tầng đi lên, phạm vi được giảm bớt, nhưng năng lượng càng lúc càng nồng nặc. Đẳng cấp của các đệ tử trưởng lão cũng càng ngày càng cao.
giữa mỗi tầng ở cách xa nhau 2.000 mét, do thông thiên kiều đụng vào nhau. Xa xa nhìn lại, mây mù mênh mông càng giống như một con sông lớn lao nhanh, từ tầng cao nhất liên miên bất tuyệt bao phủ xuống tầng tầng thiên vũ ở phía dưới. Thiên vũ rộng rãi, hình ảnh rung động, đối với thanh niên vừa mới tiếp xúc võ đạo cất giấu mơ ước trong lòng mà nói, nơi này không thể nghi ngờ chính là như tiên cảnh. Có thể bái sư Cửu Tiêu Thiên, cũng chính là nơi bắt đầu thả mộng tưởng. Nhưng đối với cường tộc đại phái, thậm chí hoàng đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là nơi có thể hoắc loạn trời đất, siêu cấp pháp trận xuyên suốt cửu thiên, tượng trưng cho vấn đề võ đạo không gian chí cao tại Thương Huyền. Dẫn Đông Hoàng Như Ảnh ra, do nàng bí mật mang chúng ta vào. Khương Phàm ngồi tại đỉnh núi, yên lặng vận chuyển lên, thương sinh tạo hóa, kích thích Đông Hoàng Như Ảnh ở trên tầng cửu tiêu thiên. Khương Phàm, Đông Hoàng Như Ảnh từ trong không gian mông lung đi tới, dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, khí chất dịu dàng ưu nhã phảng phất có thể tĩnh mỹ thời gian. Mạng che mặt trắng noãn che khuất má ngọc dịu dàng, lông mi thật dài kích động, một đôi mắt mê người giống như tinh thần đang tỏa sáng. Tùy tiện vừa đứng ở nơi đó, đều giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Ngay cả nữ tử tuyệt diệu nghiêng nước nghiêng thành như Hướng Vãn Tình thế này, đều không thể không tán thưởng vẻ đẹp của Đông Hoàng Như Ảnh. Như Ảnh cô nương, đã lâu không gặp, càng đẹp ra rồi. Khương Phàm giãn mặt ra cười nói, nữ tử trước mắt thật sự là cảnh đẹp ý vui. Công tử đây là muốn đi đâu? Đông Hoàng Như Ảnh rất bất ngờ khi thấy Khương Phàm ở chỗ này. Không phải Xí Thiên Giới muốn chủ hoạch kiến lập Hoàng Triều sao? Không phải Khương Phàm muốn làm cục tại Tây Bộ sao? Hoàng đạo không có hành động, hắn không chịu nổi tịch mịch, lại muốn làm ám chiêu khác. Không phải các ngươi mời ta đến Cửu Tiêu Thiên làm khách sao? Ta mấy ngày nay vừa vặn có rảnh, tới xem một chút. Ai mời ngươi tới làm khách? Ngươi quên rồi, năm đó ở Vương quốc Hắc Ám, phụ thân ngươi đại biểu giáo chủ của các ngươi mời đấy thôi. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn ra hỏa trước mặt đang tươi cười thì chỉ biết im lặng đến nửa ngày. Chuyện 10 năm trước, lão nhân gia ngài bây giờ nhớ tới rồi. Thần tôn các ngươi đâu? Ta mang theo chút lễ vật. Khương Phàm lấy ra một cái hộp gấm, bên trong là một viên thuốc. Mời đi. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thực sự không hiểu rõ người này, có đôi khi phách lối bá đạo, hung tàn độc ác, có đôi khi lại mang một ít sự ngang bướng. Chờ một chút. Ta nơi này còn có vài bằng hữu, không biết có thể vào Cửu Tiêu Thiên hay không. Khương Phàm đụng đụng thông thiên tháp trên cổ áo. Người khác không được, các ngươi đi. Cho Như Ảnh cô nương thêm phiền toái. Mang mặt nạ, không cần nói. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo bọn hắn đi tới tầng đầu tiên, sau đó theo trục tầng đi lên, tầng tầng thông báo, trọn vẹn dùng nửa ngày mới đi đến được tầng thứ 8. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh hoàn toàn xứng đáng là đại sư tỷ tại thần giáo, theo phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh. Nhưng bây giờ toàn giáo giới nghiêm, bất kỳ tân khách nào cũng không được đi đến, cho nên chấn thủ mỗi tầng đều cẩn thận đề ra nghi vấn, sau khi xin chỉ thị với tầng trên thì mới bằng lòng cho đi. Về phần tầng thứ 9 thì là cấm khu trong cấm khu của thần giáo, nơi đó là chỗ ở của thần tôn cùng các trưởng lão quy ẩn tầng cao nhất. Bình thường phía trên không có chủ động triệu kiến, ngay cả giáo chủ cũng không thể tùy tiện đi đến. Cho nên Đông Hoàng Như Ảnh liên hệ đến phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh tại tầng thứ 8, do Đông Hoàng Hoa Thanh liên hệ đến giáo chủ, lại từ giáo chủ dẫn đầu bọn người Khương Phàm đến đây tiếp. Giáo chủ, ngài hiểu quy củ, hắn không báo thân phận, chúng ta có thể nào cho đi được. Lão giả trấn thủ thang trời kỳ quái đánh giá nam tử trước mặt, có thể dưới tình huống bảo mật thân phận một đường tới đây, còn xin đến giáo chủ tự mình hộ tống làm bạn, người này sẽ là nhân vật nào? Nếu đều đã tới đây, còn cần mang theo mặt nạ giữ bí mật. Giáo chủ thần giáo đi về phía trước, bám vào bên tai lão giả khẽ nói hai câu. Ồ, lão giả kinh ngạc đánh giá Khương Phàm, sau khi ra hiệu bọn hắn chờ một lát, liền tự thân đi lên thông báo. Giáo chủ thần giáo đưa mắt nhìn lão giả biến mất ở trên bậc thang trong mây mù, thấp giọng hỏi thăm Khương Phàm. Thần Hoàng, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, ngài mạo hiểm tới đây. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Khương Phàm hạ giọng khẽ nói. Gặp phải phiền toái, cần thần tôn các ngươi hỗ trợ. Thần tôn chúng ta bây giờ rất suy yếu, không tiện lại ra tay. Nếu như ngươi không để ý, ta đi thử một chút. Các ngươi không giải quyết được, chuyện này thực sự các ngươi thần tôn ra tay.
Di cốt ma hoàng xảy ra vấn đề. Cũng không phải. Liệp thần thương. Cũng không phải. Vậy ngài chỉ là. Khương Phàm nhìn xung quanh, ho nhẹ vài tiếng, nói. Ta phải vào thiên khải, chiêu hàng thiên hồ hướng ra. Chiêu hàng, thiên hồ hướng ra. Giáo chủ và đám người đồng loạt nhìn về hướng Vãn Tình ở bên cạnh Khương Phàm, thể hiện quái dị. Đây không phải là hồ nháo sao, chỉ bằng hướng Vãn Tình thì có thể thuyết phục toàn tộc thiên hồ tìm nơi nương tựa. Hướng ra là chiến tộc nổi danh thiên khải, phe phái nội bộ phức tạp, rất nhiều đều là chung với đế tộc cùng giáo tôn. Vạn đạo hoàng thành nơi đó càng có các cường giả vạn đạo thần giáo trấn thủ, tới đó chiêu hàng không phải tự chui đầu vào lưới sao. Các ngươi có kế hoạch gì? Đông Hoàng Như Ảnh lại chất vấn chiến lược mà Khương Phàm an bài, sau khi trở lại Thương Huyền không phải hẳn là nên bốn chỗ chinh chiến sao, bây giờ là thời điểm trêu chọc thiên khải sao. Tin tức về Liệp Thần Thương đang lan tràn tại thiên khải chiến trường, Khương Phàm đi đến nơi đó không phải muốn chết sao? Không có kế hoạch gì, là không thể không đi. Ngươi không muốn đi, ai còn có thể buộc ngươi? Ai? Rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì? Tha thứ ta nói thẳng. Nếu như người bởi vì chuyện này mà tiến đến thiên khải gây chuyện, thần tôn sẽ không hỗ trợ. Giáo chủ ngữ khí nghiêm khắc, cũng không còn dùng kính ngữ. Ta thật không có kế hoạch, là vạn đạo giáo tôn bất tranh khí, bị bọn người thiên hậu giết chết. Chờ tin tức truyền đến thiên khải, vạn đạo hoàng thành chắc chắn sẽ gặp được nguy hiểm, ta là không thể không đi. Khương Phàm nói xong, giáo chủ và đám người đều sửng sốt một chút. Trong đầu theo bản năng lại nghĩ trở về lời Khương Phàm nói một lần nữa. Vạn đạo giáo tôn, bị giết chết rồi. Đông Hoàng Hoa Thanh ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói. Mạo muội hỏi một câu, người vừa mới nói là, vạn đạo giáo tôn. Chính là lão già kia. Chết rồi. Chết rồi. Khụ khụ, người nói vạn đạo giáo tôn cùng với vạn đạo giáo tôn mà ta biết, là cùng một người sao? Hẳn là vậy. Chính là vị chủ nhân lôi phạt của vạn đạo thần giáo kia, lão tổ tông Thánh Hoàng. Chính là hắn, năm đó ta đều không có giết chết hắn, lại bị bọn người thiên hậu giết chết, hắc hắc. Khương Phàm nhịn cười không được, chuyện này xác thực quá sảng khó ai. Bọn người giáo chủ hai mặt nhìn nhau, sau một lát liền bỗng nhiên biến sắc, la thất thanh. Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Vạn đạo giáo tôn, Thánh Vương Điêu Gia đều đã chết. Ta thuận tay còn giết chết Sở Phong Trần và đám người đại tư tế kia. Vạn đạo thần giáo, xem như chơi xong. Khương Phàm cười cười, nói. Đúng rồi, vạn giới môn đang ở xí thiên giới, các ngươi hôm nào có rảnh, đi qua cầm về từ từ nghiên cứu, vật kia phát huy hiệu quả lớn hơn khi ở chỗ các ngươi. Xem như ta tạ lễ nho nhỏ đối với trợ giúp của các ngươi những năm này. Chờ một chút, các ngươi làm thế nào làm được, làm sao vạn đạo giáo tôn có thể chết? Giáo chủ thật sự đã bị làm cho kinh ngạc, vạn đạo giáo tôn, Thánh Hoàng thành danh hơn nghìn năm, càng là nhân vật cấp tổ tông khống chế vạn giới môn cùng uy lực lôi phạt, phía trên thiên khải đều không có người nào có thể giết chết hắn, phía dưới liền giết chết. Lúc ấy ta không ở đó, cụ thể cũng không hiểu rõ, các ngươi ngày nào đến xí thiên giới hỏi một chút đi. Ta phải nhanh đến vạn đạo hoàng thành một chút, trước khi tin tức truyền đến nơi đó, mang theo thiên hồ hướng ra rút về. Khương Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi ức qua lại. Thiên khải chiến trường, hoài niệm thật. Giáo chủ và đám người trao đổi ánh mắt, vẫn không có khôi phục lại từ trong lúc khiếp sợ. Giáo tôn chết rồi. Thánh vương đã chết. Trước đó liền chết giáo chủ, chết phó giáo chủ, giáo chỉ đều bị đánh. Bây giờ lại chết giáo tôn. Chẳng phải mang ý nghĩa hoàng đạo Tây Bắc đã bị phế đi. Thậm chí có thể nói là hết rồi. 12 hoàng đạo Thương Huyền, biến mất một cái. Cách cục Thương Huyền hơn mấy ngàn vạn năm bị đánh vỡ. Lúc này, lão nhân từ trên bậc thang trên trời đi xuống, đưa tay đối với bọn người Khương Phàm. Mời đi, thần tôn đang chờ các ngươi. Vãn Tình, theo ta lên đi gặp giáo tôn. Các vị, chờ tin tức tốt của ta. Ngài chờ một lát, thần tôn có lệnh, xin mời Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Như Ảnh, Đăng Thiên Thê, Tiến Cửu Vũ. Chúng ta, Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở phía sau, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn lão nhân, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chính là phụ tử các ngươi, mời đi. Lão nhân đưa tay ra hiệu. Giáo chủ và Đông Hoàng Hoa Thanh cảm thấy kỳ quái, đặc biệt xin mời hai cha con này đi lên có ý gì. Khương Phàm đang lâm cửu tiêu,
Gặp được thần tôn già nua suy yếu, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Vạn đạo giáo tôn chết rồi, Sở Phong Trần cũng chết, ta phải vào thiên khải, chiêu hàng thiên hồ hướng ra. Vạn đạo chết rồi. Thần tôn mới thức tỉnh từ trong lúc ngủ say cảm thấy rất bất ngờ, sửng sốt nhìn Khương Phàm một chút. Ngươi cưỡng ép vận dụng liệp thần thương rồi. Lúc ấy ta không ở đó, thiên hậu cho vui mừng. Khương Phàm tùy ý đánh giá thạch điện trống rỗng, đây không phải nơi tu dưỡng, quả thực là mộ đá. Ai, thần tôn một đời, sắp chịu chết, nhớ tới cũng có chút bi thương. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng như ảnh quỳ trên mặt đất, đối diện trước thần tôn có sự kính sợ phát ra từ nội tâm. Vạn đạo vậy mà lại chết rồi. Cửu thiên thần tôn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là chết rất uất ức. Vị thần hoàng kiếp trước này làm việc thật sự không tuân theo lẽ thường mà. Kỳ thật bao gồm cả hắn ở bên trong, đều đang phỏng đoán chiến lược tiếp theo của Xí Thiên Giới là muốn quét ngang hoàng tộc. Không nghĩ tới lại trực tiếp ra tay đối với hoàng đạo, lại còn là một vị lão tổ tông của các hoàng đạo, triệt để tàn phế một bát bộ hoàng đạo. Bây giờ còn không phải là thời điểm bại lộ Đông Nam Thiên Môn, mà khoảng cách lại rất xa, về thời gian cũng không còn kịp rồi. Ta muốn đến Thiên Khải chiến trường xác định trước khi tin tức vạn đạo giáo tôn chết lan tới đó, mau chóng đuổi tới vạn đạo hoàng thành. Ý nghĩ của ta là, lợi dụng thông thiên tháp. Bây giờ Khương Phàm chỉ là mở ra tầng thứ 5, khoảng cách không gian hư vô tầng thứ 9 còn kém xa lắm, cho nên hắn cần cửu thiên thần tôn trợ giúp, tránh khỏi tất cả thiên môn, lặng yên không tiếng động tiến đến Thiên Khải. Thần tôn không có vội vã hồi đáp, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi. Thiên hồ hướng ra dù sao cũng là thuộc về vạn đạo thần giáo, các ngươi giết giáo tôn của bọn hắn, lại chạy tới đó chiêu hàng. Không sợ thiên hồ hướng ra giết các ngươi tế trời. Vãn tình sẽ tiếp xúc cùng thiên hồ thánh vương, do thiên hồ thánh vương làm quyết định. Nếu như thiên hồ thánh vương nguyện ý quy hàng, sẽ giúp chúng ta thuyết phục yêu tộc. Nếu như thiên hồ thánh vương không nguyện ý, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Tin tưởng thiên hồ thánh vương vì muội muội của nàng. Coi như không nguyện ý quy hàng cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Người cầm quyền hướng ra đương thời là tỷ tỷ hướng cô nương, thiên hồ thánh vương, nhưng người thật sự khống chế toàn tộc, lại là thiên hồ thánh vương đời trước, cũng chính là người mà bên ngoài xưng là lão hồ vương, hướng U Mộng. Tình huống của lão hồ vương là như thế nào, hướng cô nương làm tộc nhân hẳn là có hiểu được nhỉ. Cửu thiên thần tôn đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hướng vãn tình. Hướng vãn tình trầm mặc. Thần tôn nói không sai, hướng ra vô cùng chú trọng hệ thống cấp bậc, lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện của lão tổ tông đều cực nặng, cũng trưởng quản lấy mệnh mạch phát triển của tộc đàn. Tỷ tỷ nàng mặc dù là người cầm quyền đương đại, nhưng ở trên lực ảnh hưởng nội bộ hướng ra vẫn hơi kém so với lão hổ vương. Mà, tỷ tỷ nàng lại còn được chính tay lão hổ vương tự mình bồi dưỡng lên, đã là lão tổ càng là sư tôn, hai thân phận nặng nề này để tỷ tỷ nàng từ trước tới giờ sẽ không tùy tiện ngỗ nghịch lão hổ vương. Ngoại trừ cái đó ra, lão hổ vương còn kiên quyết ủng hộ Bắc Thái đế tộc, từng chủ động hiến thân đế quân, phụng dưỡng 12 năm, lập chí muốn vì đế quân sinh ra hài tử, chỉ là cuối cùng lại thất bại. Sau này lão hổ vương muốn đưa tỷ tỷ nàng qua, tiếp tục phụng dưỡng đế quân, bị tỷ tỷ nàng kiên quyết phản đối, sau đó đã chọn nàng. Hướng vãn tình nhớ tới lão hổ vương, đáy mắt lại lóe lên sự lạnh lẽo đến thấu xương. Lão hổ vương tuổi tác đã cao. Tàn mệnh không lâu, tỷ tỷ sẽ không sợ ngài ấy. Cửu thiên thần tôn lắc đầu nói. Chỉ cần lão hổ vương còn sống, mặc kệ thân thể là tình huống gì, hướng ra đều sẽ toàn lực ủng hộ, bao gồm cả tỷ tỷ của ngươi. Ta biết nơi đó rất khó, nhưng ta muốn cứu tỷ tỷ của ta muốn cứu vớt thiên hồ hướng ra, ta. Ta sẽ tận hết khả năng. Thái độ của hướng vãn tình rất kiên quyết, nếu như thiên hồ hướng ra thật sự tìm đế tộc nương tựa. Lão hổ vương muốn ở nơi đó thắng được địa vị, cam đoan trung tâm thì chắc chắn sẽ tế hiến tỷ tỷ cho đế quân. Nàng không thể nào trơ mắt nhìn tỷ tỷ nàng lại hiến thân trong khuất nhục. Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng ta cũng không coi trọng hành động lần này của các ngươi. Cửu thiên thần tôn lưu ý đến thể hiện của Khương Phàm, hiển nhiên Khương Phàm không coi trọng, nhưng vẫn nguyện ý mạo hiểm. Trong này trừ việc Khương Phàm có chờ mong đối với thiên hồ hướng ra. Có chờ mong đối với tài nguyên của vạn đạo hoàng thành ra, có lẽ còn là bởi vì đã hưởng dụng qua thân thể người ta, luôn luôn phải bỏ ra chút giá. Ai, vẫn còn như tiền thế,
không quản được món đồ kia của bản thân. Khương Phàm nói, còn xin thần tôn thành toàn, chúng ta sẽ hết sức cẩn thận. Cửu Thiên Thần Tôn nói, muốn dùng thông thiên tháp tái diễn năng lực trụ trời, đăng lâm thiên khải, cần khống chế toàn bộ 9 tầng không gian bên trong. Ngươi bây giờ đã mở ra tầng thứ mấy? Tầng thứ 5, tử nhân không gian. Chỉ là tầng thứ 5 sao? Vậy ngươi trèo lên thiên khải như thế nào? Cái này không phải là cần thần tôn trợ giúp sao? Ý của ngươi là, ta thay ngươi mở ra. Nếu không thì phải như thế nào? Thần tôn quái dị nhìn Khương Phàm. Ta cho rằng ngươi chỉ cần ta thay ngươi khống chế hư không ba động khi thông thiên tháp va chạm thiên khải chiến trường. Lúc ấy không phải các ngươi nói muốn mượn dùng thông thiên tháp, tái nhập thiên khải sao? Ta nói mượn dùng, là tạm thời cùng ta nhận chủ, sau khi ta chết, thông thiên tháp một lần nữa thuộc về ngươi. Ngài là đùa giỡn hay sao? Phần thiên thần hoàng, là ngươi đang đùa giỡn cùng ta hay sao? Đồ mà ngươi nhận chủ, ta thay ngươi mở ra như thế nào? Ngài là thần linh không gian, ngài nghĩ cách đi. Nếu như ta có thể tùy ý thao túng vũ khí của người khác, lại còn là vũ khí thần cấp, vậy thì thiên khải bách tộc kia há không phải là người người đều phải kính sợ ta. Khương Phàm có chút há mồm, trong lúc nhất thời lại nói không phản bác được. Coi như bây giờ ngươi đưa thông thiên tháp cho ta nhận chủ, ta cũng cần thời gian mở ra trục tầng, thôi diễn trục tầng. Về thời gian, không còn kịp rồi. Cái kia, di tích trung ương thì sao? Khi đó là ngài tự mình chủ trì chữa trị, khẳng định đã bí mật để lại vết tích, đưa chúng ta lên từ nơi đó. Ta là chủ trì chữa trị, nhưng ta là cùng ba vị thần tôn phối hợp mà hoàn thành, bọn hắn luôn đề phòng ta không có cơ hội bí mật để sót lại vết tích. Ta không tin, ta không phải ngươi, ta luôn giữ quy củ. Lời này của ngài có chút mạo phạm đến ta cũng là người đứng đắn. Đây là sự thật, vậy phải làm sao bây giờ? Bất lực, Cửu Thiên Thần Tôn cảm thấy thật đáng tiếc mà lắc đầu. Hướng Vãn Tình sốt ruột, nếu như không thể kịp thời đuổi tới thiên khải, vạn đạo hoàng thành lúc nào cũng có thể xuất hiện kịch biến. Hoàng đạo nơi nào sớm xác định giáo tôn đã chết, vạn đạo hoàng thành chắc chắn đứng trước các phương vây bắt, đến lúc đó, có thể tìm đế tộc nương tựa đều xem như kết quả tốt nhất. Khương Phàm cau mày, mạo hiểm bái phỏng Cửu Thiên Thần giáo lấy được kết quả như vậy. Hướng Vãn Tình hỏi, bây giờ đến Đông Nam Thiên Môn còn kịp không? Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Không chỉ không kịp, Đông Nam Thiên Môn chỉ là thiên môn, cần cùng tế đàn linh tộc nơi đó xuyên suốt mới có thể khởi động. Năm đó ta chỉ là, khiêng cửa của bọn hắn mà chạy, ép bọn hắn cùng ta đã làm một ít giao dịch mà thôi. Hướng Vãn Tình nắm chặt ống tay áo của Khương Phàm. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Khương Phàm bỗng nhiên chú ý tới phụ tử Đông Hoàng Thánh Kiệt đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng già nua gầy gò của Cửu Thiên Thần Tôn, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lại nói. Thần Tôn, chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Cửu Thiên Thần Tôn trầm mặc một lát. Cũng không phải không có cách nào. Khương Phàm thể hiện dần dần quái dị. Ngài mở điều kiện. Ta vừa mới nghĩ ra, mặc dù ta không thể nào cưỡng ép khống chế vũ khí của người khác, nhưng thông thiên tháp rất đặc thù, tầng thứ 9 lại là tầng hư thiên, ta vẫn có hy vọng kích thích nó, xuyên phá trời. Nhưng ép buộc va chạm như thế động tĩnh khẳng định quá lớn, cũng chắc chắn sẽ gây nên oanh động. Ta lại nghĩ tới một biện pháp khác, rất mạo hiểm, nhưng càng tương đối bí ẩn. Chính là các người giấu đến bên trong vũ khí không gian, do chúng ta mang vào thiên khải. Biện pháp gì, có thể làm không? Không nói trước ta và Hướng Vãn Tình đều là thánh linh cảnh, vũ khí không gian bình thường rất khó che giấu khí tức, sau đó thông thiên tháp chính là trụ trời biến thành, di tích tế đàn cũng là trụ trời biến thành, nếu như không thể nào triệt để ngăn cách cảm ứng lẫn nhau, một khi dung hợp, tràng diện kia. Ta cũng không dám tưởng tượng. Ta chỗ này có một kiện thần binh. Có thể giam cầm thông thiên tháp, nhưng đã dung hợp cùng với ta lại không thể đến thiên khải chiến trường. Thiên khải chiến trường có vũ khí đặc thù, nhưng cần trấn thủ ở nơi đó. Tuy nhiên, ta có thể lâm thời chế tạo một kiện. Ngài có thể chế tạo, vậy cần bao lâu thời gian? Không phải chế tạo thần khí, là có thể ngăn cách thông thiên tháp, ẩn tàng năng lượng của ngươi, sau đó hợp tình hợp lý các ngươi mang lên thiên khải chiến trường. Ồ, thật có thể sao? Các ngươi phong giáo mấy năm, đột nhiên vào lúc này lại từ tế đàn đăng lâm thiên khải, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Khương Phàm không thể không cẩn thận,
hai bên bí mật tuyệt đối không thể để bại lộ, càng không thể gây nên chút hoài nghi nào. Hẳn có thể được, tin tưởng ta. Tuy nhiên cái gì? Ngươi vừa mới nói, ta có thể mở điều kiện. Đương nhiên, thần tôn có thể vì ta mạo hiểm, điều kiện gì cũng đều có thể thương lượng. Khương Phàm ngoài miệng nói, nhưng trong lòng chợt có chút cảnh giác. Chúng ta hợp tác những năm này, một mực là căn cứ vào tín dự giữa hai bên, chưa từng tiến hành qua hội đàm chính thức, cũng không có hiệp nghị tương ứng, đây đối với hợp tác giữa hai bên mang đến sự không chắc chắn rất lớn. Trước đó ta từng mời ngươi đến Cửu Tiêu Thiên chính là muốn giải quyết vấn đề này, để cho chúng ta chính thức hợp tác. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng có thể yên tâm. Hôm nay, nếu ngươi đã tới, chúng ta không ngại nói chuyện trước một chút. Để kết minh trở nên chính thức. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tin được, không phản bội. Khương Phàm không nguyện ý tới đây, đúng là không muốn lại trải qua, đàm phán, không muốn ký kết, hiệp nghị. Dù sao kiếp trước trải qua với Xích Thiên Thần Triều đến bây giờ tim vẫn còn đau. Nhưng, Cửu Thiên Thần Giáo cùng Xích Thiên Thần Triều có rõ ràng khác biệt. Đó chính là thọ nguyên Cửu Thiên Thần Tôn đã gần, nhanh qua đời. Chuyện này mặc dù rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Cửu Thiên Thần Tôn thọ hết chết già, mang ý nghĩa Cửu Thiên Thần Giáo sẽ đứng trước hai lựa chọn, một là bằng vào không gian huyền diệu, không đếm xỉa đến, ngồi xem thương huyền gió nổi mây phun. Một là bỏ qua hết thảy, đánh cược sinh tử. Cho nên từ vấn đề nơi này đến xem, mặc dù Khương Phàm không muốn dẫm lên vết xe đổ, nhưng cũng nguyện ý lại tin tưởng một lần. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, Cửu Thiên Thần Giáo, cần thần linh mới. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu Cửu Thiên Thần Tôn muốn đánh cược tương lai. Cửu Thiên Thần Giáo trung quy vẫn có căn cơ quá nhỏ bé, so sánh cùng chí tôn hoàng đạo khác không có trên vạn năm như thế. Thậm chí là nội tình mấy vạn năm. Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi mấy ngàn năm ngắn ngủi, cũng chỉ có vị thần linh hắn đây. Cửu Thiên Thần Giáo muốn tiếp tục hùng cứ trung vực, tiếp tục hưng thịnh phát triển, nhất định phải có thần linh mới, hơn nữa còn nhất định phải là thần linh không gian có đầy đủ trấn nhiếp. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo có thể trước sau sinh ra hai vị thần linh không gian, dù là tương lai sinh ra thần linh như ý linh văn, hoặc là không có thần linh, cũng có thể duy trì trấn nhiếp. Nhưng sinh ra thần linh không gian, độ khó thật sự quá lớn. Chuyện này cần cơ duyên cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Cửu Thiên Thần Tôn đã nghĩ đến hợp tác cùng Khương Phàm, đánh cược tương lai cho Khương Phàm. Nếu như Khương Phàm thành công, vậy thì tài nguyên rộng lượng kia sẽ được rót vào Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Giáo muốn sinh ra thần linh không gian không có áp lực chút nào. Lùi về 10.000 bước, nếu như Khương Phàm thất bại. Như vậy chiến tranh ban đầu cũng thế tất vẫn lạc số lượng lớn thần ma, sáng tạo số lượng lớn tài nguyên, cũng có thể bảo đảm thần giáo trước khi tiến đến, thất bại, sinh ra một vị thần linh không gian. Đương nhiên còn có một điều quan trọng nhất, Đông Hoàng Như Ảnh đã đạt được truyền thừa thần bí, Khương Phàm cũng đã nhận được truyền thừa như thế, biểu thị thế giới gặp phải kịch biến, hắn càng cần sẵn sàng chuẩn bị hơn, mà không thể không đếm xỉa đến. Vạn giới môn của vạn đạo thần giáo đã bị chúng ta lấy được. Ngày nào thần giáo có thời gian, có thể tới đó mời về. Vạn giới môn, là của các ngươi. Từ nay về sau, xí thiên giới chinh chiến thiên hạ lấy được tài nguyên, nếu có gì thích hợp với thần giáo cũng có thể mang đi. Ta có thể cho cam đoan, nếu như ta thành công, tất nhiên cửu thiên sẽ có thần, nếu như ta thất bại, trước khi ngày đó đến, ta cũng sẽ dùng hết khả năng, tạo nên tân thần cho cửu thiên. Khương Phàm nghiêm túc bảo đảm. Mặc dù tạo nên thần linh không gian cực khó, cần tài nguyên rộng lượng, nhưng nếu như thành công, có uy hiếp cùng sức chiến đấu cực mạnh, hắn đều nguyện ý giúp đỡ Cửu Thiên Thần Giáo, cũng đang mong đợi có thể tạo nên thần linh không gian mới. Cửu Thiên Thần Tôn giơ tay lên nói. Thánh Kiệt. Đông Hoàng Thánh Kiệt liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt khó nén mấy phần kích động. Hiệp nghị quan trọng như vậy vậy mà lại do cung chủ như hắn đây tự mình chứng kiến, còn do hắn khởi thảo. Nếu như tương lai hai bên đều có thể thành công, đây hẳn là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Đông Hoàng Như Ảnh cũng đứng dậy, giúp phụ thân chỉnh lý thiết quyền. Đông Hoàng Thánh Kiệt dùng thiết quyền đặc chất, lấy lực lượng không gian khắc xuống trong hiệp nghị. Từng chữ đều khắc đến chăm chú cẩn thận, mỗi câu nói đều cam đoan lợi ít mà ý nhiều. Nhưng, lúc hắn đang chuẩn bị hiện lên đưa qua, Cửu Thiên Thần Tôn lại nói. Đầu thứ hai. Còn có đầu thứ hai. Đông Hoàng Thánh Kiệt ngồi nghiêm chỉnh, ngưng tụ lực lượng không gian chuẩn bị. Đầu thứ hai,
Cửu Thiên Thần Giáo cùng Vạn Thế Thần Triều thông gia, hài tử đầu tiên hai bên sinh ra, ở lại Vạn Thế Thần Triều, hài tử thứ hai, giao cho thần giáo bồi dưỡng. Lời Cửu Thiên Thần Tôn nói ra không chỉ có để Đông Hoàng Thánh Kiệt sửng sốt một chút, cũng làm cho Khương Phàm ngạc nhiên. Thông gia, giữa chúng ta, không có cần thiết có điều này. Khương Phàm đau cả đầu, lại tới cái này. Kiếp trước hiệp nghị cùng Xích Thiên Thần Triều, liền bao gồm cả thông gia, nhưng sau đó tại thời khắc hai bên quyết liệt, hai vị công chúa toàn bộ đều bị lừa về Hoàng Triều, chém đầu tế cờ, lấy nguyên nhân là do hai bên quyết liệt, đó là đau nhức vĩnh viễn của Khương Phàm. Cần phải có. Cửu Thiên Thần Tôn không muốn đâm Khương Phàm đau đớn, nhưng đây hiển nhiên là phương pháp hữu hiệu nhất. Kiếp trước Khương Phàm trọng tình trọng nghĩa chính là ưu điểm lớn nhất, cũng là nguyên nhân để những vương hầu mãnh tướng kia thể chết cũng đi theo. Kiếp này Khương Phàm vẫn trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với nữ tử. Vì để báo đáp vô hồi thánh chủ, trên tài nguyên từ trước tới giờ đều không keo kiệt. Vì để cứu vớt Kiều Hinh, hắn lại dứt khoát lao tới U Minh địa ngục. Vì để giúp Hướng Vãn Tình, lại muốn mạo hiểm tiến đến Thiên Khải. Cho nên giao nữ tử thần giáo cho Khương Phàm, hắn có thể yên tâm, cũng có thể hình thành ước thúc. Để hai bên liên quan ngoài lợi ích hợp tác ra, lại nhiều thêm mấy phần thân tình. Đương nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là bí mật về Vĩnh Hằng Lục Đạo. Hắn muốn bảo đảm Đông Hoàng như ảnh. Thể hiện của Đông Hoàng Thánh Kiệt dần dần đặc sắc, nhìn thiết quyển trước mặt, lại chậm chạp không có rơi, bút. Đông Hoàng như ảnh kinh ngạc nhìn thần tôn, con người cũng hơi phóng đại. Hai cha con này đột nhiên đã hiểu vì sao thần tôn gọi bọn hắn đến đây. Khóe mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt hơi co rút, tay đều có chút run lên. Vừa rồi mới còn kích động khi có thể chứng kiến lịch sử, kết quả. Đây không phải khởi thảo hiệp nghị hợp tác, đây quả thực là văn tự bán nữ nhi của hắn mà. Đông Hoàng như ảnh là truyền nhân ưu tú nhất thần giáo ta, tư chất xứng với ngươi. Phụ thân nàng là cung chủ, sư phụ là phó giáo chủ, thân phận cũng xứng được với ngươi. Thần tôn còn chưa nói xong, Khương Phàm đi mau mấy bước, kéo Cửu Thiên Thần Tôn đi đến nơi hẻo lánh. Ngài mở trò đùa cho ta sao? Ngươi không hài lòng. Ta có nữ tử. Có ý gì? Ngài nói xem là có ý gì? Ngươi nói là, ngươi có mấy nữ tử như vậy đủ rồi, không cần càng nhiều. Chính là ý này. Ngươi là đang nói đùa cùng ta. Chuyện này làm sao có thể là nói đùa? Đường đường thần hoàng, hoàng cung chỉ có 5-3 nữ tử. Ngươi cũng đã cưới 3-5 người, còn quan tâm lại nhiều thêm 5-3 cái. Ngươi muốn tìm cớ, vậy thì tìm cái thích hợp hơn đi. Ta không phải muốn tìm cớ, ta là kiếp này lại không muốn phụ lòng. Phần thiên thần hoàng, lão phu đang lấy mạng bồi ngươi báo thù, là cầm sinh tử tồn vong của thần giáo đánh cược cùng ngươi, ngươi đang dở tính trẻ con cùng ta. Ngươi không muốn phụ lòng ai, không muốn phụ lòng cái gì. Ta đang cùng ngươi bàn bạc hoàng đạo kết minh, ngươi đang cùng ta trò chuyện nhi nữ tình trường. Ngươi đúng là thần hoàng, ngươi là chủ nhân thần triều. Ngươi chuyển thế mà tới là muốn thay hàng tỷ dân chúng kiếp trước báo thù, thay vương hầu tướng lĩnh tái tạo thần triều. Ngươi con đường này vừa mới bắt đầu đi, ngươi đã nhắc tới nhi nữ tình trường rồi. Cửu Thiên Thần Tôn đột nhiên nghiêm khắc lại để Khương Phàm á khẩu không trả lời được. Vạn Thế Thần Triều muốn kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo, nhất định phải ký thông gia đến hiệp nghị. Còn nhất định phải có hài tử trở về thần giáo tọa chấn. Cái này, đừng kích động. Có rất nhiều cách để chúng ta kết minh, chúng ta không cần thiết nhất định phải dùng cách này. Phương thức đúng là rất nhiều, nhưng chúng ta không dậy nổi. Cửu Thiên Thần Tôn đưa con ngươi sâu thẳm nhìn Khương Phàm, hắn quả thật có thể dùng những phương thức khác, từng bước làm sâu sắc hợp tác giữa hai bên, từng bước tăng lên chất lượng liên minh giữa hai bên, nhưng mạng của hắn đã không còn lâu nữa. Hắn không biết, nếu như hắn chết, không có thần linh trấn thủ thần giáo sẽ xuất hiện biến cố gì. Lại sẽ làm quyết định gì trên chuyện liên minh, hắn càng không biết Khương Phàm sẽ đánh nhau với thần giáo như thế nào. Hắn khăng khăng giả chết lừa gạt thiên hạ, ngoại trừ là tránh cho các hoàng đạo thương huyền lại buộc hắn lùng bắt xí thiên giới, cũng muốn dùng thời gian sinh mệnh sau cùng, chỉnh đốn thần giáo, bố trí tương lai. Khương Phàm đã hiểu ý tứ của Cửu Thiên Thần Tôn, nhưng bóng ma kiếp trước còn không có tản ra, hắn thật không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhìn ánh mắt của Cửu Thiên Thần Tôn, Khương Phàm do dự mãi, vẫn muốn từ chối. Thông gia, không phải trò đùa, chuyện này cần hai bên đều phải có tình cảm với nhau. Ai không vui?
Cửu Thiên Thần Tôn đột nhiên một tiếng quát lớn, cả tòa thạch điện không gian đều hắc ám trong nháy mắt, cứ như muốn lâm vào lỗ đen, sụp đổ trầm luân. Khương Phàm nhìn gương mặt mo tức giận kia của thần tôn, há to miệng, cười khổ một tiếng. Vui mừng, ta vui mừng, ta vui mừng còn không được sao? Đông Hoàng Như Ảnh cụp xuống tầm mắt, im ắng quỳ trên mặt đất. Tâm tình của nàng trở nên phức tạp, đôi mắt mông lung. Thông gia, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở chung cùng bất kỳ nam tử nào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả cho bất cứ kẻ nào. Nàng tĩnh tâm tại thiên cung, chính là muốn đưa tinh lực suốt đời nghiên cứu võ đạo, không nguyện ý bị thế tục nhiễm vào. Đối với Khương Phàm, nàng thừa nhận hắn không giống với những nam tử khác, nhưng chỉ như thế mà thôi, kém xa đến trình độ động lòng. Nhưng, quá đột nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh có thể hiểu được dụng ý của thần tôn, cũng có thể hiểu được sự chờ đợi của thần tôn. Trên việc liên quan tới sinh tử tồn vong của thần giáo, nàng không thuộc về mình, mà là thuộc về thần giáo. Khóe mắt Đông Hoàng Như Ảnh trượt xuống hai hàng lệ, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng một câu. Vui mừng. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở bên cạnh, bờ môi nhúc nhích thật lâu, nhưng cũng không nói lên được cứ lời kháng cự nào. Hắc ám xung quanh Cửu Thiên Thần Tôn dần dần biến mất, đám người trở lại thạch điện. Xin mời thần hoàng, ấn xuống huyết ấn. Đông Hoàng Thánh Kiệt cầm thiết quyển vừa viết xong, đi đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ, vạch phá ngón tay, dùng máu tươi viết xuống tên. Cửu Thiên Thần Tôn cũng ngưng tụ thần huyết, viết xuống tên mình ở phía trên. Chính thức ký kết, kết minh. Biện pháp của ta là, chế tạo quan tài đá, giấu ngươi đến bên trong, do cường giả thần giáo ta tự mình hộ tống, từ tế đàn không gian đường hoàng đăng lâm thiên khải. Trong quan tài đá, ta sẽ dùng máu tươi của ta khắc xuống phù văn, lập tức có thể ngăn cách năng lượng thông thiên tháp, cũng có thể tạo nên di cốt giả của ta ở bên trong. Mang theo, quan tài, công nhiên đăng lâm thiên khải, cũng có thể để hoàng đạo khác trong tiềm thức nhận định là di cốt của ta. Đông Hoàng Như Ảnh giấu đến bên trong, phóng thích năng lượng không gian, phối hợp uy thế thần huyết, bảo đảm tất cả hoàng đạo sẽ không hoài nghi, cũng ẩn giấu được khí tức của ngươi. Cửu Thiên Thần Tôn đưa ra đề nghị của mình. Nếu như tất cả hoàng đạo cưỡng ép dò xét thì sao? Ai dám mạo phạm, giết hắn. Tốt, không tệ, nhưng, Như Ảnh liền không cần núp ở bên trong, thả mấy khối tinh thạch không gian là được rồi. Muốn bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, cần phải có người khống chế huyết phù ở bên trong quan tài đá. Cũng không cần thiết là Như Ảnh, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng là thê tử của ngươi, ngươi sợ cái gì? Cái kia, ngài tận lực tạo quan tài đá rộng rãi chút. Khương Phàm thỏa hiệp, không còn ngạnh kháng cùng Cửu Thiên Thần Tôn. Hướng Vãn Tình càng bất đắc dĩ, vốn phải vào thiên khải cứu tỷ tỷ, kết quả lại giúp nam tử của mình tìm một vị hôn thê. Đây coi như là chuyện gì? Tuy nhiên Hướng Vãn Tình cũng không có so đo, dù sao nàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời bên cạnh Khương Phàm sẽ thiếu đi nữ tử. Khương Phàm bình thường có thể giữ vững khắc chế, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chủ động từ chối, đã rất hiếm thấy. Chỉ là, Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên vào ở hậu cung Khương Phàm, lại sẽ nhấc lên gợn sóng tại xí thiên giới. Dù sao, nữ tử này cũng không đơn giản, lại còn mang theo của hồi môn của Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Tôn nói, cho ta 5 ngày, ta chế tạo tốt quan tài đá. Còn nữa, mặc kệ hành động của ngươi tại Thiên Khải có thuận lợi hay không, cũng không thể kéo dài. Nhất định phải nhanh thoát thân khỏi Vạn Đạo Hoàng Thành, lẻn về Cửu Thiên Hoàng Thành. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, người của Hoàng Thành tạm thời sẽ không mang ngươi về hạ giới, đến lúc đó ngươi ở chỗ này tu dưỡng, thuận tiện giải phân thân của ngươi ra, xuất hiện tại nơi khác, hấp dẫn lực chú ý. Ta đã hiểu, ta có khả năng chịu được. Mặc dù Khương Phàm rất muốn mau chóng trở về, nhưng, nếu như thần giáo dơ lên trên quan tài đá mà đi, Vạn Đạo Hoàng Thành liền bị hắn gây cho tai họa. Ngay sau đó thần giáo nhấc quan tài trở lại Thương Huyền, hắn lại biến mất khỏi thiên khải, chẳng khác nào bại lộ thần giáo, khiến cho quang mang thần điện cùng những hoàng đạo kia hoài nghi. Cho nên, chỉ sợ hắn cần ở trên đó 2-3 tháng. Nhưng chuyện đó đều không quan trọng là có thể thuận lợi giải quyết Vạn Đạo Hoàng Thành. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, Cửu Thiên Thần Tôn lại chiêu toàn bộ nhân vật cấp lão tổ khác, cùng những người đang cầm quyền của thần giáo, đến thạch điện. Tuyên bố chuyện thần giáo chính thức kết minh, và an bài thông gia cùng Khương Phàm.
Ta đã là, người chết, sau này không tiện xuất hiện đến thiên khải, để tránh tất cả hoàng đạo tra được khí tức của ta. Đông Hoàng Toại, ngươi là giáo chủ, tiếp tục ở lại hạ giới. Chờ tin tức vạn đạo giáo tôn tử vong bị tất cả hoàng đạo biết được, sau đó chủ động liên hệ cùng hoàng đạo khác, tỏ thái độ nguyện ý hợp tác, kịp thời hiểu rõ bố trí của hoàng đạo. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ, hai phó giáo chủ toàn bộ đăng lâm thiên khải, tỏa trấn hoàng thành. Ngoài ra nhắc nhở Đông Hoàng Càn, tiếp tục giữ vững thủ thế, không cần tiếp xúc cùng bất kỳ thế lực nào. Thần Tôn nhắc đến Đông Hoàng Càn là đệ tử thân truyền duy nhất của hắn, cũng là thánh hoàng của thần giáo, chỉ có thánh hoàng, quanh năm tỏa trấn thiên khải, không phải ngủ say ở nơi đó, thì chính là chinh chiến ở nơi đó, uy tín tại cửu thiên hoàng thành cực cao. Nhưng, Đông Hoàng Càn không thể nghi ngờ là biến cố lớn nhất trong lòng thần Tôn. Bởi vì phong cách cấp tiến, tính khí nóng nảy của hắn, một số thời khắc thậm chí rất lỗ mãng. Một số thời khắc, thần Tôn cần tự mình hạ lệnh, đi nhắc nhở hắn phải chú ý cái gì, nếu không hơi không cẩn thận liền có thể gây ra họa lớn. Khương Phàm tạm thời được an trí thiên vũ tầng thứ 8. Không đợi Khương Phàm nói chuyện, Hướng Vãn Tình ngược lại khuyên Khương Phàm chủ động tâm sự cùng Đông Hoàng Như Ảnh, cho thấy thái độ, tận lực đừng cho lộ ra, lợi ích, trận thông gia này như vậy. Chuyện này khiến Khương Phàm rất cảm động. Nhưng Khương Phàm vẫn thật không nghĩ tới sẽ phải đối mặt như thế nào với Đông Hoàng Như Ảnh. Dù sao trước đó cũng đã không có để lại ấn tượng tốt cho cô nương người ta, càng chưa nói tới bằng hữu, đột nhiên lại xuất hiện mối quan hệ thân mật này, hắn thực sự không biết đi qua nói cái gì. Tỷ tỷ, thần Tôn tìm mọi người nói chuyện gì rồi? Đông Hoàng Như Yên tràn đầy phấn khởi đẩy cửa phòng Đông Hoàng Như Ảnh ra, không kịp chờ đợi phải biết bí mật phía trên. Đông Hoàng Như Ảnh bừng tỉnh giống như hoàn hồn, lau đi nước mắt, má ngọc sau mạng che mặt lộ ra nụ cười thản nhiên như thường. Khương Phàm muốn vào thiên khải, thần Tôn suy nghĩ cho hắn một chủ ý. Tỷ làm sao thế, khóc sao? Đông Hoàng Như Yên ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ, kỳ quái nhìn trong mắt nàng chưa hết mông lung. Đông Hoàng Như Ảnh tránh khỏi ánh mắt Như Yên. Không có, chỉ là, nghĩ đến mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân, bây giờ lại nghĩ đến mẫu thân. Nhà đầu ngươi này, bây giờ tỷ không thể nghĩ đến sao? Tỷ nghĩ đến mẫu thân cũng không có khóc qua, rốt cuộc là thế nào, nói cho muội biết một chút đi. Đông Hoàng Như Yên chưa từng thấy tỷ tỷ khóc. Nhất là khi mới từ tầng thứ 9 xuống tới, chẳng lẽ phía trên đã xảy ra chuyện gì không tốt? Tỷ không sao, thật. Đông Hoàng Như Ảnh vỗ nhẹ tay muội muội, do dự nói. Tỷ phải vào thiên khải chiến trường, không thể lại chiếu cố muội, sau này muội phải học cách chiếu cố cho mình. Thần Tôn an bài tỷ đi lên, mang muội theo đi, muội cũng là niết bàn cảnh, muội còn là thiên phẩm linh văn, có thể giúp đỡ. Tỷ có nhiệm vụ đặc biệt, cần phải rời khỏi một thời gian, muội cứ chờ đợi ở đây là được rồi. Tu luyện nhiều hơn, bồi phụ thân nhiều hơn. Nhiệm vụ gì vậy? Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến, hẳn là sẽ không sợ sệt tiếp nhận nhiệm vụ, huống chi còn là nhiệm vụ quan trọng do thần Tôn sai khiến, sao có thể khóc được. Tỷ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, một thời gian nữa lại nói cho muội biết. Bây giờ Đông Hoàng Như Ảnh thật muốn an tĩnh một lát, bình phục tâm tình, an ủi mình. Được rồi. Đông Hoàng Như Yên rất muốn ở lại. Nhưng nhìn tỷ tỷ cô đơn đứng dậy, đưa lưng về phía nàng nằm xuống, chỉ có thể nỗ bĩu môi, yên lặng rời phòng. Như Ảnh đâu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Tỷ tỷ không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Huynh đây là cũng thế nào rồi? Đông Hoàng Như Yên hơi nhíu mày, người này có phải tinh thần phân liệt hay không? Ngẫu nhiên dáng dấp hiên ngang, phóng khoáng tự nhiên, ngẫu nhiên xúc động dễ giận, không quan tâm đến bất cứ cái gì. Nghỉ ngơi, muội ấy cứ thỏa hiệp như vậy. Có ý gì? Khương Phàm đó là cái thứ tốt sao? Hắn đúng là rất mạnh, cũng rất có thiên phú, nhưng hắn bá đạo phách lối, hung tàn càng khát máu, gả cho hắn có thể hạnh phúc sao? Huynh nói cái gì vậy, ai muốn gả cho Khương Phàm rồi? Muội không biết, tỷ tỷ của muội muốn cùng Khương Phàm thành thân. A, à, Đông Hoàng Như Yên đưa một tay bịt cái miệng nhỏ, con mắt trực nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Như Ảnh, muội đi ra, hai bên có thể thông ra, nhưng không cần thiết phải là muội có thể tranh thủ cùng thần Tôn,
muội có thể nói mình hiến thân cho thần giáo cũng không muốn gả cho người ngoài, muội còn có thể nói lòng muội đã có người khác, đây đều là biện pháp, tại sao muội lại muốn thỏa hiệp? Muội đứng lên cho ta, đi tìm giáo chủ, đi tìm thần tôn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt Bi phẫn giận dữ la mắng, từ sau khi tiếp xúc cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hắn càng ngày càng mê luyến nàng, cũng càng ngày càng ngưỡng mộ nàng, trong mấy năm này càng được phụ thân duy trì giúp theo đuổi. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh đã sớm từ chối, nhưng hắn tin tưởng trong trên dưới đời mới thần giáo, trừ hắn ra thì không có người nào có thể xứng với Đông Hoàng Như Ảnh. Mà, vì để cam đoan truyền thừa linh văn, tương lai thậm chí thần giáo sẽ muốn cầu hai người bọn họ kết hợp, để bảo đảm sinh ra thiên phẩm hư thiên linh văn. Hắn còn một lần coi Đông Hoàng Như Ảnh thành nữ tử của hắn, mặc kệ Như Ảnh có nguyện ý hay không, chuyện này cũng sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tên hỗn đản Khương Phàm kia tới thần giáo một chuyến, vậy mà lại tùy tiện cướp Đông Hoàng Như Ảnh đi. Lại còn do thần tôn khâm định. Huynh chờ một chút, đây là sự thực, tỷ tỷ muốn thành thân cùng Khương Phàm rồi. Ai ra chủ ý? Đông Hoàng Như Yên vẫn rất khiếp sợ. Đây chính là cái gọi thông gia sao? Giữa thế lực khác nhau vì làm sâu sắc liên quan, mà để nữ tử giao dịch phối đôi giống như là hàng hóa. Nàng vẫn luôn rất chán ghét loại hành vi này, không nghĩ tới lại xảy ra ở ngay bên cạnh mình, lại còn là tỷ tỷ của nàng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Khương Phàm nói ra. Khương Phàm đơn giản là hèn hạ, vô sỉ, ác độc, không chỉ có muốn cửu thiên thần giáo chúng ta chinh chiến cùng hắn, còn muốn để nữ tử thần giáo thị tẩm cho hắn, khinh người quá đáng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt càng nghĩ càng tức giận. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bết bát như vậy lại phát sinh ở trên thân thiên kiêu thần giáo này. Hắn chính là truyền nhân cấp bậc thiên phẩm, lại còn là võ giả không gian thiên phẩm, từ nhỏ hắn đã hưởng thụ vinh quang vô tận, bất kỳ thứ gì đều là muốn gì cứ lấy, nhưng, thứ hắn khát vọng nhất, lại bị cướp đi. Tỷ tỷ. Rốt cuộc Đông Hoàng Như Yên biết vì sao tỷ tỷ khóc, thì ra bị Khương Phàm khi dễ, không, đây quả thực là lăng mạ. Bạo quân này. Đông Hoàng Như Yên mở ra không gian, chạy thẳng đến nơi Khương Phàm ở. Khương Phàm, ngươi dám chạy đến Cửu Thiên Thần Giáo khi phụ tỷ tỷ của ta. Cho rằng tỷ muội chúng ta dễ ức hiếp sao? Đi xin lỗi cho ta. Đông Hoàng Như Yên xông đến trong sân nhỏ của Khương Phàm, khí thế hung hăng chỉ vào hắn quát lớn. Khương Phàm ngồi ở trong sân, bất đắc dĩ lắc đầu. Con nào mắt của ngươi thấy ta đến khi dễ tỷ tỷ ngươi rồi? Tỷ tỷ của ta đều khóc. Không phải do ngươi, còn có thể là ai? Như Ảnh cô nương khóc. Tên hỗn đản ngươi, kết minh thì kết minh, nhất định phải kèm theo nữ tử sao? Ta thấy ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo, giống như không có hứng thú đối với nữ tử, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh đi hôn ước hủy bỏ, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ta hủy bỏ không được. Ta thấy ngươi là sắc tâm không nhỏ. Ta thật hủy bỏ không được. Đây là thần tôn của các ngươi định. Nói hưu nói vượn, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Thần tôn tuổi rất cao, chú ý đều là đại kế phát triển thần giáo, sẽ quan tâm ngươi có cưới nữ tử hay không? Ngươi là kẻ bạo quân, ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản. Ngươi đi hỏi phụ thân ngươi trước một chút, lúc ấy hắn cũng ở đó. Ai cũng không hỏi, khẳng định là ngươi trước khi xuống tới đều đã giao phó xong. Khương Phàm, ta nhìn lầm ngươi, ngươi lưu manh, ngươi là tên hỗn đản. Chuyện mà Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta làm vì ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi lại còn nhớ thương nữ tử nơi này, ngươi 1000 năm này nghẹn điên rồi sao, nhìn thấy nữ tử liền muốn. Ta đã cố hết sức, nhưng chuyện đã định, điều ta có thể làm chính là tận lực tôn trọng tỷ tỷ ngươi, tuyệt đối không loạn đụng nàng một chút. Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi lưu manh, trước đó gặp tỷ tỷ của ta thì đã luôn nhìn không chớp mắt. Làm bộ đứng đắn, kết quả phía sau lại hạ độc thủ, trực tiếp cưới nàng. Đều đã làm, còn không dám thừa nhận. Ta mặc kệ, ngươi đi xin lỗi tỷ tỷ trước cho ta, lại đi hủy bỏ hôn ước, nếu không thì đừng nghĩ rời khỏi Cửu Thiên Thần Giáo. Đông Hoàng Như Yên khí thế hùng hổ, cũng mặc kệ thân phận của Khương Phàm, cũng bất kể là khách của ai, nàng nghĩ đến tỷ tỷ bị khi phụ đến rơi lệ liền đầy ngập lửa giận, mà trước đó nàng lại còn rất thưởng thức Khương Phàm. Cảm giác không giống nam tử khác nhìn thấy tỷ tỷ sáng mắt lên, không nghĩ tới lại ác hơn, càng bẩn thỉu hơn so với nam tử khác. Người khác chỉ là nhìn, ngẫm lại, hắn lại trực tiếp muốn cứng rắn. Đáng giận,
Đáng giận. Quá ghê tởm. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không chấp nhặt cùng nha đầu này. Ngươi, Hướng Vãn Tình, uổng cho ngươi là thiên hồ, mỗi ngày ở bên cạnh Khương Phàm, làm sao lại không có thông đồng hắn. Ngươi Phàm là không chịu thua, hắn sẽ có tinh lực ham những nữ tử khác. Đông Hoàng Như Yên đầu mâu nhắm ngay Hướng Vãn Tình không nhúc nhích ở nơi xa. Hướng Vãn Tình không rảnh để ý, ngược lại nhẹ giọng cười nói cùng Khương Phàm. Thành ý của thần tôn còn chưa đủ sao, nếu là ta liền đưa hai người này cho chàng. Khương Phàm bĩu môi, nếu không động. Đông Hoàng Như Yên bước về phía trước hai bước, hùng hổ dọa người. Khương Phàm, ta đang nói chuyện cùng ngươi, đi xin lỗi tỷ tỷ của ta, lại đi tìm thần tôn hủy bỏ hôn ước. Tốt tốt tốt, ta xin lỗi. Khương Phàm bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi sân nhỏ. Đầu tiên là tìm tới Đông Hoàng Thánh Kiệt, trịnh trọng cam đoan. Ta sẽ tôn trọng bất cứ ý nguyện gì của Như Ảnh, tuyệt đối không tùy tiện đụng nàng, xin ngài yên tâm. Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài nói. Không phải ta có ý kiến đối với ngài, mà là tâm tính Như Ảnh từ nhỏ đã rất cao, thể hiến thân cho thiên cung, không kết hôn. Đều trách ta, hẳn là nên sớm nói rõ ràng với thần tôn. Ta thật không nghĩ tới thần tôn sẽ kiên trì làm loại ước định này, thực sự không được. Ngài thương lượng cùng thần tôn một chút, biến thành người khác. Ta không có vấn đề, dù sao cũng chính là treo cái tên mà thôi. Đổi thành Như Yên. Người kia, vậy không được, ta sợ nàng phá hủy ta. Đổi người khác đi, chẳng lẽ thần giáo không có nữ tử khác sao, thực sự không được. Lan Nặc đi. Ngài đây là thuận miệng nói, hay là có ý tưởng đối với Lan Nặc? Thuận miệng nói. Lan Nặc không được. Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu. Như Ảnh dứt bỏ cảm xúc không nói, chuyện thông gia cùng Khương Phàm này kỳ thật đối với hắn hay đối với toàn bộ phe phái Đông Hoàng mà nói, đều là chuyện lớn. Nếu như tương lai Khương Phàm thật sự có thể thành công, địa vị của phe phái Đông Hoàng tại thần giáo không thể lay động, cơ hội như vậy há có thể giao cho phe phái Lan gia. Các ngươi chọn, ta tùy tiện. Ai, loại chuyện này há có thể do chúng ta chọn, ngài không thấy được thái độ thần tôn sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài. Thật không nghĩ tới thần tôn lại đột nhiên tức giận đến thế, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói thần tôn phát cáu. Giữa Khương Phàm cùng Như Ảnh hiển nhiên là không cách nào nghịch chuyển được. Người tận lực khuyên nhủ Như Ảnh, liền nói, ta cam đoan đây chỉ là thông gia trên danh nghĩa, ta đều sẽ tôn trọng nàng ở các mặt, vĩnh viễn cam đoan đứng cách bên ngoài. Hài tử thì sao, thần tôn muốn ngài sinh hai hài tử, đây là chuyện đã minh xác viết trong hiệp nghị. Ta nào có tâm tư muốn hài tử, thiên hậu các nàng cũng còn không có. Khương Phàm dở khóc dở cười. Thật không có. Không có, đều bận rộn tu luyện, ai có tâm tư làm cái này. Ngài cũng đã ở cảnh giới thánh linh, nên bắt đầu cố gắng. Chờ đến thánh vương cảnh, độ khó sinh dục liền lớn, tỷ lệ thánh hoàng cảnh càng cực kỳ bé nhỏ, chẳng lẽ ngài còn muốn giống kiếp trước như thế? Ta thật không có tâm tư kia. Liền một hồi chuyện. Lại không chậm trễ công phu, khụ khụ. Đông Hoàng Thánh Kiệt lúng túng ho khan vài tiếng, làm sao lại trò chuyện một chút liền biến vị. Thần tôn nơi đó thì phải bàn giao thế nào? Liền nói ta bận bịu thôi, ta chinh chiến khắp nơi, mạo hiểm bốn chỗ, nào có tâm tư muốn hài tử. Cùng lắm thì nói ta không được thôi, ta không có vấn đề. Cứ quyết định như vậy. Ngài yên tâm, nếu ta loạn đụng một sợi lông của Như Ảnh, ta chính là cháu trai. Thái độ không sai, Đông Hoàng Thánh Kiệt vừa muốn vui mừng gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngài đối với nhà ta Như Ảnh không hề có ý nghĩ. Ta đối với Như Ảnh cô nương chỉ có thưởng thức, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã thoát tục, cô gái như vậy thế gian hiếm thấy, ngài có thể nuôi dưỡng được nữ nhi như thế này đáng để kiêu ngạo. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Ý của ngài chính là, nàng rất tốt, nhưng ngài không có cảm giác. Khương Phàm bất đắc dĩ nói, ta tới bàn bạc đại sự đến thiên khải chiến trường, có thể tha cho ta hay không? Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng nói, đối với ta mà nói, hạnh phúc của nữ nhi ta chính là chuyện lớn nhất. Khương Phàm há hốc mồm, nhún vai, miễn cưỡng ứng phó. Lời này thực sự không có cách nào trả lời được. Nói có cảm giác, đó chính là hắn có ý tưởng đối với nữ nhi gả liền không an toàn. Nói không có cảm giác. Đó chính là chất vấn mị lực nữ nhi của hắn.
Cũng may Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng không phải người nhàm chán, chưa từng có ép hỏi. Ta là phụ thân của Như Ảnh, không phản đối trận hôn nhân này. Nhưng ta hy vọng ngài có thể nói được làm được, tôn trọng ý nguyện của Như Ảnh. Khương Phàm liên tục cam đoan, sau đó lại nói. Ta rời khỏi còn có 5 ngày, ngài có thể tận lực liên hệ Đông Hoàng Hoa Thanh, Đông Hoàng Toại, còn có những người khác của Đông Hoàng Thất, chọn nữ hài nhi khác, sau đó đến tầng thứ 9 nói chuyện cùng thần tôn, đổi cho Như Ảnh. Nếu như thành công, tất cả chúng ta đều vui vẻ, nếu như không thành công, chí ít ngài cũng có cái bàn giao với Như Ảnh, ngài hãy cố gắng. Đông Hoàng Thánh Kiệt đưa tiễn Khương Phàm, sau đó ngồi trong phòng yên lặng xoắn xuýt. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Như Ảnh, dù sao chuyện này cũng quá đột nhiên, hoàn toàn là có tính ép buộc, khó tránh khỏi có chút kháng cự. Nhưng cơ hội tốt như thế này, há có thể chắp tay tặng cho người khác. Đừng nói lan ra, xem như nội bộ phe phái Đông Hoàng, bao nhiêu người đều cầu còn không được. Nếu như hắn triệu tập mọi người đứng lên tuyển chọn, còn nháo đến thần tôn nơi đó, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Lúc này trong tầng thứ 9, Cửu Thiên Thần Tôn tự mình chế tạo lấy quan tài đá. Không ai có thể hiểu hắn dụng tâm đau khổ như thế nào. Hắn nhất định phải thúc đẩy hôn sự của Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh, càng phải tại sinh thời nhìn thấy Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh sinh hài tử. Chỉ cần có hài tử, tương lai Khương Phàm mới có thể tại trận Vĩnh Hằng Thánh Sơn ghi chép, chư thần mạt nhật, sắp tiến đến kia, không đến mức giết Đông Hoàng Như Ảnh. Cũng chỉ có tư chất như Đông Hoàng Như Ảnh mới có thể bảo đảm thần giáo sinh ra thần linh mới, thủ vệ cùng hưng thịnh Cửu Thiên Thần Giáo. Cho nên, Cửu Thiên Thần Tôn tự mình chế tạo quan tài đá, chỉ có thể dung nạp một người. Nếu như nhất định phải nhét vào hai người, vậy cũng chỉ có thể tiếp xúc thân mật. Lấy những gì hắn hiểu về Khương Phàm kiếp trước, loại tiếp xúc này, hắn là kháng cự không được. Cái quan tài đá này, chính là hắn chế tạo phòng cưới cho đôi người mới này. Thần Tôn kiên trì với chấp niệm sau cùng của mình, nội bộ thần giáo lại nhấc lên sóng to gió lớn, mà còn có trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người Đông Hoàng Lăng Tuyệt kháng cự ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là thần Tôn lại trực tiếp sai khiến đối tượng thông gia, mà không phải định ra sách lược thông gia, do thần giáo tự đi chọn lựa. Hiển nhiên thần Tôn rất hài lòng đối với hậu bối Đông Hoàng Như Ảnh này, cũng là ký thác kỳ vọng. Nhưng, đại biểu thông gia như thế này là lợi ích cho toàn thần giáo. Dính đến rất nhiều chuyện sau đó, Đông Hoàng Như Ảnh có thể đảm đương được tốt hay sao? Đông Hoàng Như Ảnh là người của gia tộc Thiên Cung thứ 9, cùng với phó giáo chủ là sư tôn của Đông Hoàng Như Ảnh, lại có thể thay Đông Hoàng Như Ảnh tranh thủ đến đầy đủ ủng hộ tại thần giáo hay không? Lan ra nơi đó biểu đạt bất mãn đầu tiên. Thần giáo rõ ràng có hai đại phe phái, trên chuyện quan trọng như vậy, thần tôn lại chẳng những không có chọn Lan ra, mà hoàn toàn không để ý đến Lan ra. Trực tiếp sai khiến Đông Hoàng Như Ảnh, chuyện này rõ ràng có ý tứ xem nhẹ Lan gia. Nếu như tương lai Khương Phàm thật có thể thành công, chẳng phải Lan gia vĩnh viễn không ngày nổi danh tại thần giáo hay sao? Chuyện lên men trọn vẹn 2 ngày sau, phó giáo chủ Lan Quỳ bức bách tại áp lực từ phe phái Lan gia nên đã tự mình quỳ đến phía trước thang trời, cầu xin tiếp kiến thần tôn. Nhưng, trưởng lão trấn thủ thang trời tuần tự đến tầng thứ 9 xin chỉ thị 3 lần, đều không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Cuối cùng, Lan Nặc thừa nhận to lớn khuất nhục, bị phe phái Lan gia nghiêm khắc thúc giục, nàng cố nén bi phẫn đi đến chỗ Khương Phàm, dùng hết sức lực toàn thân, nói ra một câu để nàng đau đớn đến tuyệt vọng nói. Người đi gặp thần tôn, thêm ta vào. Khương Phàm nhìn Lan Nặc hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói thầm. Chết tiệt, phát thần kinh cái gì vậy, nhất định phải tới đây xin giúp đỡ. Hướng Vãn Tình càng lúng túng hơn. Thật không nghĩ tới lại có thể phát sinh ra nhạc đệm như thế này, còn nháo đến trình độ này. Lan Nặc nước mắt tràn mi mà ra. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Khương Phàm nói. Trong chuyện này, ta bất lực. Ta không xứng sao, có phải ngươi đang chờ câu nói này của ta hay không? Ngươi thắng. Ta bất lực. Ngươi là muốn ta quỳ xuống. Ta bất lực. Ngươi ra điều kiện, bất kỳ điều kiện gì. Ta bất lực. Khương Phàm, ngươi là muốn để cho ta cầu xin ngươi sao? Ta bất lực. Khương Phàm, tên hỗn đản ngươi, ngươi sẽ bị báo ứng. Lan Nặc lệ rơi đầy mặt, khuất nhục rời khỏi sân nhỏ. Khương Phàm nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiệp chướng thật, rốt cuộc thần tôn là đang nghĩ như thế nào,
đây là cố ý gây mâu thuẫn tại thần giáo nội bộ sao? Không sợ để lại cục diện rối rắm. Hướng Vãn Tình nói, Lan Nặc dáng dấp quốc sắc thiên hương, lại còn là hy vọng của Lan gia, chàng chỉ cần cưới nàng liền có thể thắng được Lan gia kiên định ủng hộ, tại sao lại muốn từ chối? Ta rất mâu thuẫn loại giao dịch này, kiếp trước cũng vì thế mà chịu nhiều đau khổ, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng chàng từ chối lại thương tổn tới Lan gia. Đây là do thần tôn náo ra tới phiền phức, để chính hắn nghĩ cách đi. Ai, ta khó tới được một lần, ngài ấy nhất định phải sốt ruột cho ta đến một chút như vậy. Cũng bởi vì chàng không thường đến, thần tôn mới có thể bắt cơ hội chàng tới mà làm. Chẳng lẽ người đã già, ý nghĩ thật sẽ thay đổi? Có ý gì? Kiếp trước sau khi ta kết minh cùng Xích Thiên, kỳ thật còn có bái phỏng qua Cửu Thiên Thần Giáo. Lúc đó chủ ta động đưa ra hợp tác, cũng muốn dùng thông gia duy trì. Nhưng lão đầu nhi từ chối rất trực tiếp. Hắn còn nói, hắn thưởng thức thái độ cùng quyết tâm của ta chỉnh đốn Thương Huyền, nhưng chỉ nguyện ý tại thời khắc tất yếu phối hợp, mà không nguyện ý kết minh sâu, chớ nói chi là thông gia. Khương Phàm lắc đầu, không hiểu rõ vì sao Cửu Thiên Thần Tôn lại đột nhiên muốn kiên trì thông gia, còn muốn có hài tử, còn nổi giận. Lúc ấy thần tôn đang ở vào thời kỳ đỉnh phong, tự tin có thể khống chế tương lai thần giáo, bồi dưỡng người thừa kế mới, Thương Huyền càng cần hơn một vị thần linh không gian như ngài ấy đến tọa trấn hơn, cho nên ngài ấy không cần mạo hiểm. Bây giờ ngài ấy đã già, càng ngày càng suy yếu, lại không thể bồi dưỡng được người thừa kế, đương nhiên sẽ càng ngày càng sốt ruột, cũng càng ngày càng lo lắng cho thần giáo mà mình tự tay tạo nên. Cho nên phải dùng phương thức đặc thù, ít nhất là phương thức mà ngài ấy cho là hữu hiệu mà chính xác, để lại cho thần giáo một phần bảo hộ. Hướng Vãn Tình đột nhiên hơi xúc động, thời gian như đao, đối xử như nhau, mạnh như thần linh thì cũng vẫn sẽ bị vô tình thu hoạch. Bất luận là anh hùng cái thế, hay là mạnh quan thiên hạ, ở trước mặt cái chết đều lộ ra sự bất lực như vậy. Cái này chỉ sợ cũng là người càng mạnh càng muốn càng mạnh hơn, không chỉ là khát vọng đối với lực lượng, càng là sợ hãi đối với cái chết. Nàng tiếp tục giới thiệu tình huống thiên hồ hướng ra thế hệ này đi. Việc cấp bách vẫn là Khương Phàm phải giải quyết chuyện Vạn Đạo Hoàng Thành, nếu đồng ý với Vãn Tình, cũng đã quyết định mạo hiểm đăng lâm thiên khải, vậy tận lực làm đến tốt nhất. Thạch điện tầng thứ 9. Đại trưởng lão tiền nhiệm, Đông Hoàng Trấn Nguyên cung kính tiếp thần tôn đang bận rộn. Lan gia phản ứng rất kịch liệt, thần tôn, nếu không ngài lại bận tâm đến tâm tình của bọn họ. Cảm xúc của Lan gia, giao cho Đông Hoàng Càn. Thần tôn lãnh đạm đáp lại, tiếp tục xử lý quan tài đá. Loại chuyện này, sợ là hắn xử lý không tốt. Loại chuyện này, không cần ta xử lý. Đông Hoàng Trấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy. Thọ nguyên thần tôn đã gần, cần chủ tính an bài tương lai thần giáo, thật không cần phải lại chiếu cố cảm xúc của ai nữa, bây giờ Lan gia náo cùng thần tôn càng là không đúng lúc. Nhưng, loại chuyện thông gia này nói có nghiêm trọng hay không, nói nghiêm trọng thì thật đúng là rất nghiêm trọng. Nếu như thần tôn chỉ là định ra thông gia, cũng không có gì. Thần tôn hết lần này tới lần khác lại trực tiếp liền sai khiến Đông Hoàng Như Ảnh, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội bàn bạc nào. Lan gia sẽ khó tránh khỏi bất mãn. Dù sao đây cũng không chỉ là một trận kết hợp bình thường, mà là dính đến lợi ích cùng tương lai của toàn bộ phe phái. Lan gia nào chỉ là bất mãn, mà là khẩn trương, là cảm giác nguy cơ cực lớn. Đông Hoàng Trấn Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ là người của Thiên Cung, rất khó đại biểu cho toàn bộ phe phái Đông Hoàng, thần tôn ngài lựa chọn Như Ảnh, là có đặc thù cân nhắc sao? Ta có lo nghĩ của ta, các ngươi cứ việc chấp hành, không cần hỏi nhiều. Lan gia cũng chỉ có thể do Đông Hoàng Càn xử lý. Thần tôn ra hiệu hắn lui ra, tiếp tục hoàn thiện pháp trận cho quan tài đá. Chỉ có thể là do Đông Hoàng Càn xử lý. Đông Hoàng Trấn Nguyên yên lặng phẩm vị ý tứ trong lời nói của thần tôn. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là, thần tôn quả thật cao minh. Sau khi Đông Hoàng Trấn Nguyên cung kính hành lễ, lui ra khỏi thạch điện. Năm vị lão nhân đang đứng ở bên ngoài đều là các trưởng lão thoái ẩn trăm năm hay thậm chí mấy trăm năm, cũng đều là người của phe phái Lan gia. Bọn hắn mong đợi nhìn Đông Hoàng Trấn Nguyên. Đông Hoàng Trấn Nguyên tiếc nuối lắc đầu. Thái độ của thần tôn rất kiên quyết, Đông Hoàng Như Ảnh là người duy nhất được chọn thông gia. Vậy Lan gia chúng ta? Đừng có gấp, Như Ảnh thông gia là muốn gả vào Xí Thiên Giới, rời khỏi thần giáo, kể từ đó,
nếu như Lan Nặc tiến vào cảnh giới Thánh Vương, chẳng phải sẽ tiếp quản thần giáo. Thần tôn cố ý để Lan Nặc kế nhiệm giáo chủ. Năm vị lão nhân đột nhiên chấn phấn. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu như Như Ảnh ở lại thần giáo, chắc chắn sẽ cạnh tranh cùng Lan Nặc. Bây giờ nàng rời khỏi, đời mới ai có thể tranh đến qua Lan Nặc. Cho nên, Đông Hoàng Trấn Nguyên cho bọn hắn một cái ánh mắt chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Các lão nhân Lan gia trao đổi ánh mắt, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Nếu như Lan gia có thể làm giáo chủ, bọn hắn ngược lại có thể không còn so đo. Đông Hoàng Trấn Nguyên tiếp tục nói. Thần tôn tự mình điều Đông Hoàng Như Ảnh đi, hẳn là có thâm ý. Dù sao, bây giờ toàn bộ tâm tư của thần tôn đều là tương lai của thần giáo, mỗi một chuyện ngài đều có ý nghĩa quan trọng. Sắc mặt các lão nhân Lan gia lại lần nữa hỏa hoãn. Chẳng lẽ thật sự là thần tôn đang cho Lan gia một cơ hội? Dù sao đã hơn ngàn năm Lan gia không có tiếp quản qua vị trí giáo chủ. Hãy trấn an tốt cảm xúc, cũng đừng lại náo cùng Khương Phàm, cũng đừng oán trách thần tôn. Đông Hoàng Trấn Nguyên không tiện nhiều lời, bởi vì đây là thần tôn để lại ban ân cho Đông Hoàng Càn, khi do Đông Hoàng Càn tự mình ứng phó, chỉ là không biết vị lão tổ thánh hoàng táo bạo kia có thể lĩnh hội tới điểm này hay không. Thời gian 5 ngày đã đến. Quan tài đá được thần tôn chế tạo đã đưa tiến tầng thứ 9. Hai vị phó giáo chủ là Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỳ đều đuổi tới, tự mình phụ trách trận hành động bí mật này. Ngoài ra tùy hành còn có hai huynh đệ Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Thánh Thương của Thiên Cung thứ 9, cùng 8 vị phó cung chủ Thiên Cung cung và các cường giả khác, đội hình vô cùng cường đại. Trong một thời gian rất dài, bọn hắn sẽ tỏa trấn Thiên Khải chiến trường. Lúc Khương Phàm và Hướng Vãn Tình đến nơi này, bầu không khí cũng coi như là bình thường. Mặc dù chuyện thông gia náo loạn chút không thoải mái, nhưng một ít tin tức đến từ tầng thứ 9, vẫn để cảm xúc Lan gia có chỗ hỏa hoãn. Lan Quỳ khăng khăng mang Lan Nặc tới, muốn tới Thiên Khải lịch luyện, tận lực mạnh lên, là làm chuẩn bị tiếp quản vị trí giáo chủ. Lan Nặc mang theo mạng che mặt đứng ở bên cạnh Lan Quỳ, nhìn cũng chưa từng nhìn đi tới Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo mạng che mặt, mang theo áo lông cừu thật dày. Không để ý đến Khương Phàm. Tới thật sớm nhỉ? Khương Phàm vừa muốn chào hỏi, đột nhiên tiếp cận quan tài đá trước mặt. Là cái này, có phải thần tôn các ngươi có cái gì hiểu lầm đối với chữ lớn hay không? Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Thần tôn nói đây là suy tính. Chúng ta là muốn tạo nên chuyện vận chuyển, di cốt thần tôn, tạo quan tài đá quá lớn dễ dàng gây nên hoài nghi. Khương Phàm cười khẽ. Ta đã biết. Bên ngoài nhìn rất nhỏ, bên trong có pháp trận không gian, kỳ thật phạm vi rất lớn. Mặt Đông Hoàng Như Ảnh không thay đổi, nàng đi đến trước quan tài đá, hạ thấp người nằm vào, lấy dáng người mảnh khảnh của nàng, miễn cưỡng có thể cho phép nằm xuống được. Khương Phàm ngây ngẩn cả người, thật sự chỉ lớn như vậy. Thần tôn cố ý sao? Mấy ngày trước hắn còn nói lời thề son sắt cam đoan cùng nhạc phụ tương lai, sẽ vĩnh viễn giữ vững khoảng cách 1 mét cùng nữ nhi bảo bối của hắn. Càng không thể đụng một sợi lông nào, nhưng cái này không phải là bày rõ ra để hắn thất hứa sao? Khương Phàm kéo khóe mắt ra, lúng túng nhìn về hướng Đông Hoàng Thánh Kiệt. Đông Hoàng Thánh Kiệt đắng chát lắc đầu, đối với cái quan tài đá này cũng rất bất đắc dĩ. Thần tôn đây rõ ràng là cố ý, cô nam quả nữ chen đến cùng một chỗ, không ra chút chuyện mới là lạ, làm không tốt bộ quan tài này liền thành nơi động phòng của hai người bọn họ. Nhưng đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Lại có thể làm cái gì? Thần tôn thật có lòng. Hướng Vãn Tình cười cười ý vị sâu xa. Lão gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Khương Phàm nói thầm, sau đó đều thu Vãn Tình vào thông thiên tháp, an trí tại tầng thứ 5, sau đó đi đến quan tài đá. An phận chút, chớ đụng lung tung. Đông Hoàng Như Yên giận dữ cảnh cáo, hận không thể đánh cho Khương Phàm bất tỉnh rồi ném vào. Đông Hoàng Lăng Tuyệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, con mắt nộ trừng đều muốn dỉ máu. Khương Phàm bò vào quan tài đá, xin lỗi Đông Hoàng Như Ảnh một tiếng, hai chân chống đỡ dưới đáy quan tài đá, hai tay chống đến hai bên cái cổ Đông Hoàng Như Ảnh, lấy tư thế chống đẩy định ở bên trong. Ngươi yên tâm, ta chịu đựng được, 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Đông Hoàng Như Ảnh quay đầu, yên lặng nhắm mắt lại. Nắp hòm. Khương Phàm ra hiệu với phía ngoài. Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Thánh Thương tự mình nhấc nắp quan tài lên đóng trên quan tài đá, vẫn không quên nhắc nhở. Chú ý phân tắc,
Yên tâm. Khương Phàm còn chưa nói hết lời, nắp quan tài đã đè ở trên người, thân thể không bị khống chế bỗng nhiên chìm xuống, toàn bộ đều ép đến trên cơ thể mềm mại của Đông Hoàng Như Ảnh. Thật mềm, thật ấm. Khương Phàm tranh thủ thời gian xin lỗi, phí sức chống thân thể lên. Nhưng sau khi nắp quan tài khép kín, độ cao trên dưới thật sự là rất miễn cưỡng, hắn cố gắng động thật lâu, mới gian nan tìm được một tư thế lúng túng, để hai bên không đến mức có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào. Xuất phát! Theo tiếng Đông Hoàng Hoa Thanh thét lên ra lệnh, quan tài đá bị nhấc lên, đi đến tế đàn không gian xa xa. Trong quan tài đá không hề tăm tối, mặt trong điêu khắc đường vân giống như là dùng máu tươi thần tôn khắc xuống, tràn ngập huyết khí nồng đậm, cũng khuấy động thần uy cường thịnh, cả tòa quan tài đá chiếu ánh lên, không khí lại có chút giống như động phòng hoa trúc. Khương Phàm nhắm mắt lại, cố gắng duy trì tư thế lúng túng, di chuyển lực chú ý, để tránh lên phản ứng. Từ nơi này đến Thiên Khải Hoàng Thành, chỉ sợ muốn 7-8 ngày, vừa vặn lĩnh hội tầng thứ 5 của Thông Thiên Tháp. Khương Phàm xác thực không nghĩ tới bây giờ liền đăng lâm Thiên Khải, cho nên số tầng nghiên cứu còn mới dừng lại tại tầng thứ 5, nhưng thế sự luôn luôn không vừa ý người, hắn cần tăng nhanh. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, phân biệt là không gian tử nhân, phục yêu không gian, cấm ma không gian, trấn áp chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đồng thời còn có trấn áp truyền thừa đặc biệt. Không gian tử nhân, đơn giản tựa như là một mảnh hải dương xương cốt, mênh mông vô tận, tĩnh mịch lại rét lạnh, cho cốt màu trắng bay là tả đầy trời, mặt đất trồng chất tất cả đều là hài cốt nhân tộc. Tầng thứ 5 này là khi Khương Phàm vừa mới đột phá đến thánh linh cảnh đã mở ra, vẫn chưa kịp nghiên cứu. Bạch cốt, tất cả đều là bạch cốt. Nơi này đã trấn áp qua bao nhiêu người. Ý thức thể của Khương Phàm giống như là một cô hồn, phiêu đãng ở bên trong biển xương trắng xóa. Nhân tộc đều là huyết nhục, không giống núi cao, hà linh, có thể tồn tại vĩnh cửu, cho nên nhân tộc trấn áp ở chỗ này liền sẽ từ từ khô già, tử vong, mục nát, cho đến biến thành bạch cốt. Phàm thai là thánh nhân cho dù bị lột xuống nhục thể, cũng rất khó vĩnh viễn bảo tồn được. Dù sao tòa bảo tháp này là cũng là ở thời kỳ thượng cổ. Còn sót lại đến bây giờ đã mấy chục vạn năm, đầy đủ một ít thánh hoàng di cốt đều đã triệt để mục nát. Thứ có thể bảo tồn lại duy nhất, chỉ có thể là cấp thần linh. Trong này sẽ có thần cốt sao? Khương Phàm đưa ý thức phiêu đãng bốn chỗ, tìm kiếm trong biển xương thật dày, chờ mong có thể có phát hiện gì đó. Cho dù là một khối. Dù sao để có thể bị trấn áp ở chỗ này, khẳng định là nhân vật phi phàm, thần linh đều có thể không phải là thần linh bình thường. Ví dụ như, thái võ nhân hoàng như thế. Khụ khụ, lòng tham. Khương Phàm tỉ mỉ tìm kiếm lấy mỗi một phiến hài cốt, nhưng tiếc nuối là không hề phát hiện được thứ gì. Hài cốt nơi này đều đã không hề có năng lượng. Đại vương, đại tặc, còn có tặc điểu, các ngươi chìm đến tầng dưới chót đào xem, nhìn xem có thần cốt hay không. Khương Phàm chuyển rời long cốt cự ngạc cùng đại vương và tặc điểu đến tầng thứ 5. Đại vương và bọn chúng vừa muốn phàn nàn về hoàn cảnh nơi này, nghe được thần cốt lập tức nâng cao tinh thần. Khương Phàm nói, một người đào sâu một mảnh biển xương, ai có thể đào được coi như của người đó. Ngươi xác định, không chơi xấu. Trong mắt của đại vương đại tặc lập tức chừng đến căng tròn. Nếu như đào được một khối, liền thuộc về các ngươi, nếu như đào được mấy khối, liền chia đều cùng ta. Ngươi thề, ta nói lời giữ lời. Ngươi dùng hướng vãn tình thề, nếu ngươi là chơi xấu, hai ngươi cả một đời không có hài tử. Không đào xéo đi. Đào, không nói không đào thôi. Tính tình nóng nảy thật. Đại vương, đại tặc, tặc điểu, đều hóa thân yêu thể, hoan hô nhào vào biển xương mênh mông. Nơi này thật có thần cốt. Hướng vãn tình sợ hãi thán phục trước thế giới hài cốt vô biên vô tận. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cho chúng nó một chút chuyện làm. Không đào được coi như xong, có thể đào được liền kiếm lợi lớn. Nàng cũng tìm xem nhìn. Còn chàng, ta nghiên cứu truyền thừa nơi này một chút. Chàng không bồi Đông Hoàng Như Ảnh trò chuyện sao? Quá lúng túng, quên đi thôi. Các ngươi bây giờ cũng đã xấu hổ, còn không bằng thừa cơ hội này xâm nhập giao lưu một phen. Hướng Vãn Tình cười nói. Không nên không nên, Đông Hoàng Như Ảnh không giống với những cô nương khác, vẫn không cần mạo phạm. Tùy chàng, dù sao nếu đổi lại là thiếp, thiếp đều là nhẫn nhịn không được dụ hoặc như vậy. Khương Phàm nhắm chặt hai mắt,
tập trung tinh lực nghiên cứu truyền thừa tại tử nhân không gian. Nhưng, sau nửa ngày ngắn ngủi. Ha ha, thần cốt, nơi này có thần cốt. Phát, phát. Một tiếng chu lên quái dị vang vọng trong biển xương mênh mông tại tầng thứ 5. Long cốt cự ngạc giống như nổi điên chạy qua tầng xương thật dày, dọn dẹp ra một mảnh hố to. A, đây là cái gì? Long cốt cự ngạc kích động cứng đờ, kinh ngạc nhìn nguồn sáng trước mặt. Vừa mới là phát giác được ánh sáng ở phía dưới, tưởng rằng chôn giấu lấy cái gọi là thần cốt, kết quả đào lại đào, vậy mà đào ra một cây bút bạch ngọc. Cây bút bạch ngọc này lẳng lặng nằm bên trong đống xương, tỏa ra ý lạnh thấu xương, phía trước là tơ máu nhỏ xíu, ngưng tụ thành đầu bút, lúc sáng lúc tối, giống như là bấc đèn sắp dập tắt. Đây là cái gì? Long cốt cự ngạc mang theo thân thể to lớn dài đến 100 mét tiến tới phía trước cây bút bạch ngọc tinh xảo, giống như là đang ngó chừng hạt gạo, này. Phát hiện bảo bối. Khương Phàm đưa ý thức thể giáng lâm đến nơi đây. Không có. Long cốt cự ngạc một ngụm nuốt cây bút kia vào, ừng ực nuốt xuống. Ngươi ăn cái gì, những thứ kia không thể nào ăn bậy. Không ăn cái gì, đói bụng, gặm chút xương cốt. Thần cốt. Nào có thần cốt, những xương cốt này cũng không biết đã bao nhiêu năm, đụng một cái liền vỡ thành bụi. Long cốt cự ngạc đột nhiên kéo căng, con mắt loạn chuyển, thể hiện đau đớn. Ngươi thế nào, phun ra. Không có gì. Phun ra. Thật không có, a. À. Nó hét thảm một tiếng, cây bút bạch ngọc long cốt cự ngạc nuốt vào trong bụng lại bị phun ra. Bút tỏa ánh sáng đại thịnh, đầu bút nhấc lên huyết khí nồng đậm, mà toàn thân long cốt cự ngạc đều run rẩy, tinh thần uể oải, giống như là bệnh nặng một trận. Đây là sinh tử bút. Khương Phàm đại hỉ, tranh thủ thời gian cầm lên. Vừa rồi hắn mới nghiên cứu, trong truyền thừa đề cập tới dùng sinh tử bút phán sinh tử, hắn còn đang phỏng đoán có phải dùng năng lượng ngưng tụ sinh tử bút hay không, không nghĩ tới lại có sẵn. Đây là thứ quỷ gì? Long cốt cự ngạc suy yếu lại khiếp sợ, thứ này lại cướp đoạt rất nhiều tinh lực cùng khí tức sinh mệnh của hắn, giống như trong lúc bất chợt đã già nua đi mấy chục tuổi. Sinh tử bút của không gian tử nhân, có thể người kéo tới nơi này thẩm phán sinh tử, huyết nhục vỡ vụn, độc lưu hài cốt. Hắc hắc, ngươi hẳn là may mắn khi ngươi là yêu, nếu không thì vừa rồi hẳn là có thể trực tiếp phán ngươi sống chết. Đại gia ngươi, ngươi cũng không có nói trong này có đồ nguy hiểm như vậy. Tiếp tục đào. Thứ này thuộc về ta. Khương Phàm dùng ý thức thể đưa sinh tử bút rời khỏi, hài lòng nghiên cứu. Sinh tử bút, nắm chặt nó, chẳng khác nào nắm chặt quyền sinh sát tại không gian này. Nếu xem nơi này như chiến trường, hắn chính là chúa tể ở chỗ này. Trách không được đầy đất đều là bạch cốt, thì ra đám người này bị vây ở chỗ này đều bị đánh nát huyết nhục. Nếu như không gian tử nhân tầng thứ 5 có sinh tử bút, không gian yêu ma phía trên kia thì sao? Chẳng phải cũng có bảo khí chấn áp tương tự. Thông Thiên Tháp không hổ là siêu cấp luyện ngục của thượng cổ thần đình, không hổ là thần binh có thể chống đỡ được Liệp Thần Thương. Trong ý thức Khương Phàm đang vui mừng, trong miệng lại hắc hắc vui ra tiếng. Trong quan tài đá Đông Hoàng Như Ảnh đang yên lặng nằm đấy, tận lực để cho tâm mình không có tạp niệm, vượt qua đoạn lữ trình lúng túng này. Nhưng bất thình lình xuất hiện một nụ cười ta, để tâm cảnh nàng cố gắng giữ vững trong nháy mắt lại nổi lên gợn sóng. Buồn cười sao? Đông Hoàng Như Ảnh ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh không còn dịu dàng như thường ngày, mà mang theo vài phần lạnh nhạt. Sao? Khương Phàm hoàn hồn, kỳ quái nhìn má ngọc hoàn mỹ ở gần trước mặt. Đông Hoàng Như Ảnh đưa đôi mắt xanh lạnh, đón đôi mắt sáng tỏ kia của Khương Phàm. Hai người thực sự cách quá gần, sau khi mặt đối mặt đều không đủ một bàn. Còn có thể hô hấp đến hơi thở của nhau. Cô vừa mới nói chuyện. Khương Phàm cố gắng nâng cao cổ, tận lực để cho mình không mạo phạm đến đối phương. Đông Hoàng Như Ảnh yên lặng nhìn nam tử trước mặt, tâm bình tĩnh biển nổi lên tầng tầng gợn sóng, thực sự không cách nào bình tĩnh được. Nàng là từng sinh ra hiếu kỳ đối với nam tử này, nhưng chỉ như thế mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có quan hệ khác. Nàng càng không nghĩ tới cuộc đời mình lại trải qua cảnh ngộ như thế này. Nàng rất kháng cự nổi lên từ sâu trong nội tâm. Nàng thậm chí không rõ, thần tôn mà nàng một mực kính úy tại sao lại phải làm an bài như vậy. Chuyện này giống như đối với thần tôn mà nói là rất quan trọng, đây đối với phe phái Đông Hoàng mà nói càng quan trọng hơn, nhưng duy chỉ có đối với nàng, không công bằng.
Khương Phàm nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ kiều diễm, hít thở lấy mùi thơm nồng đậm, cảm nhận được nhiệt ý từ Đông Hoàng Như Ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, trong hoảng hốt còn có chút mê say. Không thể không thừa nhận, Đông Hoàng Như Ảnh quá đẹp, là một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp ưu nhã tài trí, một vẻ đẹp ôn nhuận cao quý, loại mị lực tán phát từ trong ra ngoài kia, càng có thể khuynh đảo bất kỳ nam tử nào, càng có thể làm cho tất cả nam tử sinh ra lòng hâm mộ mà nhìn lên. Trước đó Khương Phàm rất thưởng thức nữ tử này, ở chung cũng rất tốt đẹp, không có bất kỳ tạp niệm gì. Nhưng, giờ phút này hai người đang thật sự mặt đối mặt, cơ hồ muốn chen cùng nhau, trong thưởng thức thuần túy lại tại lúc bất chi bất giác dụ phát thêm sự sao động lạ kỳ. Khương Phàm, dù sao cũng là một nam tử huyết khí phương cương. Đông Hoàng Như Ảnh, càng là một mỹ nhân tuyệt diệu đẹp đến mức để cho người ta hít thở không thông. Cho nên, Khương Phàm nhìn một chút, toàn thân lại dần dần khô nóng, bộ vị bắt đầu khôi phục. Đông Hoàng Như Ảnh chịu không được ánh mắt nóng bỏng kia của Khương Phàm, nàng liền quay đầu đi, thản nhiên nói. Phụ thân đã chuyển lời ngươi nói cho ta, cảm ơn ngươi tôn trọng, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được. A, nha, đương nhiên, ta đương nhiên. Khương Phàm liên tiếp hít một hơi, cố gắng khắc chế. Đông Hoàng Như Ảnh hơi nhíu mày, vừa nói tôn trọng, một bên đã thô lỗ hô hấp lấy mùi của nàng. Đây coi là nói được thì làm được cái gì chứ? Mà, thân thể còn lại gần rồi. Nàng cảm giác chân Khương Phàm giống như đang từ từ rơi xuống. Ngươi làm gì, chống đỡ? Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật có lỗi, thật có lỗi. Khương Phàm càng là khắc chế, kết quả khôi phục càng mãnh liệt. Dịch chuyển chân khỏi. Đông Hoàng Như Ảnh bất an vặn vẹo hai cái chân thon dài. Đừng động. Dịch chuyển khỏi. Đừng động, ta bảo cô đừng động. Khương Phàm đột nhiên gầm nhẹ, nghiêm khắc quát tháo. Ngươi dám mạo phạm, bây giờ ta liền giết ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn hằm hằm Khương Phàm. Cô, đừng động là được rồi. Trước tiên lấy chân của ngươi ra. Đông Hoàng Như Ảnh tức giận một tay đẩy đi qua, kết quả. Thân thể hai người đồng thời cứng đờ, tiếp đó hai khuôn mặt đều đỏ như quả táo. Ngươi khắc chế cho ta. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Đang khắc chế. Khương Phàm lúng túng chuyển mặt đến bên cạnh, trong lòng lại đang mắng Cửu Thiên Thần Tôn lật trời, tiểu lão đầu khẳng định là cố ý. Gấp làm gì, từ từ phát triển không tốt sao? Thiên môn trung ương kết nối với tế đàn hạ giới, ở vào trung vực. Thiên trụ sơn. Nghe nói nơi này từng là một trong những trụ lớn thế giới ban đầu sinh ra rất nhiều kình thiên, lại còn là cái cây quan trọng nhất kia. Sau khi lục địa kịch biến, phân liệt thành Cửu Châu, trụ trời ở các nơi lần lượt sụp đổ, chỉ còn lại 9 tòa kết nối với Thiên Khải chiến trường. 9 cánh cửa kết nối với Thiên Khải chiến trường, cũng chính là đỉnh trụ trời diễn biến mà thành. Lại về sau, khi thiên môn trung ương của Thiên Khải bị phá hư, căn trụ trời quan trọng nhất này đã bị hủy diệt, chỉ còn lại cơ sở ở phía dưới. Cũng may mà cây trụ trời này đủ mạnh, có thể miễn cưỡng sinh ra liên hệ cùng Thiên Khải. Trải qua hậu thế không ngừng cố gắng, một lần nữa ký kết con đường không gian. Khi đội ngũ thần giáo đến nơi này, thông thiên tháp tại cổ áo Khương Phàm lập tức xuất hiện phản ứng vi diệu, cứ như là đang muốn thức tỉnh. Nhanh nhanh nhanh, lên phản ứng. Không phải ta, là thông thiên tháp lên phản ứng, a, à, thật nóng. Vô sỉ, ngươi im miệng. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ giận dữ muốn chết, cố gắng bình phục tâm cảnh, khống chế thần huyết trải rộng trong quan tài đá. Kích phát uy lực pháp trận, ngăn cách liên hệ giữa thông thiên tháp cùng di tích thiên trụ ở bên ngoài. Huyết khí nồng đậm từ nở rộ huyết văn, như biển máu bao phủ lấy Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh. Đây là thần huyết tươi sống, có được thần uy đặc biệt, cũng tràn ngập năng lượng tinh khiết. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh cũng nhìn không được mà hít sâu mấy ngụm, hấp thu thần huyết giống như bảo dược. Nhưng, huyết khí nhập thể, lập tức sao động máu của bọn hắn. Toàn thân đều trở nên nóng bỏng. Chuyện này vốn cũng không có gì, tình huống bình thường có thể tẩm bổ huyết nhục, còn có thể tăng lên tu luyện, là cơ duyên tuyệt hảo. Nhưng, tình cảnh bây giờ lại quá khéo léo. Toàn thân Khương Phàm sôi trào nhiệt huyết, nóng hổi khô nóng, nhìn lại dung nhan kiều diễm ướt át tuyệt lệ ở trước mặt, cảm nhận được thân thể uyển chuyển ở dưới thân, hô hấp của hắn không bị khống chế mà dồn dập lên, con mắt đều nổi sáng lên, trong lồng ngực cuồn cuộn sao động như dã thú.
hận không thể đều muốn hung hăng, ăn miếng thịt mỡ, ở gần bên miệng. Đông Hoàng như ảnh huyết khí nóng hổi, ý thức đều có chút hoảng hốt, cảm nhận được ánh mắt xâm lược kia của nam tử trên thân mình, hô hấp dồn dập, còn có bộ vị bành trướng khôi phục, trong lòng rung động, trong hơi thở vậy mà không thể tưởng tượng nổi phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thanh âm rất yếu ớt, rất nhẵn mịn, lại giống như là chiến trường đột nhiên thổi lên tiếng kèn lệnh cao vút. Khương Phàm đã nhẫn nhịn một đường, thật sự không khống chế nổi, trong cổ họng lăn ra tiếng gào trầm thấp, không còn chèo chống thân thể, toàn bộ đều đập xuống, há mồm liền cắn thịt mỡ, thô lỗ gặm cắn. Đông Hoàng như ảnh hô hấp dồn dập, suýt chút nữa liền muốn luân hãm, nhưng tiếng đánh đến từ phía ngoài đã đánh thức Đông Hoàng như ảnh. Súc sinh! Đông Hoàng như ảnh đột nhiên nâng chân, dùng hết sức lực toàn thân, hăng chính đánh một kích về phía vị trí kia của Khương Phàm. À! Một tiếng hét lớn, Khương Phàm lập tức tắt lửa, khuôn mặt vặn vẹo nằm sấp trên người Đông Hoàng như ảnh. Thùng thùng, Đông! Bên ngoài quan tài đá đang dồn dập gõ. Các ngươi đang làm gì? Làm chính sự. Lan Quỳ gào thét mang theo sự tức giận. Bởi vì, quan tài đá trước đó còn rất bình thường. Trong lúc bất chợt lại nở rộ lên minh mông cường quang, bò đầy huyết văn quỷ dị, mãnh liệt sinh ra phản ứng cùng di tích thiên trụ ở trước mặt bọn hắn. Di tích thiên trụ minh mông ngàn dặm, trải rộng lít nha lít nhít phù văn phức tạp, giống như một phiến hải dương pháp trận, minh mông mà vô tận, càng dâng lên lấy năng lượng cuồng chiều đến ngập trời, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy khung trời nguy nga. Nhận thông thiên tháp trong quan tài đá kích thích, di tích thiên trụ lại xuất hiện lắc lư yếu ớt. Phù văn vô biên vô tận cùng con đường không gian tuôn ra ngập trời, càng là xuất hiện vặn vẹo quỷ dị. Trong quan tài đá, Đông Hoàng như ảnh cưỡng ép ổn định cảm xúc, kích ra thần huyết, ngăn cách khí tức thông thiên tháp. Khương Phàm đau rát, nhưng miễn cưỡng xem như tỉnh táo lại, cũng cố gắng khống chế thông thiên tháp, áp chế cái sự sao động muốn thức tỉnh kia. Dưới sự cố gắng phối hợp của bọn hắn, rốt cuộc thông thiên tháp cũng ổn định lại, phía ngoài quan tài đá cũng đã an tĩnh. Di tích thiên trụ hơi rung nhẹ cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn người Đông Hoàng Thánh Kiệt ở phía ngoài thoáng thở phào, nếu quả thật nếu là sinh ra liên hệ, bọn hắn liền toàn bại lộ. Trong quan tài đá, Đông Hoàng như ảnh cũng toát ra mồ hôi lạnh, tiếp theo liền muốn toàn thân toàn ý khống chế huyết văn, lại đột nhiên phát hiện, tên hỗn đản Khương Phàm này lại còn nằm nhoài trên người nàng. Đứng lên, chống đỡ cho tốt. Ta phế đi. Khương Phàm gian nan chống thân thể lên, đau đến nhe răng nhếch miệng. Đáng đời, còn dám loạn động, ta thiến ngươi. Đông Hoàng như ảnh xấu hổ giận dữ quát tháo. Đông Hoàng như ảnh, cô là thật hung ác, cô, mẫu thân nó, không cần, người khác vẫn chờ sử dụng đây. Hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, ngươi, dịch chuyển khỏi A. Sưng lên, là sưng lên, sưng to lên, không phải phản ứng. Ngươi, thùng thùng. Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đánh, nhắc nhở bọn hắn giữ vững tinh thần, khống chế thông thiên tháp, bởi vì ba động vi diệu vừa rồi đã kinh động đến chấn thụ gần Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện, giờ phút này đang vượt qua trời cao, xông lại phía bọn hắn nơi này. Hai vị phó giáo chủ, đã lâu không gặp, các người đây là muốn lên thiên khải chiến trường sao? Chấn thủ Chu Thiên Thần Điện đuổi tới đầu tiên, hắn là một cường giả thánh linh cảnh quy ẩn mấy trăm năm, tên là Loan Cách. Từng là nhị trưởng lão tiền nhiệm, bây giờ là thời kỳ đặc thù nên được mời đi ra, tỏa trấn tế đàn chỗ này. Tới đây không phải lên thiên khải còn có thể đi đâu. Đông Hoàng Hoa Thanh cố ý xếp đặt ra thái độ lạnh lùng. Ha ha, đừng hiểu lầm, chỉ là quan tâm một chút. Các ngươi phong giáo hơn 2 năm, một mực không có tin tức gì, các lão bằng hữu đều rất lo lắng. Chu Thiên trấn thủ Loan Cách mang theo nụ cười trên mặt. Nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn quan tài đá. Có thể làm cho hai vị phó giáo chủ tự mình khiêng, khẳng định rất tôn quý, chẳng lẽ là di cốt thần tôn? Bảo vệ tốt nơi của chính các ngươi. Đông Hoàng Hoa Thanh đang muốn rời khỏi, chấn thủ quang mang thần điện giống như một thanh quang mang thần kiếm vạch phá không gian, kéo đến trước mặt bọn hắn. Vị chấn thủ này cũng là thánh linh quy ẩn của quang mang thần điện, tên là Bùi Quân. Theo kịch biến dung chuyển tại Thiên Khải cùng hạ giới. Những lão gia hỏa bọn hắn này cơ hồ đều đi ra. Bùi Quân nhìn quan tài đá, lại đánh giá ánh mắt đội hình cường giả, trên mặt cũng mang theo nụ cười, lại nói. Hơn 2 năm không nhìn thấy Cửu Thiên Thần Giáo ra ngoài rồi, lần này đăng lâm Thiên Khải là vì chuyện gì vậy? Cửu Thiên Thần Giáo làm việc,
còn cần báo cáo Đại Quang Mang Thần Điện các ngươi. Hoa Thanh Phó Giáo Chủ không cần mâu thuẫn, các lão tổ thần điện chúng ta đều tự mình thụ ý, cung cấp trợ giúp đủ khả năng cho Cửu Thiên Hoàng Thành các ngươi tại Thiên Khải chiến trường, tận lực cùng tiến cùng lui, bảo vệ địa vị của Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền chúng ta. Lần này các ngươi đang lâm Thiên Khải là có hành động gì sao, có thể thông báo một tiếng, chúng ta sẽ cố gắng phối hợp hết sức. Cung cấp trợ giúp, ha ha, nói thật dễ nghe. 2 năm trước đám hung thú kia vây công Cửu Thiên Hoàng Thành tại Thiên Khải, các ngươi ra tay trợ giúp rồi. Các ngươi cùng tiến cùng lui rồi. Lúc ấy không biết tình huống cụ thể của các ngươi, đều nghĩ đến đám các ngươi có thể tùy tiện ứng phó. Nhưng bây giờ, Cửu Thiên Thần Tôn đã chết, thần giáo thế yếu, chúng ta cùng là Chí Tôn Thương Huyền, có trách nhiệm giúp đỡ một tay. Chẳng may các ngươi đổ, giới tôn 4 bề Thương Huyền này chỉ còn 3. Bùi Quân mang theo nụ cười trên mặt, nhưng ngữ khí cũng rất không tôn trọng. Dù sao Cửu Thiên Thần Giáo đã không có thần linh, không có tư cách lại bình khởi bình tọa cùng Chí Tôn Hoàng Đạo khác, bọn hắn không có thừa cơ nuốt Cửu Thiên Thần Giáo, cũng là bởi vì cục diện bây giờ rất mẫn cảm, một là không nguyện ý Cửu Thiên đẩy lên trận doanh cho Khương Phàm, hai là Thương Huyền cần đội hình 4 Chí Tôn Hoàng Đạo uy hiếp Bát Bộ Hoàng Đạo, trấn nhiếp Thiên Khải. Đông Hoàng Hoa Thanh cố ý rằng co. Chúng ta tự có sắp xếp của mình, không cần thương lượng cùng các ngươi. Chúng ta có thể ứng phó cục diện trước mắt, cũng không cần sự trợ giúp của các ngươi. Nếu như không có chuyện gì, xin tránh ra. Hoa Thanh Phó Giáo Chủ, chúng ta chỉ là có ý tốt. Lòng ta xin nhận, tránh ra. Chờ một chút, rốt cuộc bên trong quan tài đá này của các ngươi. Có tin ta ném ngươi tới hư không loạn lưu hay không? Tại mảnh này tế trận không gian, ta giết ngươi như giết chó. Tránh ra. Đông Hoàng Hoa Thanh chợt quát một tiếng, cùng Lan Quỳ khiêng quan tài đá đi đến lãnh địa tế đàn thuộc về Cửu Thiên Thần Giáo. Bùi Quân khẽ nhíu mày, nhưng không có lại tiếp tục ngăn cản. Mảnh di tích ngàn dặm này trải rộng pháp trận không gian phức tạp mà mênh mông, năng lượng không gian cường hoành đến khủng bố, thực lực Đông Hoàng Hoa Thanh ở chỗ này thật đúng là có thể nghiền ép tất cả bọn hắn. Cửu Thiên đã chết, còn cuồng cái gì? Bùi Quân khinh thường hừ một tiếng. Năng lượng của bộ quan tài đá kia rất mạnh, cách nắp quan tài đều có thể cảm nhận được thần uy. Loan Cách nhìn qua đội ngũ Cửu Thiên biến mất trong sương mù, hồi tưởng đến quan tài đá vừa rồi mình mới dò xét. Bên trong có huyết khí rất đậm. Hai vị phó giáo chủ đồng thời áp giải, hẳn là bộ phận di thể nào đó của Cửu Thiên Thần Tôn, muốn vận đến Thiên Khải Cửu Thiên Hoàng Thành tăng cường phòng ngự. Di cốt của Cửu Thiên Thần Tôn sao, đồ tốt. Đồ là đồ tốt, nhưng bây giờ còn không thể đụng đến Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn, mà hư thiên linh văn tiến đến cảnh giới thần linh càng khó hơn lên trời. Cửu Thiên Thần Tôn lúc ấy xem như là một kỳ tích, phía sau cũng không thể nào lại có càng nhiều kỳ tích. Ha ha, Cửu Thiên Thần Giáo bây giờ đã coi như là quỳ xuống, khoảng cách ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Quân cười lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại lãnh địa trấn thủ của riêng mình, thuận tiện sắp xếp người trở về thông báo chuyện này. Thời gian qua đi 2 năm, Cửu Thiên Thần Giáo một lần nữa bố cục Thiên Khải, chuyện này cần coi trọng. Đông đông đông. Đông Hoàng Hoa Thanh đập quan tài đá, nhắc nhở Khương Phàm cùng Đông Hoàng Hoa Thanh ở bên trong muốn chính thức tiến con đường không gian. Đừng lại đùa nghịch lưu manh, nếu không chúng ta đều phải chết. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm, con đường không gian cực kỳ nguy hiểm, rất không ổn định, nếu như lại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn rất có thể sẽ bị lưu vong thâm không toàn bộ. Như Ảnh cô nương, ta đùa nghịch qua lưu manh sao? Đó cũng là phản ứng bình thường. Trách nhiệm là tại cô, ai bảo cô dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nếu như toàn bộ hành trình ta cũng không có chút phản ứng, chẳng phải là rất không tôn trọng đối với cô sao? Sắc mặt Khương Phàm âm trầm xuống, còn đang canh cánh trong lòng vì vừa mới bị thương. Im miệng, chớ nói chuyện với ta. Đông Hoàng Như Ảnh nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, tận lực khống chế phù văn thần huyết. Khương Phàm đột nhiên nắm tay nâng lên, gian nan ngả vào phía dưới. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức mở mắt ra, ánh mắt như đao, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Chớ khẩn trương, ta lấy một thứ. Khương Phàm phí sức kéo xuống mảnh vải đầu, chuyển đến phía trên. Ngươi làm gì? Đắp lên mặt cô, mắt không thấy, tâm không khô. Ngươi xé từ chỗ nào? Y phục của ta. Hỗn đản, đây là y phục của ta, ngươi không nhìn thấy có thêu hoa sao? Ta cũng không nhìn thấy phía dưới,
tiện tay xé. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn xuống tức giận, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên chú ý tới che ở trên mặt trên vải đặc biệt thêu hoa, suýt chút nữa bão nổi. Ngươi xé quần ta. Váy thôi, cô quần mặc bên trong sao? Quần của ta. Ta nói, sao lúc xé lại trơn mượt như thế? Khương Phàm, ngươi lại tên bại hoại cặn bã. Ai bảo cô làm ta bị thương, đây là trả thù. Tên hỗn đản ngươi, có phải ngươi phải là nam tử hay không, có ngươi chút phong độ thân sĩ hay không? Cô cũng phế ta đi, ta còn cần phong độ cùng ngươi cái rắm. Đông đông đông, chuẩn bị xong. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng gõ. Ta hận ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh cố gắng bình phục tốt tâm tình, gõ ba tiếng đối với quan tài đá, ra hiệu chuẩn bị xong. Trèo lên thiên khải. Đông Hoàng Hoa Thanh cao giọng thét lên ra lệnh, dẫn dắt đội ngũ bước vào tế trận không gian tràn ngập ánh sáng, lao tới thiên khải. Thiên khải chiến trường nằm ở trên thế giới, trong không gian hư vô vô tận diễn biến phức tạp, tương đương với thế giới diễn sinh bên ngoài thế giới. Không có ai biết nơi này là hình thành như thế nào, bởi vì bên trong tư liệu lịch sử không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Nhưng năng lượng tự nhiên nơi này lại cực kỳ nồng đậm. Cứ như uy lực tự nhiên tại Cửu Châu Thập Tam Hải không ngừng liên tục hội tụ đến nơi này, để năng lượng trong này đạt đến mức nhiều hơn hạ giới gấp 10 lần. Cho nên, năng lượng tại Thiên Khải chiến trường mới có thể cam đoan một ít thánh linh phát huy ra thực lực chân chính, cũng có thể cam đoan thánh linh tu luyện tốt hơn. Trừ cái đó ra, Thiên Khải chiến trường còn có 5 nơi quỷ dị nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu kích thích cường tộc Thương Huyền tụ tập ở nơi đây. Nơi thứ nhất, nơi này tràn ngập thời không loạn lưu. Thần bí mà quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ thất lạc bảo vật biến mất trong lịch sử, thậm chí có thể bay xuống lực lượng tượng trưng cho vĩnh sinh. Nơi thứ hai, nơi này xuyên suốt lấy hư vô vô tận, thỉnh thoảng sẽ có tinh thần loại hình kỳ diệu xẹt qua, nếu như có thể chặn được, chính là siêu cấp cơ duyên. Nơi thứ ba, nơi này sẽ không xác định được thời gian, không xác định được địa điểm, hiện ra mê quang thần bí khó lường, một khi đạt được, cũng hòa tan vào thân thể, liền sẽ có được truyền thừa cực kỳ cường đại. Ví dụ như, siêu cấp bí thuật chấn kinh qua một thời đại nào đó, cũng ví dụ như lực lượng thần bí chưa bao giờ xuất hiện qua. Nơi thứ tư, không gian thần bí này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng vặn vẹo không tưởng tượng được, lập tức biến rừng rậm mênh mông trong vòng một đêm thành hoang mạc, ví dụ như vạn con sông ngòi đột nhiên đột ngột biến thành dãy núi rộng lớn, ví dụ như hoang dã mênh mông lại hóa thành biển nham thạch nóng chảy, thậm chí đại dương mãnh liệt lại đột ngột trở thành hoang mạc. Nơi thứ năm, mỗi khi hư vô minh mông biến thành màu máu vô tận, tất cả cường tộc tại Thiên Khải chiến trường đều như lâm vào vô tận bạo loạn, lâm vào bên trong giết chóc kinh khủng. Tóm lại nơi này quỷ bí mà nguy hiểm, nơi này tràn ngập cơ duyên cũng nương theo nguy cơ, nơi này là nơi thần bí có nguy cơ lớn nhất thế giới này, nhưng cũng là vùng đất bảo tàng để tất cả cường giả chạy theo như vịt ở thế giới này. Từ xưa đến nay, hạ giới gần như không thể nào sinh ra thánh hoàng bình thường, mà cơ duyên nơi này lại có thể tạo nên thần linh. Cửu Thiên Hoàng Thành. Nơi này là lãnh địa của Cửu Thiên Thần Giáo, lơ lửng tại hư không, giống như là một ngọn núi cao treo ngược, bị tầng tầng pháp trận bao quanh, phạm vi thành chỉ kém xa hạ giới, nhưng vẫn có hơn 80 dặm. Bởi vì Thiên Khải chiến trường thường xuyên biến dạng mặt đất, tất cả hoàng đạo chủ hoạch kiến lập hoàng thành, không phải lơ lửng tại hư không, thì chính là kiến tạo tại một ít nơi đặc biệt ổn định. Phóng xuất bọn hắn. Một thanh âm hùng hậu truyền vào quan tài đá. Chờ một lát, trong quan tài đá truyền ra âm thanh quát lớn, rõ ràng có chút lo lắng. Đông Hoàng Thánh Kiệt vừa muốn xốc nắp quan tài lên thì tay đã tranh thủ thời gian ngăn chặn lại, cùng Đông Hoàng Thánh Thương ở trước mặt đụng đụng ánh mắt, thể hiện lập tức quái dị. Đại điện Cửu Thiên tượng trưng cho vùng đất tôn quý nhất Hoàng Thành, cứ như vậy mà lâm vào bên trong an tĩnh đến quái dị. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh vừa mới đến dần xấu hổ, mà các chấn thủ tự mình tiếp đãi cũng thể hiện đặc sắc lên. Hắn ở bên trong làm gì? Người nói chuyện chính là một vị lão nhân tóc trắng phơ, mặc dù nhìn tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần lại quắc thước, thân hình hùng tráng, tràn ngập một loại khí thế cuồng bạo oai hùng. Hắn chính là Đông Hoàng Càn, là biến cố, là tồn tại không yên lòng nhất trong lòng Cửu Thiên Thần Tôn, cũng là lão tổ tông, bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo công nhận mới, tân giáo tôn. Dù sao đệ tử bình thường cũng đều nghĩ rằng thần tôn đã chết thật, các cao tầng biết tình hình thực tế cũng biết thần tôn thật không còn sống được bao lâu nữa, cho nên để dẫn dắt thần giáo trong một thời gian tiếp theo, dĩ nhiên chính là vị thánh hoàng còn sót lại này.
rất nhiều người đối với đã bắt đầu đổi tên xưng hô hắn là Cửu Thiên Giáo Tôn. Bên trong còn có Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Hoa Thanh cung kính hành lễ, vị lão tổ tông này tính tình nóng nảy, không dễ nói chuyện giống như thần tôn, hắn không dám mạo phạm. Như Ảnh, đệ tử ngươi mới chiêu kia. Chính là nàng. Thần tôn có ý gì? Đưa Khương Phàm đi lên, còn phải phối một nữ oa hầu hạ. Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta hèn mọn đến loại trình độ này. Lão tổ, không phải chúng ta vừa nói rồi sao, hai bên thông gia. Nhà nữ, chính là Đông Hoàng Như Ảnh. Thần tôn tự mình chỉ định. Chỉ định ngay tại chỗ, không có thương lượng cùng chúng ta. Lan Quỳ không che giấu bất mãn của hắn chút nào. Chỉ một người, không có Lan gia. Không có. Thần tôn đang làm cái gì, đây không phải tạo phiền phức cho ta tiếp quản thần giáo sao. Nữ oa Lan gia các người đâu, nhét đến đi. Hắn lên đời chính là một tên sắc du côn, nắm một nắm lớn nữ tử, các người chọn người xinh đẹp nhất, đưa bên trong bồi tiếp đi chứ. Chỉ cần bụng lớn, hắn có thể không cần, hắn dám không cần. Đám người run rẩy khóe mắt, nhao nhao cúi đầu, không dám nói lung tung. Đông Hoàng càn đi lòng vòng quanh quan tài đá. Bên trong, tranh thủ thời gian kết thúc, chính sự quan trọng. Đông Hoàng Thánh Kiệt cau mày, chẳng lẽ bên trong thật không khống chế nổi. Nhưng trên đường cũng không nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt mà. Thùng thùng, trong quan tài đá truyền đến tiếng gõ. Đông Hoàng càn cười hắc hắc, bắt lấy quan tài đá hô nhấc lên. Khương Phàm từ bên trong chống người lên, thể hiện xấu hổ, từ lần đầu tiên có phản ứng, thì về sau thật không khống chế nổi, thỉnh thoảng sẽ bị kích thích. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy rời khỏi, đứng ở bên cạnh phụ thân, cứ việc cố gắng bình tĩnh, nhưng má ngọc vẫn đỏ rực. Lan Nặc thản nhiên liếc mắt nhìn, lưu ý đến váy áo xốc xếch của nàng, nơi đó. Lại bị xé mất. Ha ha, nhìn rất thanh cao. Không nghĩ tới. Khương Phàm thật sự là một tên xúc sinh, vừa bắt đầu đã xét mất y phục người ta. Hắn, khụ khụ. Đông Hoàng Thánh Kiệt muốn hỏi tình huống một chút, nhưng thực sự mở miệng không nổi. Ha ha, phần thiên thần hoàng, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã 1000 năm, còn nhớ ta không? Đông Hoàng Càn, đệ nhất thiên tài Cửu Thiên Thần Giáo năm đó, bây giờ. Ha ha, Thánh Hoàng. Đông Hoàng Càn cởi mở cười to. Không đợi Khương Phàm đáp lại đã liền ôm chặt lấy, vỗ vỗ phía sau lưng. Thanh âm bình bịch giống như gõ trống, đập đến Khương Phàm sôi trào khí huyết. Khương Phàm cũng cởi mở cười to. À, là ngươi sao, nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử táo bạo năm đó đùa giỡn qua nữ tử của Tu La, bị Tu La một đường giết đến địa ngục, cuối cùng trốn về thần giáo, 2 năm không dám lộ diện. Sau này 18 tộc thiên khải hỗn chiến. Bị trọng điểm chiếu cố, hoảng hốt chạy bừa lung tung diễn biến đạo ngấn, một đầu đụng trong mông đít long nữ, náo thành xâm phạm. Long nữ treo giải truy nã trên trời, thề phải chặt đầu ngươi. Còn có lần kia huyết quang dọi khắp thiên khải, bách tộc hỗn chiến, ngươi nổi điên bạo tẩu, người khác hướng đông, người hướng tây, gọi đều gọi không nổi, người một đường ngao ngao gọi bậy vọt vào ma tộc, kết quả bị bắt sống, là thần tôn tự mình ra mặt, tốt xấu chuộc ngươi về. Còn có. Hết rồi. Đông Hoàng càn sầm mặt lại, quát lớn răn dậy. Còn gì nữa không, thật nhiều. Ta nói hết rồi. Có rất nhiều, kiếp trước ngươi cho kiếp sống chinh chiến của ta tăng thêm không ít niềm vui thú, ký ức khác rất sâu. Khương Phàm ha ha cười, quay đầu hỏi bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh. Còn muốn nghe không, ta chỗ này còn có nhiều lắm. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh toàn thể cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt cụp xuống. Nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, cố nén ý cười. Thì ra lão tổ còn có sự thích huy hoàng bực này. Đụng cái mông long nữ. T, không gian đạo ngấn này làm thật vi diệu. Đông Hoàng càn tiến đến trước mặt Khương Phàm, hung tợn nói. Lão phu có lòng hoan nghênh, ngươi dám vạch trần điểm yếu của ta. Không sợ ta ném ngươi ra. Khương Phàm vỗ vỗ cái mặt mo trước mặt, cười nói. Nếu như không muốn thần tôn trước khi đi đều thuận đường mang ngươi đi, ngươi liền phối hợp với ta cho ta. Lão đầu nhi lớn tuổi, làm việc càng ngày càng câu nệ, mọi chuyện thuận theo ngươi, lão phu thì không, ngươi còn chọc ta tức giận, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Cái mặt mo của Đông Hoàng càn hiện lên vẻ dữ tợn, tiếp đó lại vỗ bả vai Khương Phàm cởi mở cười nói. Trên đường vất vả, tới đây,
cầm mấy viên đan dược điều dưỡng cho phần thiên thần hoàng chúng ta, nhìn trên khuôn mặt này đều đổ mồ hôi. Thuận tiện làm cho Như Ảnh bát thuốc giữ thai, đây chính là hoàng trùng. Giữa chúng ta đều không có xảy ra chuyện gì cả. Ha ha, ngươi là tên khốn, nhắc đến liền trở mặt. Ta cảnh cáo ngươi, đây là cô nương của cửu thiên thần giáo chúng ta, nếu ngươi dám không chịu trách nhiệm, lão phu ngươi nhét trong mông đít cự long, làm cái dám mà phóng. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này sống uổng phí 1000 năm này, tính tình không có thay đổi một chút nào, ngược lại càng khoa trương. Trách không được thần tôn vội vã tạo thần, lão đầu nhi này thật cần phải có người đè ép, nếu không thần giáo liền xong rồi. Nhà đầu kia, tên Như Ảnh đúng không? Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần lão phu còn một hơi thở thì không thể để cho ngươi chịu chút uất ức nào tại Khương gia hắn. Còn nữa, Lan gia kia, chọn mấy nữ hài nhi ra dáng, thêm đến bên trên hiệp nghị, làm bạn cho nhà đầu Như Ảnh. Ngươi dừng lại, ta đều đã thương lượng xong cùng thần tôn, ngươi chớ làm loạn. Thần tôn là thần tôn, ta là ta. Ngươi hợp tác cùng thần tôn, liền theo thần tôn đến, ngươi muốn hợp tác với ta, liền theo ta tới. Khương Phàm lập tức nghiêm túc. Đông Hoàng Càn, ngươi an phận một chút cho ta không phải đến hổ nháo cùng ngươi. Đông Hoàng Càn đáp lễ không chút khách khí. Giả vờ cái gì, nhìn ngươi cái dạng này, ta nhìn đến liền tức giận. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý đưa nha đầu thần giáo đến trong ngực ngươi cho ngươi trà đạp. Đừng cho lão tử được tiện nghi còn khoe mẽ. Sắc mặt Khương Phàm căng cứng, đối với hợp tác giữa hai bên đã tràn ngập sầu lo. Các cao tầng thần giáo đứng trong điện toàn bộ vẫn đều cúi đầu, cũng không dám loạn thở. Đối với thần tôn, bọn hắn là kính sợ, đối với vị lão tổ tông này, bọn hắn là e ngại. Hắn không chỉ có tính tình kỳ quái, mà một khi nổi giận lên thì thật sự rất khủng bố. Tuy nhiên, loại lão tổ này tiếp quản thần giáo cũng có một chỗ tốt, đó chính là toàn thiên khải chiến trường đều biết tính cách của hắn, cũng đều e ngại vị thánh hoàng không gian táo bạo này. Ở dưới bối cảnh thần tôn, đã chết, có thể mang cho cửu thiên hoàng thành cảm giác an toàn nhất định. Ta muốn đi vạn đạo hoàng thành, ngươi đừng cho ta thêm phiền. Khương Phàm nhìn đám người Đông Hoàng phe phái. Ai mang ta đi? Đông Hoàng Thánh Kiệt tự mình ra mặt, bất đắc dĩ nói. Như Ảnh mệt mỏi, đi về nghỉ, vẫn là ta đi cùng ngài. Ngươi, đi ra khỏi chính điện, Đông Hoàng Thánh Kiệt do dự mở miệng. Không có, thật không có. Khương Phàm tranh thủ thời gian giải thích. Vậy các ngươi, cái này, khụ khụ, lên phản ứng. Khống chế, thật khống chế. Ai, Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Ta đã nói xin lỗi nàng, cam đoan sau này sẽ không còn có phát sinh những chuyện tương tự. Các ngươi trên danh nghĩa là phu thê, chuyện của các ngươi tự mình giải quyết, ta vẫn là câu nói kia, tôn trọng nàng. Ngài yên tâm, lần này là ngoài ý muốn. Ai? Lại là một tiếng thở dài, Đông Hoàng Thánh Kiệt không tiếp tục nói quá nhiều, mang theo Khương Phàm rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Khương Phàm hất ra tạp niệm, đi theo Đông Hoàng Thánh Kiệt tiến về Vạn Đạo Hoàng Thành, đồng thời nhắc nhở Hướng Vãn Tình bên trong Thông Thiên Tháp chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tới rồi sao? Hướng Vãn Tình đứng tại biển sương mênh mông, nhìn qua cho cốt bay lả tả đầy trời, tâm tình phức tạp. Nàng tin tưởng tình cảm giữa tỷ tỷ cùng với nàng, nhưng nàng cũng biết tình cảm của tỷ tỷ đối với Thiên Hồ Hướng gia. Là Thiên Hồ Thánh Vương, là tộc trưởng Hướng gia đương thời, nàng phải phụ trách đối với tương lai toàn tộc, càng phải cân nhắc ý kiến vị lão tổ kia kiêm sư tôn phía trên. Bây giờ Hướng Vãn Tình không hy vọng xa vời Hướng gia quá nhiều, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể rời khỏi cùng với nàng. Lão tổ, ta đi xuống trước. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi, Đông Hoàng Như Ảnh cúi người cáo từ. Lão đầu nhi cụ thể đã ký thỏa thuận gì? Khuôn mặt mo tang thương của Đông Hoàng càn âm trầm xuống. Đông Hoàng Hoa Thanh hành lễ, nói. Đối với Khương Phàm cùng Vạn Thế Thần Triều, thần giáo phải phối hợp đến cùng, không phản bội, không buông bỏ. Đối với thần giáo, Khương Phàm phải bồi dưỡng Đông Hoàng Như Ảnh đến cảnh giới thần linh trước khi tái nhập Đăng Thiên Kiều, đồng thời. Sinh hai hài tử đầu tiên ở lại Vạn Thế Thần Triều, hài tử thứ hai đưa về Cửu Thiên Thần Giáo. Sinh hai hài tử, lão đầu nhi đây không phải làm khó hắn sao? Hắn đời trước tai họa mười mấy nương môn nhi, một cái trống bụng cũng đều không có, đời này còn muốn hai. Một người đều không có. Hắc hắc, giết ngược quá nặng, báo ứng.
vị Kiều vô hối của Kiều gia kia, không phải hài tử của Khương Phàm sao? Đó sao, thuộc về ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Đông Hoàng Càn thật sự không nghĩ tới Khương Phàm lại còn để lại huyết mạch. Thiên hậu là do bể bộn nhiều việc chinh chiến, không thể nào sinh con cho Khương Phàm, thiên hậu không sinh, Khương Phàm sẽ không để những nữ hài khác sinh. Lại về sau, bọn người Khương Phàm và thiên hậu tám mặt đều là địch, càng không có tâm tư tạo hài tử, mà cảnh giới lại tiếp tục tăng lên, tỷ lệ sinh dục cũng đều hạ xuống. Đến vấn đề Thánh Hoàng là gần như không thể nào lại sinh con chớ nói chi là cảnh giới thần linh sau cùng, đó là tuyệt dục. Cho nên chuyện Kiều Hinh sinh con tại Kiều gia này, lúc ấy hẳn không có ai hoài nghi đến là di tử thần Hoàng. Dù sao ngay lúc đó phần thiên thần Hoàng cũng đã là đỉnh phong thần linh, tới gần đế cảnh, hơn nữa lúc ấy thần triều gặp nguy cơ khẩn trương, sinh tử tồn vong, đường đường là thần Hoàng hắn nào có tâm tư lại chơi, đụng chút. Coi như đến bây giờ. Khi mà Đông Hoàng Càn vừa biết được thân phận của Kiều Vô Hối, cũng tương đương ngoài ý muốn, vậy cơ hồ là hài tử của bán đế. Đáng tiếc, ban đầu Kiều Vô Hối lại bị nhận áp chế, quá trình trưởng thành đã nhận hạn chế nghiêm trọng, bây giờ coi như lại điều trị, cũng rất khó đạt tới vấn đề hẳn là thuộc về hắn. Chuyện hài tử kia, ngài không nên quá ép buộc như ảnh. Đông Hoàng Hoa Thanh Đỉnh lấy áp lực mạo phạm, thay đồ đệ bảo bối của mình nói một câu. Ai, không. Hắn vừa mới tiến thánh linh cảnh, vẫn có hy vọng. Chỉ cần theo kịp số lần, chẳng quan tâm hắn có tỷ lệ thấp bao nhiêu. Đông Hoàng Càn đột nhiên lẻn đến phía trước quan tài đá, vươn thẳng cái mũi ngửi ngửi, cười hắc hắc nói. Lão đầu nhi có hạ dược cho bọn hắn không? Đám người trong điện vẫn toàn bộ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lão tổ à, yếu điểm của ngài chính là hình tượng đấy. Cũng chừa chút mặt cho thần tôn đi. Giống như không có. Lão đầu nhi vẫn quyết tâm không đủ lớn nhỉ. Uy, Lan Độ, chúng ta nơi này có thuốc không? Không có. Thật không có. Lão tổ, nơi này là Hoàng Thành, chúng ta là thần giáo. Cũng đúng, tìm thanh niên phía dưới hỏi một chút, nhìn trong tay ai có hàng. Lan Độ khóc không ra nước mắt, là thần giáo nghiêm chỉnh, đều là hài tử nghiêm chỉnh, trong tay ai lại có loại không đứng đắn đồ này. Vạn Đạo Hoàng Thành. Tọa lạc tại phía tây Cửu Thiên Hoàng Thành ngoài vạn dặm, cách mặt đất vạn trượng, Hoàng Thành chỉnh thể chính là tòa pháo đài chiến tranh hình tròn, toàn thân tỏa ra ánh trăng màu bạc, giống như ánh trăng treo cao giữa không trung. Dưới mặt Hoàng Thành là đại dương mênh mông bát ngát, sóng lớn ngập trời. Tại mấy tháng trước, nơi này vẫn là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, sau đó lại đột nhiên sụp đổ, sóng lớn ngập trời, biến thành hải dương mênh mông. Che mất rừng rậm cùng sa mạc và hoang nguyên xung quanh đã từng có trước đó. Tiếp theo liền nhìn các ngươi, ta tiềm phục chờ ở gần đó. Các ngươi hãy cố gắng nhanh hết sức, không được kéo dài quá lâu. Sau khi Đông Hoàng Thánh Kiệt để Khương Phàm xuống, hắn lặng yên ẩn nấp đến trong hư không. Khương Phàm mời Hướng Vãn Tình từ trong thông thiên tháp đi ra, nhìn hải dương mênh mông xung quanh. Tất cả hoàng đạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người đến nơi đây kiểm tra đối chiếu sự thật về tình huống của vạn đạo giáo tôn, chúng ta tận lực giải quyết vạn đạo hoàng thành trước đó. Chàng ở lại nơi này, thiếp đi gặp tỷ tỷ trước. Không được, ta phải đi theo nàng. Hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, không thể nào tùy tiện để bất cứ người ngoài nào đi đến. Thiếp nói mình là Hướng Vãn Tình, bọn hắn sẽ trực tiếp đưa thiếp đến bên cạnh tỷ tỷ. Nàng cũng đừng tùy tiện bại lộ thân phận. Giữa nàng và tỷ tỷ của nàng không có cảm ứng đặc biệt nào sao, thử dẫn nàng ra một chút. Cảm ứng, thiếp thử trước một chút. Hướng Vãn Tình đang muốn tới gần Hoàng Thành, nơi xa lại bất chợt truyền đến tiếng rít ù ù. Một chiếc ngân hồ chiến thuyền mở ra không gian, phóng tới vạn đạo Hoàng Thành, phía trên chở cường giả vạn đạo đã chinh chiến trở về. Ngân hồ chiến thuyền, nơi đó hẳn là người của Hướng gia. Thiếp có biện pháp, chàng đi theo thiếp, đừng nói chuyện. Trong lòng Hướng Vãn Tình khẽ động, lập tức đi chặn đường. Đại thống lĩnh, ngân hồ chiến thuyền ầm vang phanh lại, sau khi cường giả ở đầu thuyền kinh ngạc thì liền nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nhiệm vụ hoàn thành. Hướng Vãn Tình phóng thích ra thánh uy minh mông, ánh trăng màu trắng hiện ra hư ảnh cửu vĩ ở sau lưng, vừa vặn làm thành dáng vẻ tỉ tỉ. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch. Dẫn đội là một vị nam tử anh tuấn. Hắn là thánh linh của thiên hồ Hướng gia, Hướng Hiên Hoàng. 3 tháng trước đại địa tách ra, để rừng rậm trong này biến thành hải dương mênh mông,
lại để 5 vạn dặm hoang mạc ở bên ngoài biến thành dãy núi lớn hùng vĩ. Mỗi khi thiên khải xuất hiện loại biến động này, kiểu gì cũng sẽ nương theo xuất hiện tinh thạch năng lượng tinh khiết. Ví dụ như xuất hiện hải dương, sẽ xuất hiện hải dương thiên tinh, xuất hiện núi cao sẽ xuất hiện đại địa mẫu thạch, tài nguyên quý giá kiểu gì cũng sẽ kích thích tất cả hoàng đạo bộc phát hỗn chiến. Lần này Hướng Hiên Hoàng chính là phụng mệnh tiến về bên ngoài 5 vạn dặm, cướp bóc đại địa mẫu thạch. Trở về đi. Hướng Vãn Tình dáng vẻ uy nghiêm, ngữ khí lạnh nhạt, rất có mấy phần dáng vẻ của tỷ tỷ. Hướng Hiên Hoàng không có hoài nghi, Thánh Vương có thể một thể chín phần, phân ra bộ phận đa số là cảnh giới thánh linh, cũng thường xuyên tự mình ra ngoài xử lý một số chuyện. Nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử sau lưng Hướng Vãn Tình một chút. Hắn là khách. Hướng Vãn Tình không có nhiều lời, mang theo Khương Phàm leo lên ngân hồ chiến thuyền. Càng giải thích càng dễ dàng hoài nghi, đơn giản hai câu ngược lại giống như hành động cơ mật, cũng không có ai hoài nghi. Vào thành, Hướng Hiên Hoàng đứng dậy, khống chế lấy ngân hồ chiến thuyền lái về phía vạn đạo hoàng thành treo cao ở khung trời. Sau khi trấn thủ hoàng thành xác minh xong thân phận liền khống chế pháp trận ngưng tụ ra một con đường, tiếp dẫn ngân hồ chiến trường tiến vào hoàng thành. Đại thống lĩnh, Thương Huyền nơi đó thế nào? Hướng Hiên Hoàng mặc dù là thống lĩnh Hướng gia, nhưng đối với vị tộc trưởng Thiên Hồ Thánh Vương kiêm đại thống lĩnh hoàng thành này vẫn duy trì đầy đủ kính sợ. Không có tin tức. Rất có thể Khương Phàm sẽ kháng cự được, hắn lại kiên trì được đến bây giờ, thời điểm thuộc cấp cướp đoạt mẫu thạch đã nghe tất cả hoàng đạo nghị luận, Khương Phàm đạt được Liệp Thần Thương. Là đạt được. Thuộc cấp nghe bọn hắn giới thiệu, Liệp Thần Thương danh xưng là đệ nhất sát khí từ hoang cổ đến nay, săn giết qua thần ma. Năm đó tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, một kích liền xuyên qua phần thiên thần hoàng là Khương Phàm kiếp trước. Hướng Hiên Hoàng lắc đầu rung động, mặc dù thiên khải chiến trường có rất nhiều thần binh hung khí, nhưng chưa từng nghe nói có vũ khí có thể trực tiếp săn giết thần ma, mà vũ khí như thế này lại còn rơi xuống trong tay Khương Phàm. Không thể không nói, đây là bi ai của tất cả hoàng đạo Thương Huyền. Hắn chỉ là đạt được, còn dùng không được. Cũng đúng, siêu cấp hung khí như thế, không có thánh hoàng cảnh là đừng nghĩ đụng phải. Cũng không biết sau khi Khương Phàm chết, tất cả hoàng đạo Thương Huyền sẽ xử lý Liệp Thần Thương như thế nào. Hung binh như thế này ai cũng muốn có được, nhưng mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều sẽ khiến cho các phương sao động, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Trong lúc nói chuyện, ngân hồ chiến thuyền rơi xuống trong căn cứ, Hướng Vãn Tình nhìn cung điện sâu trong hoàng thành. Nơi đó là nơi các phe phái quan trọng của vạn đạo thần giáo ở, có Sở gia, Điêu gia, còn có Hướng gia bọn hắn. Đại thống lĩnh, ngài còn có phân phó gì? Hướng Hiên Hoàng kỳ quái nhìn, đại thống lĩnh, ở bên cạnh do dự không tiến lên. Ngươi làm việc của ngươi. Hướng Vãn Tình ra vẻ lạnh lùng trả lời câu, mang theo Khương Phàm rời khỏi căn cứ. Hướng Hiên Hoàng nhìn bóng lưng, đại thống lĩnh, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Chờ một chút. Hướng Vãn Tình dừng lại, có chút nghiêng đầu. Ngươi đang kêu ta. Hướng Hiên Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng Hướng Vãn Tình, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị. Trước đó xuất phát từ lòng kính sợ, không dám mở mắt quan sát, đại thống lĩnh, nhưng cái nhìn vừa vặn kia đột nhiên cảm giác không đúng lắm. Là Hướng gia thống lĩnh, hắn sẽ thường xuyên báo cáo tình huống cùng, đại thống lĩnh, có thể nói là rất quen thuộc. Nhưng, bóng lưng trước mắt lại cho hắn một sự lạ lẫm không nói được. Mà, đại thống lĩnh cũng chỉ mặc nhuyễn giáp, mặc lên áo lông cừu dày đặc, vị trước mắt này lại là váy dài tiên diễm. Càng làm cho hắn kỳ quái là, đại thống lĩnh mặc dù xinh đẹp khuynh thành, nhưng khí chất lãnh khốc, nghiêm túc cường thế hơn, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, vị trước mắt này lại có một khí tức âm nhu xinh đẹp. Hắn làm bạn với, đại thống lĩnh, trên trăm năm, chưa từng có ý nghĩ cổ quái, nhưng vị trước mắt này lại làm cho hắn cảm giác kỳ quái, tim có chút đập rộn lên. Ngươi là ai? Hướng Hiên Hoàng đột nhiên nghiêm khắc, gắt gao tiếp cận nữ tử trước mặt. Ta tới tìm tỷ tỷ ta. Hướng Vãn Tình không có giấu giếm, dù sao cũng đều tiến đến, mục đích đã đạt được. Vãn Tình, ngươi là Vãn Tình, ngươi, làm sao lại ở đây? Sắc mặt Hướng Hiên Hoàng kịch biến, ánh mắt bén nhọn ngay sau đó quét về phía nam tử oai hùng bên cạnh. Hắn là ai? Ngươi cảm giác hắn có thể là ai đây? Hiên Hoàng ca ca. Hướng Vãn Tình quay người, trực diện với vị nam tử đã từng theo đuổi qua nàng này. Ha ha, hân hạnh, Hiên Hoàng thống lĩnh.
trên đường Vãn Tình giới thiệu qua ngươi. Khương Phàm quay người, khẽ vuốt cằm đối với Hướng Hiên Hoàng. Khương Phàm, ngươi là Khương Phàm. Sắc mặt Hướng Hiên Hoàng lại biến đổi, kinh sợ lui hai bước. Ngân hồ chiến thuyền đang bận rộn bỗng nhiên an tĩnh, các cường giả hướng ra từ trên xuống dưới đều đồng loạt nhìn qua. Vãn Tình, ngươi mang Khương Phàm vào Vạn Đạo Hoàng Thành, trong lòng ngươi còn có thần giáo hay không, còn có thiên hồ hướng ra hay không, ngươi là triệt để phản bội chúng ta sao? Hướng Hiên Hoàng giận dữ, toàn thân tuôn ra yêu khí, hóa thân thành bát phí thiên hồ, tám cái đuôi lắc lư, năng lượng đất trời đều như tiếng trống im lìm ầm ầm rung động, răng nanh răng nhọn, nhấp nhô gào trầm thấp. Căn cứ chiến thuyền hỗn loạn, nhanh chóng kinh động đến các cường giả đóng giữ. Số lượng lớn yêu hồ tụ tập tới, còn có các cường giả nhân tộc thần giáo. Khương Phàm, hắn là Khương Phàm. Hướng Vãn Tình, nàng quả nhiên còn sống, mà còn tìm Khương Phàm nương tựa. Hướng Vãn Tình, ngươi là tên phản đồ, lại mang Khương Phàm vào hoàng thành. Hướng Vãn Tình, ngươi là sỉ nhục của Hướng gia, ngươi tìm kẻ địch làm nơi nương tựa, còn dẫn kẻ địch xâm nhập hoàng thành, ta phải đóng đinh ngươi lên sỉ nhục trụ Hướng gia. Khương Phàm, ngươi thật sự là gan to bằng trời, cũng dám đến Thiên Khải chiến trường, còn dám tiến vào Vạn Đạo hoàng thành ta. Toàn thành đề phòng, mở ra tất cả pháp trận. Tại thời điểm thành khu căn cứ lâm vào oanh động, bất chợt một tia sáng bạc đã vạch phá không gian, rơi xuống phía trên đám người. Một nữ tử dung mạo kinh thế, quốc sắc thiên hương, da thịt trắng sáng, mắt ngọc mày ngài, có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, đẹp đến mức làm cho người ta nín thở, đẹp đến mức để cho người ta hoảng hốt, nhưng con mắt của nàng lại sắc bén như đao, phảng phất có thể đâm thủng linh hồn, để cho người ta không sinh ra bất cứ ý nghĩ khinh nhờn nào. Nàng và Hướng Vãn Tình giống nhau như đúc, nhưng khí chất của Hướng Vãn Tình là vũ mị, khí chất của nàng thì là lãnh ngạo. Đại thống lĩnh, Hướng gia cùng các cường giả thần giáo nhao nhao hành lễ, lập tức muốn lên án Hướng Vãn Tình cùng Khương Phàm. Tất cả lui ra, ta đến xử lý. Thiên Hồ Thánh Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn Hướng Vãn Tình, mắt dọc có chút ngưng tụ, hai đầu lông mày tụ lên mấy phần tức giận. Đại thống lĩnh, hắn là Khương Phàm, hẳn là bắt lấy. Hướng Hiên Hoàng cao giọng xin chỉ thị, Khương Phàm, chết tiệt, đó chính là Khương Phàm, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Ta nói, ta đến xử lý. Thế nhưng, lui ra. Sau khi Hướng gia cùng các cường giả thần giáo do dự lui vài chục bước, vốn định dừng lại tiếp tục giằng co, lại bị khí thế uy nghiêm của Thiên Hồ Thánh Vương bức bách là liên tiếp lui ra khỏi căn cứ. Thông báo lão tổ. Hướng Hiên Hoàng lập tức phân phó ở hai bên. Thông báo Tô Thần thống lĩnh. Các trấn thủ thần giáo phân phó đệ tử tiến đến thông báo thống lĩnh thần giáo. Thiên Hồ Thánh Vương rơi xuống trước mặt Hướng Vãn Tình, ngữ khí nghiêm khắc. Lúc đầu ta đã ước định với muội như thế nào, nếu như sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể sống, chạy được bao xa thì chạy bấy xa, vĩnh viễn đừng lại về thần giáo, đừng lại về Thiên Khải. Hướng Vãn Tình hạ giọng nói. Tỷ tỷ, giáo tôn đã chết. Muội nói bậy bạ gì đó. Giáo tôn chết rồi, chết trong tay Xí Thiên Giới, chỉ có một mình Sở Vũ còn sống. Tin tức hẳn là vẫn chưa hoàn toàn truyền đến Thiên Khải, muội mạo hiểm tới là muốn thông báo với tỷ, sớm làm quyết định. Ánh mắt Thiên Hồ Thánh Vương hơi rung nhẹ, chuyển hướng đến Khương Phàm. Ngươi giết giáo tôn. Giáo tôn các cô chết rồi, Vạn Đạo thần giáo đã vong. Chờ tin tức truyền đến Thiên Khải, sau khi các phương tìm được chứng minh, tất nhiên sẽ thành khởi xướng tấn công mạnh đến Vạn Đạo Hoàng. Coi như các cô lại kiên trì, cũng khó thoát khỏi kết quả diệt vong. Trừ phi Bắc Thái Đế tộc nhúng tay, cưỡng ép tiếp dẫn các cô rời khỏi, nhưng từ đó về sau, các cô chỉ có thể sống nhờ đế tộc, trở thành phụ thuộc của bọn hắn. Hôm nay ta mạo hiểm tới đây là bởi vì Vãn Tình mời. Nếu như cô nguyện ý đi, ta mang cô đi, nếu như cô muốn ở lại, ta tôn trọng quyết định của cô. Khương Phàm biểu đạt thái độ gọn gàng mà linh hoạt. Hướng Vãn Tình gắt gao bắt lấy cánh tay Thiên Hồ Thánh Vương, khẩn cầu. Tỷ tỷ, đi theo muội đi. Một khi các phương biết được tin giáo tôn đã chết, khẳng định không hề cố kỵ mà khởi xướng vây công, bầu không khí trong thành sẽ trở nên tuyệt vọng, kháng không được quá lâu. Tỷ không cần thiết chôn cùng thần giáo, tỷ cũng càng hẳn là nên cân nhắc tồn vong của Hướng gia. Thiên Hồ Thánh Vương vẫn nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhìn đến nghiêm khắc lạnh nhạt, hô hấp lại rõ ràng bắt đầu lộn xộn. Vạn Đạo giáo tôn chết rồi. Không có chiến tử tại Thiên Khải,
mà là chết tại hạ giới. Vạn đạo thần giáo, xong. Thế lực cấp hoàng đạo này hùng cứ thương huyền Tây Bắc trên vạn năm, cứ sụp đổ một cách không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cứ việc nói là thân muội muội của nàng, nhưng nàng vẫn không dám tin tưởng giáo tôn ở trong nội tâm nàng có thể so với thần linh sẽ chết, hoàng đạo mà nàng vì đó đều bỏ ra hết thảy sẽ kết thúc. Tỷ tỷ, muội thề mỗi câu muội nói đều là thật. Vạn đạo hoàng thành nguy cơ sớm tối, hướng ra càng đứng trước sinh tử tồn vong. Tỷ là đại thống lĩnh hoàng thành, hẳn là nên sớm tuyên cáo, để người của thần giáo nhanh chóng đảo vong, đến đế tộc tị nạn. Tỷ là tộc trưởng hướng ra, cũng hẳn là nên cân nhắc cho tương lai hướng ra, nhanh chóng rút lui. Hướng Vãn Tình nhìn đến đôi mắt tỷ tỷ, thấp giọng khuyên can. Thiên Hồ Thánh Vương thật lâu mới chuyển ánh mắt khỏi Khương Phàm, nhưng đột nhiên xuất hiện trùng kích thực sự quá lớn, cho dù là nàng đã thống lĩnh hoàng thành trên trăm năm, trải qua vô số biến cố, nhưng thật sự vẫn khó mà tiếp nhận được tin dữ rằng giáo tôn đã chết. Hoàng thành nguy cơ sớm tối. Hướng ra sinh tử tồn vong. Đây thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, nếu như tất cả hoàng đạo biết vạn đạo thần giáo không có thánh hoàng giáo tôn khống chế thiên lôi, khẳng định sẽ điên cuồng vây bắt, quyết không bỏ qua hủy diệt hoàng thành. Vạn đạo hoàng thành không giống cửu thiên hoàng thành nơi đó có thánh hoàng không gian tỏa chấn, còn có thần cốt cố thủ pháp trận. Nơi này nói hủy diệt liền thật có thể hủy diệt. Một khi hoàng thành bị công phá, hết thảy mọi thứ trong hoàng thành cũng khó mà trốn khỏi vận rủi. Hướng Vãn Tình thúc giục nói. Tỷ tỷ, người của thần giáo có thể chạy trốn tới đế tộc tị nạn, nhưng hướng ra chúng ta không được, nhất là tỷ. Đến nơi đó, rất có thể hướng ra sẽ biến thành đồ chơi, tỷ càng có thể lần nữa tế hiến cho đế quân. Muội không hy vọng xa vời tỷ sẽ mang theo toàn tộc rời khỏi. Nhưng muội hy vọng tỷ có thể đi theo muội. Thiên Hồ Thánh Vương đột nhiên hất tay của nàng ra, nghiêm túc nói. Muội rời khỏi nơi này trước. Tỷ tỷ, chuyện ta đã biết, muội rời khỏi nơi này trước, chính ta xử lý. Tỷ tỷ, muội muốn ở lại bồi tiếp tỷ, cho muội cơ hội giới thiệu tình huống xí thiên giới với hướng gia, để Khương Phàm ra mặt cam đoan sẽ cho hướng gia đầy đủ tôn trọng, muội nghĩ hẳn là sẽ có rất nhiều tộc nhân nguyện ý cùng tỷ rời khỏi. Ta nói, chính ta xử lý. Ngươi rời khỏi, lập tức. Tỷ tỷ, cút ra khỏi hoàng thành cho ta. Ngươi nghe không hiểu. Tỷ tỷ, biến ra ngoài. Thiên Hồ Thánh Vương đột nhiên bắt lấy cánh tay Hướng Vãn Tình, thô lỗ kéo ra bên ngoài, cũng khiển trách Khương Phàm. Mang nàng đi, nhanh. Khương Phàm không rõ tình huống, nhưng rõ ràng chú ý tới sự lo lắng trong ánh mắt Thiên Hồ Thánh Vương. Các ngươi đi nhanh cho ta. Đi ra bên ngoài chờ tin tức của ta. Nhanh! Tỷ tỷ! Biến ra ngoài! Thiên Hồ Thánh Vương quát tháo thúc giục, nhưng vẫn đã chậm, sâu trong cung điện đã truyền đến tiếng thét ra lệnh uy nghiêm. Phong bế toàn thành, ngăn Khương Phàm lại cho ta.